Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong một tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 21. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui thú vị thì hãy đừng quên giúp Phong like, chia sẻ video để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện và đừng quên ủng hộ Phong bằng cách đăng ký kênh MC Tiến Phong. Phong xin chân thành cảm ơn. Và quay về lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy Vương Khả rất là số đỏ. Vô tình đã cứu được thánh tử và đặc nhận được sự tin tưởng của đám ma giáo Thì không biết diễn biến tiếp theo như nào Mời các bạn vào tập ngày hôm nay Xem vương khả của chúng ta xử lý như nào ở Khi ở trong ma giáo Vương Đạo Trí Tôn Tập 21 Đại Lao Thần Long Đảo Tất cả quần ma đều nhìn Vương Khả Vì tinh thần không biết sợ của Vương Khả mà rung động Mặt mũi đồng an an co giật nhìn Vương Khả Nhất thời không biết nói cái gì cho phải không đúng vương khả thực sự nhờ vào vạn xà trì sao vì sao hắn lại không có việc gì bác đồ thần vẫn không cam lòng nói như cũ đúng vậy mỗi một con rắn độc ở trong vạn xà trì đều là kịch độc người bị áp chế tu vi đi vào chắc chắn sẽ thật tổn thương nhưng vì sao vương khả lại không có chuyện gì đồng an an nhíu mày nhìn về phía vương khả hả chu hồng ý cũng y cũng nghi ngờ nhìn sao không phải thánh tử cũng không có chuyện gì sao vương khả lập tức co mày nói thánh tử thể chất đặc thù cho nên bách độc bất sâm chu hồng y trầm giọng nói thánh tử bách độc bất sâm vương khả ngạc nhiên nói không sai người xảy ra chuyện gì chu hồng y nghi ngờ nói ta vương khả nhíu mày chuyện này phải giải thích như thế nào ta nói thể chất đặc thù trở về các người muốn kiểm tra thân thể ta thì làm sao bây giờ vương khả có phải người đã sớm làm xong chuẩn bị nhảy vào vạn xà trì cho nên trước đó chuẩn bị xong pháp bảo phòng hộ rắn độc đặc thù hay không? Bác đồ thần trầm giọng hỏi. Vương cả đang muốn gật đầu theo lời hắn nói, nhưng bản năng giật mình. Quả nhiên tên bắc đồ thần này không phải là thứ gì tốt, định gài bẫy ta sao? Nếu như ta thừa nhận, vậy không phải nói ta nhảy vào vạn xà chi là có dự mưu? Cứu thánh tử cũng có dự mưu, vậy muốn giết thánh tử là cũng có dự mưu. Còn mẹ nó, quả nhiên tên bắc đồ thần này là một tên xấu xa đám người bắc đồ thần đồng an an chờ đợi câu trả lời huyết thuyết phục của vương khả mặc kệ vương khả trả lời như thế nào thì cũng phải dội cho hắn gáo nước bẩn khiến hắn phải hiểm nghi hạ thủ thánh tử từ đó trở về chậm rãi trình hắn thế nhưng vương khả hành tàu giang hồ nhiều năm sẽ sợ loại vũ ăn này sao thánh tử có người cảm thấy ta không đến cứu người bọn họ cảm thấy thời điểm ngươi bị vạn xà cắn ré ai cứu người chính đã dụng ý khó dò thánh tử người nói ta nên trả lời bọn họ như thế nào đây Vương Khả lập tức tỏ vẻ đau khổ Đồng An An bắt đồ thần trợn mắt Ta còn chưa kịp vu oan người Người đã bắt đầu vu oan chúng ta Người có biết luật tới trước tới sau hay không vậy Vương Khả Người dám vu khống chúng ta Đồng An An trợn mắt tức giận nói Hả Ta nói là bắt đồ thần mà Không phải vừa rồi hắn mới chất vấn ta sao Làm sao người Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Đồng An An Đồng An An biến sắc Bản thân cướp lời ước Chu đường chủ Bọn họ Bọn họ đều là người xấu Bọn họ muốn ta chết Ta phải nói cho ma tôn Phải nói cho ma tôn biết Bọn họ không cho phép vương khả cứu ta Là bọn hắn muốn hại ta Ta phải nói cho ma tôn Thánh tử lập tức khóc lên Được rồi được rồi Thánh tử đừng khóc nữa Ngươi yên tâm Ta nhất định sẽ trả rõ mọi chuyện Nhất định không để kẻ hại người ung dung ngoài vòng pháp luật được Chu Hồng Y lập tức an ủi Chính là hắn Vợ rồi hắn không cho phép vương cả cứu ta Chính là hắn Thánh tử chỉ bắt đồ thần mắng Trong nhà mắt bắt đồ thần liền quỳ xuống Ai cũng nghe được Vương Khả đang vụ oan ta Tại sao thánh tử ngươi lại nghe theo không hiểu chứ Thánh tử Ngươi thực sự là trẻ con mà Hắn vừa mới lựa ngươi đã tin tưởng Chuyện không liên quan tới ta Chuyện không liên quan tới ta Ta không có không cho Vương Khả cứu thánh tử Đừng chủ minh xét Bắt đồ thần lập tức cầu xin chu Hồng Y tha thứ chu Hồng Y khẽ nhú mày chu Hồng Y cũng nghe được Vương Khả tránh nặng tìm nhẹ Thế mà cắn ngược lại bắt đồ thần một cụ Nhưng bây giờ thánh tử tức giận Chính mình cũng không tiện chỉ trích thánh tử Người đâu Bắt bắt đồ thần lại cho ta Ta sẽ tự mình thẩm tra xử lý Đồng An An quát lên một tiếng Đường chủ Bắt đồ thần sợ hãi kêu lên Đồng An An muốn vùi sạch quan hệ sao Đồng An An không thể không làm như vậy Việc này không thể làm lớn chuyện Làm lớn lên Trở về tra được mình thì làm thế nào Phải lấy tốc độ nhanh nhất Tìm dây thế tội mới được Vừa rồi không cẩn thận cướp lời Nhất định lần này phải phân rõ giới hạn với bác đồ thần Trước bắt bác đồ thần lại Chấn an thánh tử một chút Trở về bản thân sẽ thẩm tra xử lý Trà ra chân tướng Tùy tiện tìm một con dây thế tội là được Đến lúc đó dây thế tội tự sát Thì chuyện này không liên quan tới ta Bác đồ thần cũng đoán được ý nghĩ của đồng an an Chỉ kêu lên một tiếng Cũng không dám phản kháng nữa Không cần ngươi tự mình thẩm lý Trước hừng đông ngươi ở chỗ nào Chu Hồng Y trầm giọng nhìn về phía Bắc Đồ Thần. Ta, ta trước đó sắc mặt Bắc Đồ Thần cứng đờ. Nói. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Ta, ta trước hưởng đông ta ở quý phủ của đàn chủ, ta không ở trong đại đâu. Chuyện này không liên quan tới ta. Bắc Đồ Thần nói. Đồng An An trừng mắt. Mẹ nó, người kéo ta lên làm gì? Ta mà bị người lôi xuống nước, ai tới vớt người lên bờ? Đường chủ minh dám trước hưởng đông bắc đồ thần đến quý phủ của ta đi bẩm báo sự tình cho ta đồng an an đập tức nói hả lúc đó mới hơn nửa đêm bẩm báo sự tình gì sắc mặt chu hồng y lạnh như băng rất rõ ràng trong chuyện này có chuyện bình thường việc nhỏ làm sao có thể nửa đêm đi bẩm báo sao không đợi tới ban ngày lại đi lúc đầu chu hồng y cũng không có hoài nghi bắc đồ thần nhưng mà vừa hỏi đã xảy ra vấn đề đồng an an hận không thể đạp chết cái tên bắc đồ thần này Thành sự không có bại sự có thừa Kéo ta lên làm gì chứ Nếu lần này không cho đường chủ một lời giải thích tốt Hôm nay sẽ thực sự là thất bại Bác đồ thần nói Sắp đến trăng tròn Mà vương huynh đệ không có trải qua tẩy lẽ nhập ma Không có mà khí Cho nên hai ngày này sẽ có khả năng không chịu nổi Xin ta đi tìm giúp hắn một người sống Để hắn có nghiệp chứng ăn thịt người Ta... ta đã đồng ý Đồng An An giải thích Giờ phút này chỉ có thể dùng chuẩn bị từ lúc trước làm cớ Bằng không Vương Khả tiếp tục nhiều chuyện Vậy không phải sẽ bại lộ sao Hả Chu Hồng Y nhìn về phía Vương Khả Sắc mặt Vương Khả trở nên cổ quái gật đầu Đúng là có chuyện như vậy Thế nhưng bọn họ tìm cho ta một tên tù phạm chính đạo Bảo ta đi hút chân nguyên huyết của hắn Rút đến khi hắn chết thì thôi Tù phạm chính đạo Làm can Chu Hồng Y trừng mắt Cái gì Vương Khả kinh ngạc nói Chu Hồng Y lại nhìn về phía đồng an an Ma tôn có lệnh không cho phép ăn những tù phạm giam giữ ở Thần Long Đảo này, chỉ cho nuôi nhốt rút máu để cho các người phụ trách, càng để Thánh Tử giám sát các người. <laughs> các người thật là to gan, lại dám bằng mặt không bằng lòng, không sợ Ma tôn giáng tội sao? Không có, không có. Tên tù phạm chính đạo kia tuyệt thực, hắn có lòng muốn chết. Ta nhìn trên phương diện này mới giúp Vương Huy đại xin, ta không có bằng mặt không bằng lòng, hắn thực sự là tuyệt thực muốn chết mà. bắt Đồ Thần sốt ruột không thôi. Tuyệt thực muốn chết. Chu Hồng Y nhíu mày Bởi vì tù phạm tuyệt thực muốn chết Được cho phép bị ăn Nếu thực sự là thế Vậy thì không tính là vi phạm Vương Huỳnh Đệ Người nhanh nói cho đường chủ đi Cái tên tù phạm kia một lòng muốn chết Ta giúp người xin chỗ tốt này Ít nhất người cũng phải giúp ta làm chứng chứ Bác đồ thần lo lắng nói Vương Khả trầm mặt Vương Khả Lời của nó có phải sự thực không Chu Hồng Y trầm giọng nói Không đúng Tên tù phạm kia không có tuyệt thực muốn chết Vương Khả lập tức nói Bác đồ thần trừng mắt nhìn về phía Vương Khả Tiểu tử này Ăn chỗ tốt của ta Lại còn vu khống ta Tại sao không đúng Tất cả mọi người đều nhìn thấy Đó là nhị sư huynh của Thiên lang Tông Hắn là tuyệt thực muốn chết Đã mấy ngày rồi Mấy ngày rồi Vương Khả Đừng tưởng rằng hắn chết Là người sẽ có thể tùy ý vu khống ta Bác đồ thần trừng mắt quát Không đúng Hắn làm gì chết còn sống rất tốt Vương Khả giải thích nói Bác đồ thần nghẹt mặt Chu Hồng Y lạnh lùng nhìn bác đồ thần Người xác định Nhị sư huynh của thiên lang tông tuyệt thực muốn chết Ta, ta xác định Bác đồ thần nuốt một ngụm nước bọt Nhưng chẳng biết tại sao bỗng nhiên trong lòng Có một loại dự cảm rất xấu Thật sự không đúng Không tin chính xác các ngươi nhìn xem Hắn đang ở trong phòng cái kìa Vâng khả chỉ gian phòng trong sân động cách đó không xa chu hồng y đang nghi hoặc đã có tà ma nhanh chóng đi mở cửa cửa ra vào có trận pháp cấm chế từ bên trong rất khó mở ra nhưng mà từ bên ngoài mở ra lại không khó rất nhanh cửa sân động mở ra mọi người đi tới gần quan sát lại nhìn thấy bên trong có rất nhiều tù phạm vây quanh nhị sư huynh bị trói ở trên cột hai cánh tay nhị sư huynh mỗi tay một khối linh thạch đang hấp thụ chữa thương khôi phục chân nguyên đồng thời trong miệng cũng được các sư đệ đút đùi gà nhị sư huynh ăn ngấu nghiến Hóa ra là lúc trước vương khả đào lỗ trên tường Khiến cho đám tù phạm sát vách chui sáng Nhị sư huynh ngấu nghiến ăn đùi gà Hơn nữa dùng linh thạch khôi phục chân nguyên Người gọi cái này là tuyệt thực sao Người lại đang xỉ nhục Trí thông minh của ta có đúng không Về mặt của chu Hồng Y tràn đầy sát khí Nhìn về phía bắc đồ thần Không không Lúc trước không phải như vậy Lúc trước hắn thực sự là muốn tuyệt thực muốn chết Thật thật các người phải tin tưởng ta Bắc đồ thần lập tức hoảng sợ kêu lên sóng trước vừa lắng sóng sau lại lên tội danh biêu sát thánh tử còn chưa rửa sạch trên đường lại có tội danh tàn sát tù phạm đây là dặn dò của ma tôn không cho phép giết tù phạm cầu sinh đây là bản thân đang ngỗ nghịch ma tôn bành một tiếng đồng an an lạnh lùng hạ sát thủ một bàn tay vút đi mặt bắc đồ thần lập tức bị đánh lệch phun ra một cụm máu tươi và răng ngươi là tên khốn kiếp Đại dám gạt ta Nói tù phạm tuyệt thực muốn chết Nếu không phải đường chủ phát hiện Ta cũng sẽ bị ngươi lửa gặt Xem ra chuyện bưu sát thánh tử Người cũng có hiểm nghi lớn Hôm nay ta không thu thập ngươi Thì thật có lỗi với sự tín nhiệm của ma tôn Và đường chủ với ta Nói tại sao phải hại thánh tử Đồng An An giận dữ hết Giờ khắc này nhất định phải rũ sạch quan hệ Mẹ nó bác đồ thần cố gắng làm con thiêu thân chịu khổ cho ta Ta không có Bác đồ thần yếu ớt kêu lên còn không nói Được Người quên ta là hình phạt ma giáo rồi Người đâu Mang đại hình ma giáo ta tới Cho hắn nếm một lần Thẳng đến khi hắn nói ra mới thôi Đồng An An căm hận nói Vâng Một đám tà ma kêu bác đồ thần Đến hình cụ cách đó không xa Trong đại lao Chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của bác đồ thần Tiếng kêu thảm thiết thê lương này Dọa cho thánh tử run lẩy bẩy Chu Hồng Y trầm giọng nói Được rồi Chờ thánh tử trở về Ngươi lại thẩm lý đừng dọa thánh tử Vâng vâng Đường chủ yên tâm Ta nhất định sẽ trả rõ mọi chuyện Cho đường chủ một cách công đạo Cho thánh tử một cách công đạo Cho vương huynh đệ một cách công đạo Đồng An An lập tức đầu đầy mồ hôi nói Ánh mắt chu Hồng Y lập tức nhìn sang đồng An An Lại nhìn tà ma xung quanh một chút Cuối cùng vẫn cho phép đồng An An trả rõ Thánh tử Nơi này không an toàn Người trước trở về Cùng ta đã Đoạn thời gian này Người đi theo ta Chu Hồng Y an ủi Ta, ta không Ta muốn ở cùng vương khả Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ có người hại ta thì sao Thánh tử hoàng sợ nói Yên tâm, sẽ không có ai hại người nữa Thực lực của vương khả yếu đuối Hắn không bảo vệ được ngươi Đi theo ta, không có ai có thể hại ngươi nữa Với cả, người trước trở về cùng ta nghỉ ngơi một hồi Buổi chờ vương khả sẽ đến Chu Hồng Y an ủi Buổi chiều Thánh tử mịt mờ nói Chu Hồng Y liếc nhìn Vương Khả sầm mặt lại Buổi chiều đến hành cung của ta Thanh Nhi tỉnh muốn gặp người. Thanh Nhi tỉnh, nhếp dệt tuyệt tình, tốt quá rồi, bản thân an toàn. Nội tâm Vương Khả lập tức vui mừng. Vâng, nhất định buổi chiều ta sẽ tới. Lúc này Chu Hồng Y mới quay đầu nhìn về phía Đồng An An. Đồng đàn chủ, có. Đầu Đồng An An đầy mồ hôi cung kính nói, mưu sát thánh tử, <laughs> cái tội danh đấy cũng không nhỏ đâu. Chu Hồng Y cười lạnh nói, đường chủ. Ta không có đường chủ Ta nhất định sẽ trả rõ mọi chuyện Đồng An An lập tức hoảng sợ nói Tốt ta chờ người trả rõ mọi chuyện Khóe miệng Chu Hồng Y lộ ra một tia cười lạnh Vâng ta nhất định sẽ cho đường chủ một câu trả lời thuyết phục Đồng An An lập tức cúi đầu bái lạy Chu Hồng Y phức tạp nhìn Đồng An An Lúc này mới ôm thánh tử rời đi Cùng tiễn đường chủ Đồng An An cung kính bái lạy Cùng tiễn đường chủ Cả tà ma đều cung kính bái lệnh Chu Hồng Y không để ý tới những người khác, ánh mắt quét xung quanh một vòng, lập tức thấy Chu Yếm đang đi tới. Thúc thúc tổ. Đầu của Chu Yếm vẫn chưa hết, đã cười đón Chu Hồng Y. Nhưng mà Chu Hồng Y nhìn thấy thằng cháu trai này, không khỏi tức giận một trận. Sự tình lúc trước không nói, nhưng mà hôm nay cũng đến Thần Long đảo mấy ngày rồi, tại sao trên người vẫn bẩn thỉu, tất cả đều độc huyết như vậy? Ở trên mặt càng là một khối tím, một khối đen, tại sao lại trở nên đôi thôi như thế? Ngươi nhìn Vương Khả, Giờ lại nhìn mình đi Thật cho làm ta mất mặt mà Chu Hồng Y hư lại một tiếng Nói xong Chu Hồng Y không để ý tới Chu Yếm Để lại Chu Yếm về muộn Vì sao lại so sánh ta với Vương Khả chứ Độc huyết trên áo quần áo ta Còn không phải là do Vương Khả hại sao Không phải là ngươi muốn giết hắn sao Sao giờ lại tán dương hắn Vì sao Vì sao chứ Dậu vào cái gì Không cần nửa ngày tin tức Thánh Tử suýt nữa bị hại chết Đã truyền khắp thần Long Đào rất nhiều đệ tử ma giáo không khỏi lộ vẻ kinh hãi Ai mà to gan như vậy Thánh tử là giáo đích thần ma tôn phong Đặt ở trong vương triều nhân gian Chính là thân phận hoàng thái tử Ai dám giết thánh tử chứ Toàn bộ thần long đảo đều rơi vào trong một bầu không khí ngột ngạt Đồng thời Một cái tên cũng trong nháy mắt Truyền khắp thần long đảo Người kia chính là vương khả Ngày xưa vương khả ở vương cung đại thanh Cứu rất nhiều đệ tử ma giáo Tạm thời không đề cập tới Bây giờ vì thánh tử không để ý an nguy của bản thân nhảy vào vạn xà trì Phần khẳng khái này Theo như lời nói trước mặt đường chủ Lúc sáng hành động đó chính là nghĩa bạc vân thiên Trụ cột ma giáo Ai nghe nói sự tích của Vương Khả Mà không muốn giơ ngón tay lên Cũng từ đó Mặt trượt do Vương Khả phát minh Truyền khắp toàn bộ thần Long Đảo Giờ khắc này Vương Khả cũng không biết mình đã trở thành nhân vật phong vân thần Long Đảo Hơn nữa lúc rỡ trưa Còn bị đệ tử ma giáo dẫn tới hành cung của Chu Hồng Y ở trung tâm đảo Nhìn thấy nhất thành thành yêu ớt Ở bên trong một đại điện Thành gì Vương Khả đã tới Ngày đó hắn giết nàng Nàng không muốn giết hắn sao Chú Hồng Y câu mày nói Nhếp Thành Thành nhìn Vương Khả cách đó không xa Thần sắc phức tạp Cứ tưởng rằng hôm đó đã đồng quy vô tận quần ma Ai lại nghĩ đến Cuối cùng mình và chu Hồng Y không ai chết cả Ta không trách hắn Nhếp Thành Thành lắc đầu Vì sao Chú Hồng Y buồn bực nói nhất thành thành lạnh lùng nhìn về phía chu hồng y lời chu hồng y vừa đến khóe miệng lập tức ngừng lại thành nhi đã nảy sinh tử trí làm sao biết trách tội người muốn chết nàng chứ cảm tạ còn không kịp ấy chứ được rồi được rồi chúng ta không trách nhưng mà nàng cũng không thể tiếp tục làm việc ngốc chu hồng y lo lắng nói vương khả ngươi nói đi nhất thành thành nhìn về phía vương khả cười khổ nói lông mày của chu hồng y nhíu lại lộ ra vẻ kinh ngạc chuyện này nàng hỏi vương khả làm gì sau khi Chu Hồng Y phiền muộn Chỉ biết trường mắt nhìn Vương Khả Gia hiệu hắn không được nói lung tung Thượng thiền có đức hiếu sinh Ta cảm thấy có thể sống tại sao lại muốn chết chứ Vương Khả khuyên nhủ Nhất Thành Thành nhìn Vương Khả một chút Lộ ra nụ cười khổ Thành nhi Chu Hồng Y lo lắng nói Ta muốn nói chuyện riêng với Vương Khả một chút Nhất Thành Thành hít sâu một cái Nói Một mình Chu Hồng Y nhíu mày không đồng ý Làm sao Ngươi cảm thấy ta sẽ có ý tứ đối với tiểu giao hỏa này sao Nhếp thành thành lạnh lùng Nhìn về phía chu Hồng Y Làm sao biết được Đúng là ta Ta chính là chu Hồng Y cười khổ một hồi chu Hồng Y tin tình cảm của nhếp thành thành đối với mình Đương nhiên sẽ không nghĩ đến phương diện này Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn Vương Khả Để Vương Khả khuyên nhếp thành thành nhiều hơn một chút Từ bỏ từ trí đi Không cho phép nghe lén Nhếp thành thành lại nhìn chu Hồng Y Yên tâm Ta cảm đoàn không có người thứ ba có thể nghe được nàng và Vương Khả nói chuyện. Cuối cùng Chu Hồng Y gật gật đầu một cái. Chu Hồng Y buồn bực lui ra khỏi đại điện. Còn Nhất Thanh Thanh thì lật tay thi triển chân nguyên kết giới, ngăn cách hai người để tránh thành âm thiết ra ngoài. Bên trong đại điện chỉ còn đã hai người Vương Khả và nhiếp Thanh Thanh. Vương Khả nở một nụ cười khổ. nhiếp Điện Chủ, ta không nghĩ tới lúc trước có nhiều hiểu lầm, xin hãy tha lỗi. Nhất Thành Thành nhấc mắt nhìn Vương Khả Khẽ thở dài Cuối cùng ngày ấy Người vẫn không thể chạy thoát Trốn ở chỗ nào được chứ Đám tà ma tưởng ta giết ngươi Cảm tạ ta quá nhiệt tình Ta Vương Khả lộ ra một nụ cười khổ Người cũng tính là may mắn Thế mà có thể sống tất tận bây giờ Nhếp Thành Thành khẽ thở dài May mắn Có một chút Thế nhưng hiện tại nhếp điện chủ tỉnh lại Ta cũng an toàn Chúng ta tìm một cơ hội Sớm về Thiên Lang Tông đi Vương Khả mong đợi nói Về Thiên Lang Tông Không về được Vĩnh viễn cũng không về được Nhất Thành Thành cười khổ nói Vì sao Bởi vì ngươi thành ma sao Ta có thể nhìn ra Tâm của ngươi một mực ở trên chính đạo Ngươi không phải là ma Nhất định sư tôn sẽ tin tưởng ngươi Vương Khả khuyên nhủ Nhất Thành Thành lắc đầu Ngươi không hiểu Ngươi không hiểu đâu Ma sao Người biết cái gì là ma không Tại sao một người thật tốt Lại biến thành ma Phần chia như thế nào Ma Kiến thức của ta vẫn luôn nửa vời Vương Khả nhíu mày không hiểu Thế gian này Tồn tại một loại đồ vật Gọi là ma trùng Truyền ma trùng vào thân thể của một người Sẽ dung hợp với linh hồn ý thức người đó Nếu người nguyện ý dung hợp cùng ma trùng Thì sau khi dung hợp chính là ma Nếu linh hồn ý thức được người đó không nguyện ý cái ma trùng kia cũng không có cách nào Cuối cùng sẽ tan thành mây khói Cho nên thành hay là không thành ma Đều ở một ý niệm nghiệp thành thành giải thích nói Ma trùng Dung hợp cùng linh hồn ý thức của người Ma hóa Vậy cái ma trùng kia ở đâu ra Vương Khả kinh ngạc nói Bình thường ma trùng do tà ma đời trước ngưng tụ nghiệp thành thành giải thích nói Vương Khả nhíu mày suy tư Cái này có chút giống như phim quỷ hút máu trên địa cầu người bị quỷ hút máu cắn qua sẽ nhiễm tình huyết của quỷ hút máu sau đó biến thành hậu duệ của quỷ hút máu có nguyện ý thành ma hay không chỉ là một ý niệm của người bị truyền ma trùng vào đệ tử ma giáo chính là người lựa chọn dung hợp cùng ma trùng lúc trước bọn họ đều đồng ý về mặt vương khả khẽ động ai sẽ nguyện ý chứ ta có thể nói cho người biết sau khi ma trùng và linh hồn ý thức người dung hợp sẽ từ từ thay đổi ý chí của người khiến cho người trở thành một người khác người nguyện ý để hồn dung hợp với ma trùng sao nhất thành thành hỏi sắc mặt của vương khả cứng đờ nói đùa cái gì vậy sau khi dung hợp cùng ma trùng ta không phải ta nữa thì làm sao ta có thể đồng ý sau khi dung hợp ma trùng sẽ khiến cho thân thể người có sức sống mãnh liệt nhiều khi có thể hồi sinh người sắp gặp tử vong có người không muốn chết sẽ chọn thỏa hiệp với ma trùng nhất thành thành giải thích ta hiểu tại sao lúc trước Cháu trai nhếp thiên bá của ngươi khải từ hồi sinh rồi Là vì hắn còn chưa ngọm cụ tỏi Ma trùng vẫn nhập nhập thể Hắn dung hợp với ma trùng Ma trùng giúp hắn phục sinh Về mặt vương khả khẽ động Đúng vậy Một khi nhập ma sẽ không còn là người <laughs> Nhếp thiên bá không còn là người Ta Ta cũng không còn là người nữa Nhếp thành thành lộ ra dáng vẻ khóc thảm Nhếp điện chủ Ta thấy người bây giờ và lúc trước không có gì khác biệt Người vẫn là ngươi Vương Khả hiếu kỳ nói Ta vẫn là ta <laughs> Rất nhanh sẽ không phải Nhất Thành Thành lắc đầu Không đúng Ta thấy Chu Hồng Y hắn đã nhập ma hơn trăm năm rồi Hắn vẫn là hắn mà Vương Khả ngạc nhiên nói Hắn vẫn là hắn Không Hắn đã sớm không phải hắn Nhất Thành Thành lắc đầu Có sao Trước kia hắn cứu người Hiện tại hắn ăn thịt người Ăn thịt người Người có biết không Toàn thân Nhất Thành Thành run rẩy nói ăn thịt người có thể không ăn mà vương khả nghi ngờ nói <laughs> đây là lời buồn cười nhất mà mấy ngày qua ta nghe được nào có tà ma nào không ăn thịt người chứ nhiếp thành thành cười khổ nói tại sao phải ăn thịt người vương khả vẫn không hiểu như cũ không phải chúng ta nguyện ý ăn mà là bản năng loại bản năng này đến từ sâu trong linh hồn tà ma chúng ta cũng không cách nào có thể khống chế bản thân thật giống như hiện tại ta nhìn thấy ngươi Ta chỉ muốn ăn ngươi Toàn thân ta khô nóng khó nhịn Ta muốn ăn thịt ngươi Ta muốn ăn ngươi Bỗng nhiên nhiếp thành thành Nhìn về phía vương khả Lộ ra cái răng này, Bộ dạng dữ tợn Răng nành huyết sắc Và tiếng gào kia Khiến cho vương khả không tự chủ lùi lại một bước Đồng thời trong tay Nắm chặt vi kiếm Về mặt đề phòng Nghi ngờ nhìn về phía nhiếp thành thành Mắt nhiếp thành thành đỏ bừng Áp chế dục vọng của mình Hai cái răng nành thực dài Rút về ở trong miệng Nhìn thấy không đây chính là ma tính Bản tính tà ma vốn là uống máu ăn thịt người Đây là bản năng dục vọng <laughs> Ta cũng có một ngày trở thành ma Ta cũng không áp chế được dục vọng muốn ăn thịt người Con người con người nhiếp thành thành đỏ bừng ươn ướt Ăn thịt người Không kìm lòng được Không thể khống chế muốn ăn thịt người Sắc mặt vương khả trở nên khó coi nói Không sai Ta kiềm chế bản thân rất lâu Nhưng sắp đến đêm trăng tròn rồi Ta sắp không áp chế nổi cái loại bản năng này Ma tính của ta sẽ phát tác Trong đầu chỉ còn một cái suy nghĩ Ăn thịt người Ăn người xong ta mới có thể thanh tỉnh lại Đây là giai đoạn mỗi người nhập ma cần phải trải qua Nếm qua một lần Ta sẽ thanh tỉnh thời gian dài Nhưng mà theo thời gian trôi qua Cái loại dục vọng ăn thịt người này sẽ tăng thêm Mỗi khi đến đêm trăng tròn Loại dục vọng ăn thịt người này sẽ trở nên mãnh liệt Ăn thịt người sẽ có tội nghiệt Trần khí tà ma Bởi vì tội nghiệt bao khỏa Nên hiện ra ma khí màu đen Đây chính là một ma một loại tồn tại đối lập với con người một loại chủng vật mới một loại sinh vật có thể lấy thịt người làm gốc đây chính là ma Nhếp thành thành lộ ra một cỗ tuyệt vọng vương khả nghe Nhếp thành thành miêu tả lộ ra vẻ kỳ quái tại sao tà ma lại giống mấy tên nghiện trên tivi vậy qua mỗi một đoạn thời gian người nghiện sẽ phát tác cần hút thuốc viện vào mới có thể khôi phục mà tà ma cũng gần như thế không rất tàn nhẫn bọn họ muốn ăn thịt người ăn thịt người Rút sạch máu tươi vào chân nguyên của người Rút đến khi người kia chết Như vậy tà ma sẽ thoải mái Có thể thanh tỉnh tu vi càng có thể nhanh chóng tăng tiến Đây chính là tà ma Hơn nữa sẽ thích loại cảm giác này Tà ma rất thích ăn tu chân giả chính đạo Còn tu chân giả chu ma lấy công đức Cho nên chính đạo ma đạo Vĩnh viễn không có khả năng cùng tồn tại Không chết không thôi Người nói Ta còn về thiên lang tông được sao Nhếp thành thành cười khổ nói Vương Khả nhớ mày trầm tư một hồi Người còn cảm thấy Ta và Chu Hồng y là người sao Nhếp thành thành cười khổ nói Vương Khả trầm ngâm chốc lát Lắc đầu Ta cảm thấy Cái rãnh ngăn cách khiến chính đạo Ma đạo không thể cùng tồn tại Chính là ma muốn ăn thịt người Nếu như ma không ăn thịt người Vậy cũng không có chuyện chính ma phân chia Dù sao Chính đạo cũng có người xấu Ma đạo cũng có người tốt làm sao có thể không ăn thịt người chứ? Nhếp Thành Thành lắc đầu. Ăn thịt người chỉ là một loại nghiện. Các người không từ bỏ được cái nghiện của bản thân sao? Vương Khả hỏi. Từ bỏ? Làm sao có thể từ bỏ? Chúng ta càng ngày càng không cách nào khống chế bản thân. Đây chính là ma tính. Người cho rằng ta muốn thành ma sao? Mắt Nhếp Thành Thành đỏ lên. Ta có một ý tưởng. Không biết người có nguyện ý thử một lần hay không? Vương Khả nhìn về phía Nhếp Thành Thành. Ngươi. Nhếp thành thành không tin Thử xem ta đã từng thấy qua ở trên tivi Vương Khả nói Tivi nhất thành thành khó hiểu nói À ừ. dù sao cũng có một biện pháp Người có nguyện ý thử hay không Vương Khả lập tức nói Nhất Thành Thành không tin Vương Khả Vừa rồi người ngay cả cái gì là ma cũng không biết Giờ còn nói khoác có thể giúp ta bỏ, bỏ cơn nghiện ăn thịt người Người nói đùa gì vậy Nhưng mà kệ nói thế nào Chỉ cần có một tia hy vọng Nhất Thành Thành đều nguyện ý thử Người nói đi Thử như thế nào Nhất Thành Thành co mày nói Thời điểm ngươi lên cơn nghiện Trói ngươi lại Không cho ngươi phát tác Không cho ngươi ăn thịt người Sau đó tìm chút vật tương tự để ngươi ăn Khiến cho ngươi từ nghiện thịt người Đổi thành nghiện những vật khác Vương Khả nói Không thể nào Chuyện này không thể nào được Nhất Thành Thành không tin nói Không thử một chút làm sao biết Vương Khả khuyên nhủ Nhất Thành Thành co mày Nhìn Vương Khả Cuối cùng gật đầu một cái nhờ chu hồng y trói buộc ngươi được không ta đây có một cái ít chân nguyên huyết mặc dù chân nguyên huyết và máu huyết của đệ tử chính đạo nhưng cuối cùng không có lấy mệnh người đây cũng là thứ mà ma tính của ngươi có thể miễn cưỡng tiếp nhận vương khả nói uống máu người. nhếp thành thành trận mắt không tình nguyện so sánh với việc ăn thịt người hút người đến chết coi như đây là truyền máu cho ngươi vương khả khuyên nhủ nhếp thành thành tỏ vẻ không tình nguyện dù sao cũng không cách vượt qua được cái cửa ải trong lòng kia nhưng mà so với ăn thịt người cuối cùng vẫn còn có thể tiếp nhận chuyện này một chút rất nhanh vương cả đã gọi chu hồng y tới chu hồng y nghe nói Nhếp thành thành muốn uống chân nguyên huyết từ bỏ việc ăn thịt người cũng trợn mắt không tên nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Nhếp thành thành chu hồng y cũng chưa có thể đồng ý rất nhanh Nhếp thành thành bị chu hồng y dùng sừng xích trói lại thanh nhi nàng không cần tự tra tấn bản thân như này chu hồng y khó chịu nói bớt nhảm đi Chu Hồng Y, người hãy nghe cho kỹ, đợi chút nữa toàn bộ nghe vương khả, người nếu thả ta ra ăn thịt người, ta cảm đoàn chuyện thứ nhất làm, sau khi thanh tình chính là tự sát, ta cảm đoàn. Nhất Thành Thành quát lên với Chu Hồng Y. Chu Hồng Y trở nên phiền muộn, ai bảo bản thân yêu nàng như vậy chứ? Nghiệp chướng mà, ta đường đường là đại lão mà giáo, lại bị một người phụ nữ quản gắt gao. Hey. Vâng khả, người nghĩ ra cái chủ ý khốn kiếp gì vậy? Chu Hồng Y chỉ có thể phát tiết lửa giận ở trên người Vương Khả chu đường chủ thứ tội ta quyền nhếp tường chủ nửa ngày khó khăn lắm nào mới đồng ý không tự sát đấy vương khả lập tức giải thích nói chu hồng y lập tức buồn bực tức giận mà không có chỗ phát tiết được rồi Nhếp đường chủ bây giờ chu đường chủ đã trói buộc ngươi lại Ngươi không cần kiềm chế mình triệt để phóng thích thiên tính của ngươi ra đi à không triệt để phóng thích ma tính của ngươi đi vương khả nói với nhiếp thành thành nhiếp thành thành cũng không áp chế bản thân nữa chỉ thấy hai mắt nhất thành thành bỗng nhiên trở nên đỏ bừng ở trong miệng mọc ra hai cái răng nanh huyết sắc đồng thời trên lưng giống như là mọc ra hai cái cánh thịt to lớn nhất thành thành gào lên một tiếng toàn bộ thần long đào đều nghe được tiếng gầm giống như là hung thú không ngừng kinh hãi nhìn về phía nhất thành thành ta muốn ăn thịt người ta muốn ăn thịt người nhất thành thành giữ tận gầm to thần long đào hành cung của chu hồng y Nhất Thành Thành phát ra tiếng gào rú rung trời Sát khí dữ tợn bay thẳng đến chỗ Vương Khả Cả mắt đỏ bừng giống như là muốn ăn hắn Tiếng hú giống mạnh mẽ Kèm theo khí thế hùng ác kinh khủng Thổi cho tóc của Vương Khả bay tán loạn Lòng bàn tay Vương Khả đầy mồ hôi lạnh Nguyên Anh cảnh quá kinh khủng Tiếng gầm này gần như là Có thể đánh thẳng vào tâm linh mình Nhanh lên Thất thần cái gì nữa Chu Hồng Y trợn mắt nói với Vương Khả Chu Hồng Y thấy nhếp thành thành đau khổ Gần như là phát điên thì cực kỳ khó chịu Vậy mà kẻ khởi sướng Vương Khả Lại cứ sững sờ đứng ở nơi đó thưởng thức Người chưa từng thấy người khác nhập ma sao À đến đây Vương Khả lập tức lấy ra một hộp chân nguyên huyết đưa tới Máu người Cái này đối với tà ma mà nói có lực hấp dẫn cực lớn Đối với tà ma tiếp nhận Tẩy lẽ nhập ma càng thêm trí mạng Chỉ thấy nhấp thành thành mở cái miệng rộng Răng nanh đâm vào trong đó Chậm một chút Chút nữa cắn vào tay của ta đấy vương cả lập tức rút đôi chu hồng y trừng mắt nhìn vương cả chỉ thấy mắt nhếp thành thành đỏ hồng hút mạnh một cái trong nhà mắt hút được máu người nhếp thành thành đang cuồng bạo chật im lặng lại không ít trong mắt hộp chân nguyên huyết kia bị hút không còn một bóng thời điểm răng nanh không hút được gì nữa nhếp thành thành lại trở nên tức giận không được lễ nhập ba đều phải dùng mạng người đến lấp cho dù có người một nửa chân nguyên huyết cũng không đủ nhất định phải chết người không đủ không đủ sắc mặt chu hồng y trở nên khó cò nói đúng lúc ta vẫn còn đừng nóng vội vương khả kêu lên vừa nói vương khả vừa lấy ra một hộp trần nguyên huyết nhất thành thành tiếp tục uống hả trần nguyên huyết cái này ở ma giáo chính là đồ tốt làm sao người lại có hai hộp chu hồng y ngạc nhiên nói không phải vương khả vừa mới gia nhập ma giáo sao ở đâu ra nhiều như thế đối với đệ tử ma giáo mà nói trần nguyên huyết có trần quý hơn Đinh thạch ai cũng sẽ không bán À mấy ngày nay đánh bạc với bọn hắn Vận may không tệ Vương Khả cười nói Đánh bạc Bọn họ là một đám giả đời Người còn có thể thắng sao Chu Hồng Y không tin Vận may vận may Vương Khả lắc đầu Lại một hộp chân nguyên huyết Bị hút sạch Vô dụng Hai phần chân nguyên huyết này Tương đương với lượng máu của một người Nếu như là bình thường Thì lẽ nhập ma đã kết thúc Thế nhưng Chu Hồng Y co mày nói Nhấp thành thành giết lên một tiếng Hiện nhiên vẫn đang nghiện ăn thịt người Vương Khả sầm mặt lại Nhỏ giọng thì thầm Mà cái gì Đây là bệnh tâm thần thì có Người không chết sẽ không ngừng lại Cái này còn không phải là biến thái sao Người nói cái gì Chu Hồng Y nhíu mày nhìn về phía Vương Khả Không có gì Ta nói là vợ vặn Ta có trần nguyên huyết tiếp tục Về mặt Vương Khả lập tức nghiêm lại Người vẫn còn Chu Hồng Y kinh ngạc nói chỉ thấy Vương Khả lại lấy ra một hộp chân nguyên huyết Nhếp thành thành thần chí không rõ Mặt mũi tràn đầy hung tính Hút máu lần thứ hai Rất nhanh hộp thứ ba cũng bị uống cạn sạch Nhếp thành thành vẫn không có thanh tình Tiếp tục Vợ vặn ta còn hộp thứ tư Vương Khả tiếp tục kéo lấy hộp một hộp ra Chu Hồng Y nghẹt mặt Không có việc gì Vợ vặn ta còn hộp thứ năm Chu Hồng Y nghẹt ra à, Ta còn hộp thứ sáu đây Yên tâm Ta vợ vặn có hộp thứ 201. "Ờ, à, ngươi xem, hình như cảm xúc của nàng khá hơn một chút rồi thì phải." Vương Khả hưng phấn nói. "Mẹ nó, tiểu từ này lấy đâu ra nhiều chân nguyên huyết như vậy? Ngươi trộm kho máu của thần long đảo sao?" "Hai trăm hộp, hai trăm hộp ấy, chính mình cũng không có 200 hộp, hắn làm sao móc ra được?" "Cảm xúc của Thành Nhi có khá hơn chút nào không?" Chu Hồng Y theo Vương Khả chỉ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy nhất Thanh Thanh đã không còn hung thần ác xác như trước. Mà là con mắt đật qua đật lại Giống như không chịu nổi nữa Đây là nàng uống no rồi Hơn 200 phần Cũng mày thành nhi của tu vi nguyên anh cảnh Bằng không đã sớm uống no chết rồi Chu Hồng Y trừng mắt nhìn Vương Khả Đúng là nhấp thành thành không uống nổi nữa Nhưng bản năng ma tính còn đang thúc đẩy nàng uống máu người Ma tính không có cảm giác chết người Bản năng dục vọng của ma tính Chính là hút máu Yên tâm Vợ vạn ta có hộp thứ 202 Vương Khả lấy ra một hộp chân nguyên huyết chu hồng y trừng mắt nhìn vương khả vừa vặn còn mẹ nó ngươi vừa vặn hai trăm lần ngươi còn có thể vừa vặn nữa sao cái này gọi là vừa vặn sao tiểu tử có chút kỳ dị nhất thành thành uống máu rất chậm thời gian trôi qua đã không còn sức lực nữa đương nhiên đổi lại là người khác đã sớm không chịu được hơn hai trăm phần đấy làm sao cái bụng chứa nổi chứ khó khăn lắm nhất thành thành mới uống xong hộp chân nguyên huyết này nhất thành thành ở một cái không còn hung tính như lúc trước nữa về mặt sống sót sau tai nạn giống như đang nghĩ rốt cục cũng uống xong vương khả biết rõ đây không phải là ý nghĩa của nhiếp thành thành đây là ma tính nàng cho phép hoặc là nói phần ma trùng kia cảm giác hòa hợp với linh hồn ý thức của nàng vương khả mơ hồ cảm giác cái ma trùng kia như đang nói nghiệp chướng hình như trong trí nhớ truyền lại không phải như này tại sao uống nhiều như vậy xong chưa chưa xong Vương Khả vừa vặn móc ra hộp chân nguyên huyết thứ 203 đưa tới Nhìn thấy phần chân nguyên huyết này Bỗng nhìn con người của Nhất thanh thanh mở to Hai mắt lật một cái bất tỉnh Thanh nhi, thanh nhi Nàng tỉnh đại đi, nàng sao vậy Chu Hồng Y lo lắng kêu to Vương Khả thấy Nhất thanh thanh bất tỉnh Thì cũng bối rối Lo lắng Chu Hồng Y trách tội Nên đập tức thu phần chân nguyên huyết kia vào Sao, thế nào Vương Khả nhỏ giọng hỏi Chu Hồng Y kiểm tra một hồi Lúc này mới câu mày nói Thanh Nhi uống quá nhiều chân nguyên huyết Năng lượng trong chân nguyên quá mức hồng lồ tràn đầy thể nội Thanh Nhi đã đến cực hạn Thanh Nhi có chút không chịu đổi Ta giúp nàng hóa ra một lần Tay Chu Hồng Y dán lên sau lưng của Thanh Nhi Chỉ thấy ở trên đầu nhấp thanh thanh Toát ra từng làn sương mù Sương mù rất nhiều đến mức toàn bộ đại điện đều trở nên ướt át Qua một hồi lâu Nhấp thanh thanh mới yêu ớt tỉnh lại Thanh Nhi Nàng đã tỉnh sao? Bây giờ thế nào? Chu Hồng Y lo lắng nói Còn người nhấp thành thành chậm rãi khôi phục thần trí Không còn cuồng bạo như trước Nàng nhìn bốn phía đại điện một chút Cách đó không xa Là hơn 200 hộp ngọc trống rỗng Hình như bản thân đã vượt qua lễ nhập mà Ta Ta đã vượt qua lễ nhập mà Nhấp thành thành khó tin nói Thần trí nàng thanh tỉnh Nói rõ nàng đã vượt qua Chu Hồng Y khẳng định gật đầu một cái Ta thực sự vượt qua Ta không có ăn thịt người Nhất Thành Thành lộ ra vẻ mừng như điên Không có Về mặt Chu Hồng Y đáng chát Năm đó bản thân hại cả nhà Nhất Thành Thành Bị ma tính phát tác đẩy ngã Không thể tự chủ Thành Nhi có thể miễn cưỡng tiếp nhận Nhưng tại sao bây giờ Thành Nhi nhập ma Không có ăn thịt người Kết thúc Chu Hồng Y cảm giác bản thân ở trước mặt Nhất Thành Thành Càng ngày càng không góc đầu lên được Vương Khả Người giúp ta từ bỏ Nhếp Thành Thành không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Khả. Đây chỉ là một lần Lần sau ngươi lại lên cơn nghiện Ngươi mời chu đường chủ tiếp tục giúp ngươi Vương Khả gật đầu một cái Ta không ăn người Ta không ăn người Nhất Thành Thành vừa khóc vừa cười Đúng vậy Chu Hồng Y khổ sở nói Ngươi Về sau cũng không cho phép ăn thịt người Bỗng nhiên Nhất Thành Thành Nhìn về phía Chu Hồng Y Ờ Được Nghe lời nàng Ta cái gì cũng nghe lời nàng Chu Hồng Y lập tức gật đầu một cái Người đi ra ngoài đi Ta có lời muốn nói với Vương Khả Không cho phép nghe lén Nhếp Thành Thành lập tức nói Mẹ nó Tại sao ta lại thành người ngoài rồi Chú Hồng Y hung hăng trận mắt nhìn Vương Khả Cuối cùng vẫn đi ra Nhếp Thành Thành lại lật tay Dùng chân nguyên kết giới bao vây hai người Để tránh lộ ra thành âm Vương Khả Lần này đa tạ ngươi Nhếp Thành Thành cảm kích nói À không có gì Nhếp Điện Chủ Bây giờ ngươi có thể mang ta về Thiên lang Tông chưa vương khả mong đợi nói nhất thanh thanh cười khổ nói ta không trở về được ta là tà ma coi như ta không ăn thịt người chính đạo cũng sẽ không chấp nhận ta hiện tại ta chính là một loại dị loại vương khả nhíu mày trầm tư lắc đầu ta lại cảm thấy trên đời này khẳng định có người giống như người hả nhất thanh thanh khó hiểu nói phương pháp vừa rồi chúng ta cũng không có nhiều năm như vậy không có bất kỳ tà ma nào dùng qua ta phỏng đoán khẳng định có người cũng đừng có hối hận ta phỏng đoán người cũng là có đồng loại chớ có nóng vội chậm rãi tìm đi vâng khả khuyên nhủ nhất thành thành nhíu mày trầm tư một chút cuối cùng gật đầu được nhất điện chủ người không quay về sao vậy ta phải làm sao ta ở trong này rất là nguy hiểm vâng khả cười khổ nói ta không đi được chu hồng y cũng không có khả năng để cho ta đi thế nhưng ta có thể cho ngươi rời đi nhất thành thành nói hả Ánh mắt vương khả sáng lên Đúng rồi Chu Hồng Y nói Lúc trước ngươi bị rắn độc cắn vẫn bình yên Thật sự có việc này sao Nhất Thành Thành câu mày nói À cái này Vương Khả lúng túng Bản thân giải thích chuyện này thế nào đây Đây chính là một bí mật Ta sẽ không tìm hiểu bí mật của ngươi Ta chỉ cần xác định ngươi không sợ rắn cắn là được Nhất Thành Thành nói À không sai Ta không sợ rắn cắn Vương Khả lập tức gật đầu một cái Ta nghe Chu Hồng Y nói Ba mặt thần Long Đào đều có tà ma trông coi Chỉ có mặt phở phía Bắc là không có Mặt phía Bắc là một cái hang rắn to lớn Có vô số rắn độc ở Người từ mặt phía Bắc trốn đi Nhất Thành Thành trịnh trọng nói Mặt phía Bắc hang rắn Vương Khả sững sờ Đợi chút nữa nghe ta Nhất Thành Thành trịnh trọng nói Vương Khả mịt mờ gật đầu một cái Nhất Thành Thành thu hồi chân nguyên kết giới Rất nhanh gọi lại Chu Hồng Y tới Thành Nhi, người nói cái gì? Vương Khả muốn đi mặt phía Bắc Thần Long đảo Chu Hồng Y co mày nói, không sai, không phải người đã nói với ta, phía Bắc Thần Long Đạo là xà quật, có một cái xà vương động ở trong động có thần long bệnh do ma tôn đặt sao? Nhất Thành Thành nhìn về phía Chu Hồng Y, không sai, đó là do ma tôn đặt, hơn nữa còn đặt thành hiệp ước với xà vương phía Bắc, xà vương trông coi thần long lệnh cổ vũ đại tử ma giáo tiến đến tìm kiếm phạm lại đại đệ tử ma giáo tìm được thần long lệnh cho phép hắn tự mở một đà làm thần long đà chủ có thể thu môn đồ khắp nơi thu nạp đệ tử ma giáo hiệu trung chu hồng y nói vương khả muốn đi tìm thần long lệnh nhất thanh thanh giải thích nói vương khả tìm thần long lệnh giờ bảo chuyện hắn không sợ bị rắn cắn hắn tự tìm chết sao thực sự thực lực xà vương mạnh mẽ ít nhất cũng là kim đan cảnh đỉnh phong nhiều năm trôi qua nói không chừng thực lực đạt tới nguyên anh cảnh lại nói dưới trường dưới trứng xả vương còn có 16 đại xả vương khả đi qua sẽ bị ăn đến mức này ngay cả xương cốt cũng không còn đâu chu hồng y kinh ngạc nói ta đồng ý người nói người có đồng ý không nhếp thành thành sụ mặt nhếp thành thành sụ mặt thì chu hồng y lập tức hoảng sợ ờ à, được được nàng nói cái gì thì chính là cái đó chu hồng y khổ sở nói vương khả đứng ở bên cạnh nghe chu hồng y nói trong lòng cũng giật mình thế nhưng vương khả cũng không để ý bởi vì nhiếp thanh thanh Không chờ mong bản thân đi tìm cái gì mà thần long lệnh Mà chỉ muốn tìm cho mình một cái cớ rời đi Tìm thần long lệnh Ai muốn thì người đó tìm Ta khẳng định không đi Người lựa chọn một chức trứng hải thuyền cho hắn Để tránh gặp phải chuyện bất ngờ Nhất thanh thanh nói Trứng hải thuyền Vương Khả nghi ngờ nói Trong trứng hải có xương độc ngăn chờ. Có một số yêu thú mạnh mẽ Cho dù là cường giả kim đan cảnh Cũng không dám đi loạn ở trứng hải nhưng may mà yêu thú ở trong trướng hải Đều có địa bàn của riêng mình Hơn nữa bên trên trướng hải thuyền của ma giáo Có bản đồ hàng hải Có thể né qua tất cả nguy hiểm Theo hải đồ sẽ không có vấn đề Nhếp Thành Thành giải thích nói Trong nháy mắt Vương Khả đều hiểu dụng ý của Nhếp Thành Thành Bản thân mang theo trướng hải thuyền rời đi Từ mặt phía bắc thần Long Đảo Không cần phải để ý cái gì Mà xà vương với cả thần Long Lệnh Tốt, đa tạ nhếp được chủ Vương Khả gật đầu một cái Tiểu tử, Ngươi thật muốn đi Chu Hồng Y kinh ngạc nói Ta muốn trở thành đà chủ ma giáo Từ nhỏ ta đã mơ ước làm được quan Hiện tại có cơ hội Đương nhiên ta sẽ không buông tha Vương Khả thuận thế nói Mộng tưởng trở thành đà chủ Vậy phải có mệnh đi cầm Bộ dạng này của ngươi Đi qua không phải là chịu chết sao Chu Hồng Y cổ qua nói Nếu làm người không có mộng tưởng Thì có gì khác cá ướp muối Vương Khả kiên quyết nói Chu Hồng Y ngây người à, Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Tri Tôn Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn à, Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy Nhiếp Thanh Thanh, tức là Nhiếp Diệt Tuyệt, là muốn tìm cách giúp để Vương Khả có thể rời khỏi thần Long Đảo. Với lý do bằng cách là à, muốn Vương Khả đến xà Vương Động để tìm thần Long Lệnh, có thể làm đà chủ. Và liệu rằng Chu Hồng Y có dễ dàng bị qua mặt hay không? Và Vương Khả có thoát được hay không? Thì mời các bạn đến với diễn biến của tập ngày hôm nay nhé. Mời mọi người vào nghe tập truyện Vài ngày sau Ở cửa hành cung của Chu Hồng Y Vương Khả Người muốn đi đến phía bắc lấy thần Long Đảnh sao Có thể không đi được không Ta nghe bọn họ nói Người là đi chịu chết đấy Thánh tử lo lắng nhìn Vương Khả Hả Thánh tử Người cũng biết sao Vương Khả kinh ngạc nói Đâu phải là ta cũng biết Hiện tại toàn bộ người thần Long Đảo đều biết rồi Thánh tử lập tức nói Mấy ngày này Ở hành cung của Chu Hồng Y Tên Vương Khả cũng thân quen với Thánh Tử Mặc dù tính tình Thánh Tử không tốt Nhưng đây là bệnh chung của trẻ con Bị làm hư Nhưng nếu hắn đã nhận định Ngươi là người tốt Vậy thì nhất định sẽ móc tim móc phổi đối với ngươi Ngày đó được Vương Khả cứu về Toàn bộ ma giáo trừ ma tôn gia Người Thánh Tử tín nhiệm nhất chính là Vương Khả Nếu không phải tuổi Thánh Tử thật quá lớn Thì đã sớm gọi Vương Khả là đại ca rồi Toàn bộ người thần Long Đảo đều biết Vương Khả kinh ngạc nói Đúng vậy Mặc dù Chu Đường Chủ không cho ta rời khỏi hành cung Nhưng những người đi ngang qua nói chuyện Ta đều nghe hết Bọn họ nói tất cả mọi người đều không dám đi xà quật ở phía Bắc Có rất nhiều đệ tử ma giáo tu vi kim đan cảnh Muốn tiến đến tìm thần long lệnh Kết quả đã bị xà vương ăn Thánh tử lo lắng nói Yên tâm Ta sẽ rất an toàn Vương Khả cười an ủi Là thật đó Bọn họ nói Xà quật phía bắc và vùng biển nối tiếp đều là lãnh địa của xà vương. Rắn nơi đó chất thành núi thành biển, vô cùng kịch độc. Người như ngươi đi qua, quá là nguy hiểm. Thánh tử lo lắng nói. Ngươi đã quên. Ta không sợ rắn độc, ngươi yên tâm đi. Hơn nữa mấy ngày này, ta đều học tập làm sao để đối mặt với bầy rắn một vài người có kinh nghiệm. Không có việc gì đâu. Vương khả cười nói. Bản thân không phải thực sự đi lấy thần nông lệnh, mà chỉ chạy qua khỏi thần nông đảo mà thôi. Hơn nữa làm gì cũng đi xào quật Sợ cái quá gì Được rồi Ngươi phải bảo trọng đấy Thánh tử gật đầu một cái Yên tâm đi thánh tử Ngược lại ngươi đấy Ngươi phải cẩn thận Nhớ lại có người hại ngươi Vương Khả câu mày nói Thánh tử chân thành lo lắng cho Vương Khả Tự nhiên Vương Khả cũng đề phòng một câu Tại sao Trước đó Đồng An An đến bẩm báo Đã tra ra được người muốn hại ta Chính là cái tên Bắc Đồ Thần kia <laughs> Bình thường nịnh nọt ta không được Lại muốn hại chết ta Còn muốn vu oan ngươi Cố ý nhốt ngươi vào hang núi kia Thánh tử căm hận nói Hùng thủ là bác đồ thần Vương khả sững sợ Ngươi yên tâm Đồng an an bẩm báo rồi Bác đồ thần sợ tội tự sát Hắn đã chết rồi Thánh tử vẫn không hết hối hận Thánh tử vẫn không hết hận nói Nhưng lông mày vương khả lại nhíu lại Là bác đồ thần xong không khẳng định đồng an an cũng không thoát khỏi liên quan hắn đây là bỏ xe giữ tướng lặng lẽ xử tử bắt đồ thần sau đó hết tất cả nước bẩn đến người bắt đồ thần thánh tử ngươi cẩn thận một chút lần này ngươi suýt chút chết rồi chỉ sợ không đơn giản như vậy không chừng bắt đồ thần có có đồng bọn đấy vương khả trịnh trọng nói còn có đồng bọn sao khó trách chu đường chủ không không cho ta dù có hành cung nói những chỗ khác vẫn còn nguy hiểm cái tên đồng an an này quả thực là sao không tra rõ ràng chứ Thánh tử lập tức lo lắng nói Người đi theo bên người chu đường chủ đi Vương Khả khuyên nhủ Ừ ta biết rồi Thế nhưng người yên tâm Ta vụng trộm thúc giục ma tôn cho ta pháp bảo Ma tôn nói Thời điểm có nguy hiểm lớn Chỉ cần ta vừa khởi động là hắn biết Hắn sẽ lập tức tới cứu ta Thánh tử gật đầu một cái Đang định đợi thêm một hai ngày nữa mới lên đường Nhưng với tình hình hiện tại Không ở được rồi Ở lại nữa Ma tôn sẽ tới mất Thánh tử Người bảo trọng Ta phải lên đường hẹn gặp lại Vương Khả lập tức đứng dậy tạm biệt Vương Khả Người về sớm một chút nha Thánh tử vẫy vẫy tay nói Được Vương Khả lên tiếng chào Sau đó đi về phía bắc thần Long Đảo Đại lao thần Long Đảo Đồng An An nhìn một đám thù hạ tâm phúc Các người đều đang trách ta sao Đồng An An lạnh lùng nói Không có Chúng ta không thích đàn chủ chỉ là một đám tà ma đang cúi đầu khó chịu chúng tà ma hiệu trung đồng an an vì đồng an an làm bao nhiêu công việc bẩn thỉu thế nhưng bác đồ thần trung thành với đàn chủ nhất kết quả lại bị đàn chủ giết chết tất cả mọi người rất thất vọng đau khổ mèo khóc chuột hôm nay người có thể bắt đầu đồ, đồ thần để làm dây thế tội vậy ngày sau người có thể bắt chúng ta chết oan ức như vậy hay không <laughs> Ta biết tâm tư của các người Các người cần thấy Các người cảm thấy ta không cố gắng đi bảo vệ bác đồ thần Cho là ta cố ý tìm hắn làm dây thế tội Để tránh điều tra ra ta Có phải hay không Đồng An An trừng mắt nhìn về phía đám người Không có Chúng ta ma lập tức đắc đầu Đánh giấm Các người đều có Đều viết lên mặt rồi Các người cho rằng ta vì chính ta sao Chuyện mưu sát thánh tử không có chứng cứ Lúc nào ta cũng có thể tìm đến người làm dây thế tội Vì sao lại tìm bác đồ thần Các người không nghĩ tới sao đồng an an lạnh lùng nói vì sao về mặt nam đồ thánh khó coi nói các người có biết mấy ngày gần đây chu hồng y làm gì không ngoại trừ người do chính hắn triệu kiến không cho phép bất luận kẻ nào đến gần hành cung của hắn các người biết chưa đồng an an trầm giọng nói đúng nhưng như vậy có ý gì cái này có ý gì hắn đang thu thập chứng cứ của chúng ta hắn muốn giết chết chúng ta đồng an an trợn mắt nói hả chứng cứ không phải là không có chứng cứ mưu sát thánh tử sao Nam Đồ Thánh ngạc nhiên nói Đúng vậy Chúng ta làm không chê vào đâu được Tất cả dấu vết đều được xóa đi Không sai Ngay như đường chủ không có chứng cứ Thì cũng không thể tùy tiện ép bắt chúng ta hey, Các người quá coi thường Chu Hồng Y Hãy muốn bắt chúng ta Không cần đến sự tình thánh từ làm chỗ đột phá Chu Hồng Y bắt đầu kiểm tra sổ sách Sắc mặt Đồng An An khó coi nói Kiểm tra sổ sách Đám người sững sờ Không sai Các người cũng vớt không ít chỗ tốt ở kho bạc Kho máu của thần Long Đảo Lần này mà điều tra Không điều tra được sao Đồng An An lạnh đùng nói Chúng ta Các người Các người tham ô không nhiều Thế nhưng Thế nhưng kho đã trống không Đồng An An buồn bực nói Trống không Đám người sững sờ Đặc biệt là kho máu Hết sạch rồi Trống không Món nợ này Các người bù đắp như thế nào Đồng An An trợn mắt nói Bị bị Vương Khả thắng hết rồi Nam Đồ Thánh biến sắc Không sai Bị Vương Khả thắng hết rồi Ta vốn cho rằng chỉ cần chứng thực tội danh của Vương Khả Là có thể bắt hắn phun toàn bộ tiền Trần Nguyên Huyết hắn thắng ra Nhưng mà bây giờ hắn đã ân nhân cứu mạng của Thánh Tử Làm sao mà nôn đi Đồng An An lạnh lùng nói Nếu không bù đắp bảo khố Tất cả chúng ta đều sẽ bị bắt Đến lúc đó nghiêm hình bất cung Chúng ta Nam Đồ Thánh biến sắc nếu có một người không chịu được hình phạt Tiết lộ ra tất cả mọi người đều xong đời Các người muốn chết phải không Đồng An An lạnh lùng nói Đàn chủ làm sao bây giờ Đám người hoảng sợ nói Bác đồ thần có một cái chìa khóa bảo khố Trộm của ta một cái chìa khóa Lại lừa gạt chìa khóa của các người Cho nên Đồng An An nhìn về đám người Đúng đúng chính là bác đồ thần làm Việc này không liên quan đến chúng ta Mọi người nhất thời may mắn nói Vậy các người cảm thấy ta có nên bảo vệ bắc đồ thần hay không? đồng an an nhìn về phía đám người, đàn chủ anh minh, bắc đồ thần đáng tội chết vạn lần. mọi người lập tức cảm thấy hết sức may mắn. nếu không có bắc đồ thần gánh tội, chúng ta đều phải xong đời. còn không bằng để bắc đồ thần chết đi. sổ sách xảy ra vấn đề cũng có thể đẩy toàn bộ lên đầu của bác đồ thần. tiền bị bắc đồ thần thua hết cho vương khả ở trên người vương khả, nhưng chúng ta là mất chìa khóa, cuối cùng cũng có tội thất trách, đẩy lên người bắc đồ thần có thể kéo dài một đoạn thời gian nhưng không phải là kế lâu dài nhất định phải lấy tiền và chân nguyên huyết ở trên người vương khả trở về đồng an an trầm giọng nói không sai bắt hắn phun ra mọi người lập tức siết chặt quả đấm thế nhưng hiện tại làm sao chúng ta bắt được vương khả phun ra nam đổ thánh lo lắng nói đúng lúc này bên ngoài đại lao có một người đàn ông đi tới không phải ai khác chính là chu yếm đồng đàn chủ ta đã giúp người tìm hiểu rõ ràng vương khả xuất phát rồi chu yếm siết chặt quả đấm vui mừng nói hả đám người nghi ngờ nhìn về phía chu yếm đồng an an giải thích nói yên tâm đây là chu yếm có thù với vương khả mấy ngày trước vương khả đi hành cung đường chủ chu yếm đã tìm ta giải thích đợi hại muốn cùng chúng ta đối phó vương khả ồ mọi người nhìn về phía chu yếm mọi người yên tâm vương khả làm hại ta mất nước làm hại ta bị rất nhiều người đánh hại ta nhiều lần mất mặt ta và hắn có mối thù không đội trời chung các người không được đến gần hành cung của thúc tổ ta nhưng ta có thể ta đã nhìn rõ vương khả vừa mới xuất phát nên đặc biệt tới để bật máu ta không cầu cái gì khác chỉ cầu thời điểm chư vị giết vương khả mang ta theo để cho ta một đào cuối cùng giết chết hắn chu yếm nghiến răng nghiến lợi nói mọi người nhìn về phía đồng an an đồng an an suy nghĩ cuối cùng gật đầu một cái ta đã điều tra ra ân oán giữa vương khả và chu yếm lời chu yếm nói có thể tin được Đồng An An đảm bảo, lúc này mọi người mới yên tâm. Đàn chủ, lúc nào chúng ta động thủ? chú Yếm mong đợi nói, hắn muốn đi xào quật ở phía Bắc Thần Long Đảo, vậy không còn gì tốt hơn, chúng ta cũng đi xào quật bắt vương khả lại. Đồng An An trầm giọng nói, vậy đi thôi. chú Yếm mong đợi nói, không được, Đường chủ đã hoài nghi chúng ta, khẳng định nhất cử nhất động của chúng ta đều có tai mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần chúng ta vừa đi ra ngoài. Sẽ có người bẩm báo hành tung của chúng ta cho đường chủ Đồng An An trầm giọng nói Vậy làm sao bây giờ Chú Yếm câu mày Đồng An An lại nhìn về phía vạn xà trì cách đó không xa Đàn chủ Thật sự muốn đi đường này Nam đầu thánh biến sắc Không sai Có rất ít người biết Thật ra cái vạn xà trì này liên thông với xà quật ở phía bắc thần Long Đảo Rắn độc trong vạn xà trì Cũng thông qua mạch nước ngầm này mà đi tới Sau đó bị trận pháp nơi này áp chế không cách nào có thể bơi ra mà thôi Đồng An An trầm giọng nói Hả Cái vạn xà trì này thông đến xào quật phía bắc thần đông đảo Người muốn thông qua đường hầm vạn xà trì đi tới Nhưng làm sao chúng ta đi vào Rắn nơi này có độc đấy Chu Yên biến sắc Trải nghiệm bị một con rắn độc cắn trước đó Vẫn còn là rõ mồn một, một ở trước mắt Làm sao bản thân mà dám xuống dưới Lúc trước người bị rắn cắn Là do trận pháp vạn xà trì áp chế Không cách nào thi triển chân khí Mới bị trúng độc Trước tiên chúng ta có thể đóng trận pháp lại một hồi Chúng ta dùng chân khí hộ thể Sẽ không sợ rắn độc Chờ chúng ta chui vào cái đường hầm ở dưới đáy ảo Lại khôi phục trận pháp Vậy chúng ta phải lưu lại mấy người ở đây tiếp ứng Ta đã sắp xếp xong xuôi Người đi theo chúng ta là được Đồng An An trầm giọng nói Được Chú Yếm mở mịt gật đầu một cái Đồng An An đập tức phất tay lên trời Hình như là có tà ma đã sớm chờ đợi ở trên đỉnh núi Gật đầu một cái biến mất Một khắc sau chỉ thấy vạn xà trì bỗng nhiên bắn ra một luồng ánh sáng màu xanh. Tốt rồi. Người trên núi đã mở trận áp chế vạn xà trì. Mọi người đi theo ta. Đồng An An kêu to một tiếng. Phù một tiếng. Đồng An An là người thứ nhất nhảy xuống vạn xà trì. Cả đám tà ma nhào nhào theo sát phía sau. Chỉ có chú yếm là lòng còn sợ hãi. Nhưng có lẽ vì quá mức oán hận với vương khả. Nên cuối cùng cũng cắn răng. Phù một tiếng nhảy xuống. Lúc này con chút rắn độc giống như là phát hiện trận pháp không còn. Nên bơi về phía bờ Mấy tên tà ma lại tiếp ứng Nhanh chóng chạm rắn Một lát sau Tà ma chạm rắn vùng đẹp vùng tay lên Tà ma ở trên núi cao phụ trách trận pháp Doạn xà trì lập tức gật đầu một cái Ông một tiếng Bỗng nhiên ánh sáng xanh của vạn xà trì biến mất Tất cả rắn độc tháo chạy ra ngoài Bị áp chế trở về lần thứ hai Giống như là vừa rồi Cái gì cũng không phát sinh Mấy tên tà ma kinh nhẫn chờ đợi Phía bắc thần long đảo Vương khả đi rất nhanh ở trong tay mang theo một cái bóng hơi Là một cái pháp bảo kết giới giống như là khí cầu Cái bóng hơi trong suốt kia vô cùng to lớn Ở bên trong thế mà bố trí một chiếc thuyền Đây chính là trứng hải thuyền Là thứ mà nhiếp thành thành giúp Vương Khả đòi Chu Hồng Y Bởi vì quá khổng lồ Không cách nào có thể vào tay chữ vật Nên chỉ có thể dùng cái pháp bảo bóng hơi này bao vây lại Nổi ở giữa không trung Thuận tiện dắt từ trên đất đèn rời đi Vương Khả rất muốn trốn Tự nhiên không có khả năng chọn rời đi từ ba hướng Đông Nam Tây Thần Long Đảo để tránh bị những tà ma khác phát hiện, khiến chuyện phức tạp. Vương Khả vô cùng cẩn thận đi về phía Bắc Thần Long Đảo. Ở trên đường đi không gặp tà ma. Vẻ mặt Vương Khả trở nên cổ quái. Không phải bọn họ nói, núi non phía Bắc Thần Long Đảo bị rắn độc phủ kín sao? Rắn đâu? Một đường đi tới, Vương Khả không thấy một con rắn nào, đi thẳng đến bãi cát ở trên bờ biển các ngươi là dẫn ta sao? nói trên bãi cát toàn là rắn độc, chất thành núi thành biển. rắn độc. còn có bầy rắn hung mãnh sẽ công kích người. vì phòng bị, ta đã chậm trễ mấy ngày mấy đêm học tập kiến thức đối mặt bầy rắn công kích. vậy rắn độc? vương khả tỏ vẻ ngạc nhiên. bãi biển trống không, một con rắn cũng không có, chỉ có thể nhìn thấy một cái vài cái trứng rắn mà thôi. rõ ràng không giống mọi người nói. mấy ngày nay lão tử cột tóc lên xà nhà, lấy kim đâm đùi học tập đều uổng công sao Mẹ nó Tà ma thần long đạo đều mù là sao Nói tất cả nơi này đều là rắn Là bệnh tâm thần à Là mất mấy ngày của ta Vương Khả buồn bực không thôi Phiền muộn thì phiền muộn Nhưng vẫn đâm thùng bóng hơi pháp bảo Chỉ thấy chướng hải thuyền to lớn ầm ầm rơi vào biển rộng Được rồi Không có rắn thì càng tốt Dễ dàng cho ta sớm rời đi Vương Khả không để ý tới bốn phía Đang muốn lên thuyền Vương Khả Vương Khả Ở nơi đó Đừng có cho hắn chạy Đột nhiên cách đó không xa Chuyển đến tiếng gọi ở Mỹ Vương Khả quay đầu nhìn tới Lại nhìn thấy đồng an an Mang theo lượng lớn tà ma Từ trên một khối nham thạch không xa chỗ chạy như bay chạy tới Đồng an an Vương Khả sầm mặt lại Vương Khả đang muốn rời đi Đồng an an ở nơi xa Mang theo một đám tà ma liền đao tới Còn người Vương Khả co rụt lại Biết rõ sắp hàng việc Mẹ nó Đám người này thua không nổi Muốn đạt lại tiền thắng trên bàn trượt sao Các người mở hắc đổ phường sau chủ yếm cũng đi cùng bọn họ muốn giết người đoạt cua trong nhà mắt vương khả đã phân tích ra tình thế nếu như là người bình thường giờ phút này sớm đã quay đầu bỏ chạy nhưng mà vương khả không như vậy mà khí định thần nhàn đứng ở nơi đó chờ đám tà ma hung tợn đánh tới đám người đồng an an chủ yếm nhìn thấy vương khả có một mình thì cũng vui mừng không thôi chỉ có một người còn không phải là mặc cho hắn nắn bóp hay sao Thế nhưng bờ cát này không phải là có rất nhiều rắn sao Đều đi đâu hết rồi Mặc kệ Trước bắt điều từ Vương Khả này lại Khiến nôn ra tất cả tài vật lại nói Vương Khả Người chạy không thoát đâu Đồng An An là người thứ nhất đến trước mặt Vương Khả Đang muốn mở miệng Thì Các người làm gì vậy Tại sao bây giờ mới tới? Vương Khả trừng mắt quát Đồng An An khó hiểu Có ý gì Vương Khả đang chờ chúng ta Trong những mắt Đồng An An nội tâm căng thẳng còn ngươi nữa, chủ yếm Không phải nói với ngươi rồi sao Từ phía nam tới, các người xuất hiện từ đâu vậy Vương Khả nhìn chú yếm ở xa quát mắng Chú yếm nghẹt mặt Vương Khả lại đang nói chuyện với ta Đàn chủ Ta không biết Vương Khả đang nói cái gì Hắn là một tên đại lừa gạt Hắn rất thích gạt người Người đừng có mắc mưu của hắn Ta và hắn không phải là cùng một bọn đâu Chú Yếm lập tức giải thích nói Hả Đồng An An cao mày nhìn về phía Vương Khả Ai nói người với ta cùng một bọn các ngươi làm cái gì vậy Tại sao lại tự bên cạnh qua đây Vương Khả trợn mắt nói Đồng An An đại vung tay lên Cả đám tà ma vây Vương Khả lại Vương Khả Không cần dùng cái loại thủ đoạn này Ở trước mặt của ta <laughs> Hôm nay Ngươi không trốn thoát được đâu Đồng An An cười lạnh nói Đồng đàn chủ Không nghĩ tới là ngươi lại người như vậy Trước đó xưng hô ta là Vương Huynh Đệ Hiện tại lại mang một đám điều gia hòa Trực tiếp bao vây ta uổng công ta giúp người nói bao nhiêu lời tốt đẹp trước mặt ma tôn <laughs> hóa ra ngươi một mực không có lòng tốt với ta ngày đó thánh tử rơi xuống vạn xà trì ngươi đứng về phía bắc đồ thần ta thông cảm ngươi bảo vệ cấp dưới hiện tại ngươi làm ta quá thất vọng rồi vương khả lộ ra vẻ tiếc hận thở dài ma tôn ma tôn nào đồng an an sững sờ đàn chủ đừng có nghe hắn nói bậy hắn là gạt người đấy hắn chỉ là một tên tiên thiên cảnh trước bắt hắn lại rồi nói Chu Yếm lập tức kêu lên Chu Yếm Ngươi và ta không thù không oán Trước đó trên mặt trượt thấy ngươi không có tiền Ta chỉ điểm ngươi làm sao pha trả luộc trứng Dạy cho ngươi một nghề mới Người như này gọi là trách móc ta sao Vương Khả lắc đầu Không thù không oán Đám tà ma bốn phía lộ ra nghi hoặc Không phải Chu Yếm nói Vương Khả và hắn có mối thù không đội trời chung sao Vương Khả Ta hận không giết được ngươi Chu Yếm hùng ác nói Được rồi Đừng diễn nữa Ngươi và ta sớm thanh toán xong ân oán Chớ kêu Ta đang nói chuyện với bọn họ Đừng có ngắt lời Vương Khả lập tức con mày nói Ta không ngắt lời Vương Khả Cái tên đại lừa gạt nhà ngươi Làm hại ta hết lần này tất lần khác Ta hận không thể lột ra của ngươi Chu Yếm hung ác nói Tù vì người yếu như vậy Lại không đánh được ta Kêu là cái gì Vương Khả hơi không kiên nhẫn nói Đồng An An sững sờ Không đúng Không phải bọn họ nói Vương Khả mới vào tiên thiên cảnh ư? còn chu yếm hai ngày trước bản thân mình tự kiểm tra qua không phải tiên thiên cảnh đỉnh phong sao vì sao vương khả nói chu yếm yếu ớt bên trong hai người bọn họ là có một người nói dối ta chu yếm nhất thời không biết giải thích như thế nào quan trọng là lần trước bản thân ra tay toàn lực đánh vào trên người của vương khả vương khả ngay cả dám cũng không có tu vi còn đột phá bản thân đánh thắng được hắn ư tiên thiên cảnh đỉnh phong của ta là giả ư chỉ thấy chú yếm nghẹn họng sắc mặt đám người đồng an an trầm xuống cảm giác hình như sự tình đã vượt quá dự liệu của bản thân nhào tới bắt vương khả này chờ một chút vừa rồi người nói giúp ta nói tốt trước mặt của ma tôn vương khả người mới đến đảo được vài ngày cũng mới quen biết ta người nói tốt với ma tôn lúc nào vậy đồng an an lạnh lùng nói ngay vừa rồi vừa rồi ma tôn còn ở chỗ này mà vương khả rất tự nhiên nói vừa rồi Vương Khả, Người đang lừa gạt ai đấy Tại sao vừa rồi ma tôn lại ở chỗ này Ngươi muốn dọa chúng ta sao Chú Yếm lạnh lùng nói Đồng An An cũng hiếp mắt nhìn về phía Vương Khả Cái tên Vương Khả này sắp chết đến nơi Lại cũng muốn gạt người Hù dọa Vì cái gì mà ta phải hù dọa các ngươi Các ngươi không phát hiện bãi biển này thay đổi gì sao Vương Khả hỏi ngược lại Vương Khả cũng không xác định được lúc trước bãi biển này Có rắn hay là không Nhưng mà trước đó mọi người đều nói Tạm thời Vương Khả dùng chuyện này để thăm dò một lần nơi này Đây là một nơi bãi biển bình thường Có thay đổi gì Vương Khả Người cố làm ra vẻ huyền bí cũng vô dụng thôi Chú Yếm trợn mắt nói Nhưng đám tà ma lại biến sắc Không đúng Rắn đâu Nam Đồ Thánh kinh ngạc nhìn bốn phía Đúng vậy rắn đâu Trước đó nơi này toàn là rắn Chất thành núi thành biển đâu rồi Lại có một tên cả ma tà ma kinh ngạc nói Không thấy Biến mất sạch rồi Chỉ có một ít mùi thối Còn rắn đều không thấy Chúng ta mang nghi hoặc Trong lòng Vương Khả cũng dững sợ Trước nơi này thực sự là có rắn sao Quá tốt rồi Vương Khả Rắn độc trên bãi cát này đi đâu rồi Đồng An An trầm giọng nói Hừ, Thì đương nhiên là bị Ma Tôn thanh trừ rồi Ma Tôn nói cho ta biết Đã đuổi hết rắn độc xung quanh Mới bảo ta tới Vương Khả tự nhiên nói cây rắn ấy Tại sao Ma Tôn phải giúp người Ma Tôn căn bản không một thần Long Đảo Chu Yếm tức giận nói Chú Yếm cảm giác Vương Khả đang gạt mọi người Thế nhưng bản thân chứng minh như thế nào đây Chú Yếm Ta và người cũng tính là bạn cũ lâu năm Lại không thù không oán Người cứ kêu gào như vậy Là muốn nhờ vả ta hay là không Vương Khả thở dài nói Nhờ vả ư Tại sao ta muốn nhờ vả Chú Yếm sững sờ Vương Khả là có ý gì đấy Người muốn hạ thấp ta Sau đó dẫn đám người đồng đàn chủ mạo phạm ta sao <laughs> Ta là người tương đối coi trọng tiền nhưng mà ta coi thường chút tiền trên người của bọn họ Ta không đành lòng lừa bịp tiền của bọn hắn Vương Khả lắc đầu Người nói cho rõ ràng Ta giúp người hạ thấp mình lúc nào Chú Yếm tức giận nói Chú Yếm Người đừng có lắm miệng Ta còn chưa hỏi xong Người đã ngắt lời Vương Khả Người nói vừa rồi Ma Tôn ở đây Người cảm thấy ta có tin hay không Dỡ vào người Một tiểu tu chân giả vừa mới bước vào ma giáo Có tư cách nói chuyện với Ma Tôn sao Người lừa gạt ai vậy Đồng An An cười lạnh không tin nói Được rồi Dù sao vừa rồi Ma Tôn cũng cho phép Ta không giả bộ nữa Ta ngả bài Vương Khả lắc đầu thở dài nói Đồng An An sững sờ Ngả bài Chú Yếm và đám tà ma kinh ngạc Nhìn về phía Vương Khả Vương Khả muốn ngả bài cái gì Vương Khả nhìn đám người hít sâu một cái nói Ta là lão đại Nguyên Anh Cảnh Chú Yếm, Đồng An An Chúng tà ma Lập tức sừng xuất Nguyên Anh Cảnh lại còn là lão đại Làm như chúng ta chưa thấy qua nguyên anh cảnh vậy Có nguyên anh cảnh nào mà sốc nổi giống như người không Còn đại lão nguyên anh cảnh nữa Những năm này Là ta cố ý che giấu tù vì Lộ ra ta rất nhỏ yếu Giúp ma tôn là một chút chuyện không thể để lộ ra ngoài Nhìn ta như là tiểu tiên thiên cảnh Nhưng mà ta là kim bài Nằm vùng Nằm vùng trong các người Xem đến cùng có ai là dị tâm đối với ma giáo Xem ai làm chuyện gây nguy hiểm hại cho ma giáo không Vương Khả chỉ đám người trịnh trọng nói Chúng ta ma người mặt Kim bài nằm vùng Ma tôn phái ra Nằm vùng ở ma giáo Không phải nằm vùng đều nằm ở môn phái chính đạo sao Có ai lại đi nằm vùng ở chính nhà mình như vậy chưa Vương Khả Người đánh giám à Người chính là một tên tiểu tiên thiên cảnh Người căn bản làm gì phải nguyên anh cảnh đâu Chú Yếm trừng mắt không tin nói Chú Yếm Đương nhiên người làm gì biết Tù vì người yếu như vậy Lần trước ta đứng ở đó cho người đánh Người có đánh được không Ta không phải nguyên anh cảnh thì là cái gì À đúng rồi Tù vì người quá yếu Chuyện này không tính toán gì hết Thay cái ví dụ khác Lần trước ở vương cung đại thành Ta tổn thương nhếp diệt tuyệt Cứu vô số đệ tử ma giáo Nhếp diệt tuyệt là nguyên anh cảnh Tiểu tiên thiên cảnh có thể đả thương nào Có thể cứu mọi người sao <laughs> Coi như là nguyên anh cảnh trọng thương Những kim đan cảnh như các người Cũng khây thương tổn được sao Vương Khả giải thích với mọi người Mọi người sờ mặc lại Giữa nguyên anh cảnh và kim đan cảnh Là một cái hào rộng Mọi người vẫn không thể nào hiểu được Lần trước nhấp diệt tuyệt bị Vương Khả đánh bại Hơn nữa Vương Khả một chút vết thương cũng không có Chả lẽ nhấp diệt tuyệt không gây thương tổn được Vương Khả Coi như lúc ấy nhấp diệt tuyệt trọng thương Dẹp một tên tiên thiên cảnh nho nhỏ cũng không khó lắm Các người xem Ta đánh nhấp diệt tuyệt bị thương thành như vậy Mấy ngày nay nhấp diệt tuyệt có truy cứu ta chắc Chu Hồng Y có truy cứu ta không làm gì có Bởi vì bọn hắn đã được ma tôn thông báo thân phận của ta Quan trọng hơn chính là Ta là một đại lão nguyên anh cảnh Bọn họ cũng không gây thương tổn đầu ta Vương Khả rất tự tin nói Chúng ta ma sừng sốt Giờ khắc này mọi người nửa tin nửa ngờ đối với Vương Khả Người nói Người ở nơi đó cho chu yếm đánh Hắn cũng không đánh nổi ngươi Đồng An An co mày Đồng An An biết rõ chu yếm là tiên thiên cảnh đỉnh phong Thực được kia cũng rất mạnh Coi như người mới vào kim đan cảnh Đứng ở nơi đó cho hắn đánh Thì cũng không có khả năng không nhúc nhích Vân Khả thực sự là tiên thiên cảnh Nho nhỏ sao Đúng vậy Nếu không người cũng thử xem Vân Khả vừa cười vừa nói Ta chỉ muốn tìm sơ hở bên trong lời nói của ngươi Lật tẩy ngươi Ngươi cũng quá là phối hợp đi Cho ta đánh sao Thật hay giả Đến đi thử xem đánh ta một quyền đi Vân Khả đi ra phía trước vừa rồi miệng lưỡi vương khả dèo kẹo nhưng nhiều khi người không lấy ra một chút đồ thật chỉ dựa bọt thói phép thì vẫn chưa đủ đám người này cùng nhau động thù động đao kiếm sợ rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm thậm chí có khả năng bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm nhưng chỉ cần hù sợ một người như vậy là đủ rồi vương khả lấy hết can đảm đi tới trước mặt đồng an an không nên chúng ta tới để bắt người giết người nào có chuyện người bị đánh chủ động đưa đến cho người ta đánh động tác quỳ dị của vương khả Khiến đồng an an không tự chủ được Lùi lại một bước Đừng sợ Ta không có lừa tiền ngươi Không có khả năng một quyền đánh ngươi Nếu ta nằm xuống sẽ trả ngươi tiền Nào ta cho ngươi đánh đấy Không có việc gì Tất cả mọi người đều là đệ tử ma giáo Ta còn để ý một hai quyền này của ngươi sao Vương Khả nắm tay đồng an an lên Muốn đánh lên đồng ngực của mình Chúng ta ba nghệt mặt Không đúng Kịch bản không phải như thế Không phải ngươi bị dọa cho quỳ xuống cầu xin tha thứ sao Ngươi làm cái gì vậy có thể nghiêm túc một chút hay không Chúng ta đang đánh cướp đấy Vương Khả Người, người không được qua đây Đồng An An rụt quả đấm lại Làm gì vậy Các người thực sự bị chu yếm dọa sợ rồi sao Cho rằng ta đã tin thiên cảnh à <laughs> Ta đã nói với người rồi Ta là đại, đại lão nguyên anh cảnh Đừng có sợ đến để Dùng sức mà đánh Đánh một quyền người sẽ biết ngay Vương Khả thật thà khuyên nhủ Chúng ta ma sừng sốt Vương Khả càng như thế thì mọi người càng khẩn trương giống như là giống như không đúng chả đã chu yếm thực sự gạt chúng ta được được vương vương huynh đệ vậy thì đắc tội ta đánh thương một quyền đồng an an trầm giọng nói với vương khả đồng an an không có phát hiện giờ phút này ngữ khí đối với vương khả cũng khách đi khách khí đi không ít lần thứ hai gọi là vương huynh đệ hay vậy mới đúng chứ cứ đánh đi dùng hết toàn lực mà đừng có lặp đi lặp lại ta cũng cần để thể diện vương khả gật đầu nói cái chán của đồng an an toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Cảm giác hôm nay đã trúng cục sắt rồi. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta dồn sức một quyền đánh nát hắn. Đồng an an tiến đến trước một bước, giữ tợn đánh ra một quyền. Oanh một tiếng, một quyền cực mạnh, dư âm gió mạnh khiến cho hạt cát văng khắp nơi, ép cho đám người liên tiếp đuôi về phía sau. Lấy vương cả, đồng an an làm trung tâm, một cái hố cát bán kính ba trượng xuất hiện. Vừa nhìn đã biết uy lực một quyền vừa rồi khủng bố đến mức nào Nhưng Vương Khả vẫn đứng nơi đó Không nhúc nhích chút nào Một cảm giác bị thương cũng không có Nắm đấm của Đồng An An Còn dán ở trên lòng ngực của Vương Khả Hắn chừng to mắt không thể tưởng tượng nổi Nhìn Vương Khả Sao sao lại có thể Đồng An An có chút hoài nghi mình Không đúng Bản thân ở Kim Đan cảnh cao dai Một quyền mạnh như vậy Ngay cả người mới bước vào Nguyên Anh cảnh Thì cũng phải giảm bớt mực, lực thì mới có thể đứng vững Nhưng mà Vương Khả lại làm gì nhúc nhích Vương Khả thu hồi nắm đấm Quần áo bị đánh thùng Nhưng mà thịt bên trong lỗ thùng vẫn trắng như tuyết Ngay cả một dấu chấm hồng cũng đều không có Điều điều này sao có thể chứ Chuyện này không đúng Vương Khả là tiên thiên cảnh Nho nhỏ Nếu là tiên thiên cảnh nho nhỏ Đã sớm bị ta đánh chết rồi Đại lão Nguyên Anh Cảnh Kim bài nằm vùng Đồng An An tự nói Mồ hôi lạnh toàn thân như đã thác đổ Đại Nguyên lão Nguyên Anh Cảnh Kim bài nằm vùng Đồng An An tự hỏi Mồ hôi lạnh như là thác đổ Đàn chủ Thế nào rồi Tại sao vừa rồi ngươi Chúng ta ma kinh ngạc nói Mặc dù Vương Khả nói lời chắc như đinh đóng cột Nhưng mọi người vẫn không có tin tưởng tất cả Đàn chủ Ngươi không dùng lực à Nhưng mà Đồng An An đã tin tưởng Nếu không phải là đạo đại nguyên anh cảnh Làm sao có thể tiếp được một quyền của hắn Đồng đàn chủ Ngươi không dùng hết toàn lực à Vương Khả không thể chống lại ngươi Nếu hắn là nguyên anh cảnh Năm đó tạo phản ở vương triều Đại Thanh Đã không bị dọa sợ bỏ đi Nhất định là giả Chú Yếm lo lắng nói Vương Khả là tiên đại lừa gạt Các người tuyệt đối không thể tin lời hắn nói Vậy ngươi thử một quyền của ta mà xem Đồng An An nói Giờ phút này nội tâm Đồng An An hết sức kinh hoàng Cỗ kinh hoàng này Khiến cho Đồng An An sắp hỏng mất Nếu Vương Khả nói là sự thực Vậy mình đến bao vây Vương Khả Chẳng phải là muốn nhận xui xẻo sao Chú Yếm mở miệng Vừa vặn hóa giải sự căng thẳng của đồng an an Đúng rồi Nói không chừng là ảo giác thì sao Người nói Vương Khả gạt ta Vậy người và Vương Khả cùng tiếp một quyền của ta đi Oanh một tiếng Quyền của đồng an an nhanh như là thiểm điện Vương Khả không kịp hô Quyền kia đã đánh lên người của chu Yếm Bành một tiếng Phốc một tiếng chu Yếm ở giữa không trung Phun một ngụm máu thật dài Bị đồng an an đánh bay ra ngoài Ngã ở nơi xa trên cát Máu mẹ khắp người vô cùng thê thảm Đồng đàn chu Tại sao lại đánh ta Chú Yếm trọng thương không thể đứng dậy Vì sao Vì sao lần nào cũng xui như vậy Tại sao người không đánh Vương Khả mà đánh ta làm gì Chú Yếm giống như là thoi thóp Chuyện này đã nói rõ Nắm đấm của Đồng An An đã thực Chưa từng xuất hiện ảo giác Toàn thân chúng ta ma siết chặt Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi Vì sao lúc trước Vương Khả nhảy vào vạn xà trì lại không có việc gì Bởi bởi vì hắn là nguyên anh cảnh Nam Đổ Thánh tự nói Bành một tiếng Đúng lúc này quanh thân của Vương Khả trầm vang một trận Phóng ra một cỗ khí lưu thổi bay Tiền thiên cảnh đệ tứ trọng Lông mày Vương Khả nhíu lại Vừa rồi bản thân giả tranh nửa ngày Kết quả tu vi đột phá Chẳng lẽ lại bại lộ Cái khí tức đột phá này rõ ràng là tiên thiên cảnh Vương huynh đệ Không tiền bối Là ta không tốt Vừa rồi không cẩn thận Phá cấm chế người dùng để che giấu tu vi tiền, tiền bối thứ tội Đồng An An lập tức lo lắng nói Vương Khả sững sờ Hóa ra Vương Huynh Đệ à? à, à không Vương Tiền Bối dùng từng cấm chế phong bế tu vi bản thân Khỏi trách từ bên ngoài nhìn vào Chỉ có tu vi tiên thiên cảnh Cả đám tà ma lập tức sợ hãi than nói Các người đang che lấp cho ta sao Đồng đàn chủ Các người không cần gọi ta là tiền bối Mặc dù ma tôn đồng ý cho ta không cần che giấu Nhưng nếu một ngày ta chưa công khai thân phận Một ngày vẫn không thể bại lộ Các người vẫn gọi ta là vương khả hoặc là vương huynh đệ đi Vương cả rắc đầu nói Ờ à, được 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 Quả nhiên là vương huynh đệ không hồ được kim bài nằm vùng Thực sự là bình dị gần gũi Đồng An An lập tức toát mồ hôi lạnh ở trên trán Đúng vậy vương huynh đệ Hôm đó người tiến thần đông đảo Ta đã nhìn ra ngay Người nhất định là nhân trung long phượng Vương huynh đệ thần uy vô hạn Không câu lệ tiểu thiết Cùng xưng huynh gọi đệ với bọn ta Chúng ta thật là đáng chết Trước đó chậm chẽ vương huynh đệ Chúng ta ba lập tức cười làm lành nói Giờ phút này chúng ta ma hối hận tím cả ruột Còn mẹ nó Tại sao lúc trước phải tính kế Vương Khả Nếu không phải tính kế Vương Khả Sẽ không có nhiều người thiêu thân như vậy Tại sao lại xui xẻo như vậy chứ Coi hắn là một tiểu tiên thiên không có chỗ dựa Kết quả hắn là đại lão nguyên anh cảnh Còn là kim ban, kim bài nằm vùng Trà trộn ở bên người chúng ta Vương huynh đệ Ta muốn báo cáo, ta muốn báo cáo Đồng An An đập tức kêu lên Báo cáo Vương Khả nghi ngờ nói Hắn, hắn, chú yếm hắn, Hắn là muốn hại ngươi. Nói ngươi là đại là lừa gạt, nói ngươi là lừa gạt tất cả chúng ta. Nói người đánh bài chính là chơi bẩn, để cho hắn và chúng ta tìm tới người để tính nợ. Vương huynh đệ, người cũng biết tính tình của chúng ta mà. Chúng ta đối với người như thế nào là người cũng biết mà, vô cùng kính ngưỡng. Hôm nay chúng ta tới đều là do cái tên chu yếm lừa dối, chính là hắn gạt chúng ta. Đồng An An lập tức chỉ Chu Yếm cách đó không xa mắng Chu Yếm nằm trong vùng máu cách đó không xa. Trừng mắt nhìn Đồng An An, tức giận đến không thể tự giác lại nôn ra một ngụm máu Còn mẹ nó Không phải các người muốn tìm vương cả gây phiền phức sao Làm gì có liên quan tới ta Không sai không sai Hắn còn nói muốn giết người Nói một đau cuối cùng để cho hắn tới giết Đám tà ma lập tức bỏ đá xuống giếng Vương khả cổ quái Nhìn về phía chủ yếm cách đó không xa Chủ yếm Khả năng hắn có chút hiểu lầm đối với ta Dù sao hắn cũng là thân thích của chu đường chủ Ta cũng không tiện trách cứ hắn Vương khả lắc đầu Vương huynh đệ, Kim bài nằm vùng như ngươi Thật đúng là bình dị dễ gần Đồng An An nói Còn may Con người của ta ân oán rõ ràng Ai tốt với ta Ta sẽ tốt đại với hắn Ai hại ta Ta sẽ không bỏ qua cho hắn Ví dụ như Ta vừa mới vào đại lao Đồng đàn chủ chăm sóc ta hết sức chú đáo Cho nên vừa rồi ma tôn tra hỏi Ta đã nói tốt về ngươi một phen Cũng coi như là báo đáp ngươi chăm sóc Nhưng mà hiện tại các người tới múa đào múa kiếm với ta Con người của ta liền Vâng khả nhíu mày vương huynh đệ chỉ là hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi đám tà ma lập tức lo lắng nói hiểu lầm sao vương khả lộ vẻ không tin tuyệt đối là hiểu lầm vương huynh đệ vừa rồi ngươi nói ma tôn đồng An an còn hơi nghi ngờ à mấy năm nay ta lập không ít công cho ma giáo ma tôn thông cảm chiến công của ta chuẩn bị không cho ta nằm vùng nữa ta phải xuất hiện trên sân khấu nhưng không thể quá nhanh dù sao dính dáng quá nhiều bí mật trước hết bắt đầu từ cái đà chủ này cho nên bảo ta tới lấy thần long lệnh Ma tôn sẽ giúp ta đuổi rắn độc xung quanh Còn nói Vương khả câu mày nói Hợp lý Chúng ta ma lần lượt sắp xếp ăn khớp rồi Khó trách vương khả kêu là muốn đi lấy thần long lệnh Hóa ra là tình thế bắt buộc Là ma tôn sắp xếp Ma tôn thực sự ở nơi này Hơn nữa đã sớm đến thần long đảo ư Ma tôn còn nói cái gì Đồng An An lo lắng nói Ma tôn nói Chuyện mưu sát thánh tử Trong chất nghi ngờ Mặc dù đồng đàn chủ tra ra là bắc đồ thần làm Nhưng có đồng phạm hay không Cho nên Để ta đi rêu ra một chút Thu hút những kẻ mưu sát thánh tử khác ra Một mẻ hốt gọn Ma tôn đi trước chặn đường Bảo ta chờ ở chỗ này Ta sắp không chờ nổi nữa Thì các ngươi lại đến Nhưng sao các người không đến từ phía nam Vương Khả hiếu kỳ nói Chúng ta ba sừng suốt Ma tôn đang ở phía trước chờ chúng ta sao Đồng phạm mưu sát thánh tử Một mẻ hốt gọn Chuyện này nói không chừng chính là chúng ta là chúng ta Kết thúc rồi Kết thúc rồi à, à, Vương Huynh Đệ Người nghe ta nói Lần này chúng ta bị chu yếm lừa gạt Chúng ta không phải là đồng phạm Đồng An An đo lắng nói Không sai Là chu yếm hại chúng ta Là chu yếm hắn nói muốn giết ngươi Còn muốn cướp tiền của ngươi Thứ đáng ghét này Đám tà ma khẩn trương kêu lên Chu yếm nằm ở trong vũng máu Lại bị nhóm tà ma kéo ra Đấm cho một trận Ta đã thảm như vậy rồi Mà các cư còn đánh ta sao Chú Yếm liên tục kêu thảm Có đúng không Vương Khả câu mày nói Đúng là thật mà Vương Huynh Đệ ngươi xem Ta vẫn rất tôn kính đối với ngươi Hôm đó ngươi vừa mới đến thần Long Đảo Ta đã lập tức tới chăm sóc cho ngươi Lần này ngươi phải giúp đỡ lão cả đấy À, à không giúp đỡ lão đệ ta Đồng An An lập tức lo lắng nói Vương Khả rơi vào trầm tư Ta cũng cảm thấy Đồng Đàn Chủ không phải là người như thế Chỉ là ma tôn đang chờ Chúng ta cũng rất khó xử lý Thời khắc Vương Khả khó xử Đưa tay phải ra Là một cái động tác xoay tay đơn giản Động tác kia lóe lên một cái Rồi biến mất Những người khác căn bản không nhìn thấy Nhưng Đồng An An lại thấy được Đồng An An lập tức lộ ra vẻ mừng như điên Ta hiểu ta hiểu Xin nhờ Vương Huynh Đệ xin nhờ Đồng An An mừng rỡ như điên Trong nháy mắt Đồng An An lấy vòng tay chữ vật của bản thân Nhét vào tay của Vương Khả hey, Đồng đàn chủ Ngươi làm cái gì vậy Đưa cái này cho ta khiến ta thật là khó xử nha Vương Khả muốn đẩy lại À không sao không sao Để Vương Huynh Đệ uống chén trà mà thôi Vương Huynh Đệ cực khổ vì ma giáo Một chút tiền uống trà này là tâm ý của ta mà Đồng An An vội vàng nói Vương Khả cũng không có đầy lòng vòng tay chữ vật về Mà nắm thật chặt à, Như vậy đâu có được Không thể nhận làm gì nhận được chứ Đồng An An nhìn động tác của Vương Khả liền hiểu Đây là ngại không đủ tiền sao Hiện tại nằm vùng của Ma Tôn Cũng trực tiếp yêu cầu hối lộ như vậy à Thật là quá phận Nhưng vẫn là may mắn Nhanh Lấy hết điện tài của các người ra đây Để cho Vương Huynh để uống trà Nhanh lên Đồng An An nhìn về phía đám thuộc hạ Quát mắng Đám thuộc hạ tỏ vẻ không tình nguyện Trước đó chơi mặt trượt thua Vương Khả là tiền công Hiện tại phải dùng tiền của chúng ta đi hối lộ Vương Khả sao Nhưng không lấy ra Khẳng định bản thân sẽ chịu xui xẻo Mọi người còn trông cậy vào Vương Khả hỗ trợ che giấu trước mặt Ma Tôn Ê, Vương huynh đệ Dùng uống trà Dùng uống trà Đồng An An đi một vòng Thu tất cả vòng tay chữ vật Túi chữ vật đưa cho Vương Khả Lúc này Vương Khả mới hài lòng <laughs> Đa tạ chư vị Cái ly trà này ta uống Ê, Vương huynh đệ cứ thoải mái đi Vậy chúng ta Đồng An An mong đợi Nhìn về phía Vương Khả Các người cái gì Tạo chỗ này chờ nửa ngày Ai cũng không thấy Vương Khả lập tức lắc đầu <laughs> Đa tạ vương huynh đệ, đa tạ vương huynh đệ. Đồng An An hết sức cảm kích. Thế nhưng thời điểm các ngươi trở về phải coi chừng đấy, Ma Tôn chờ ở trên đường đấy. Vương cả vẫn tốt bụng hỏi nói một câu. À không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta đi theo đường cũ trở về, không đi trên lục địa. Ở phía dưới tảng đá lớn bên kia có một cái huyệt động nối thẳng đến điện Vạn Xà Trì. Chúng ta trở về bằng đường cũ, đa tạ vương huynh đệ. Đồng An An mừng lớn, nói. Vương Khả gật đầu một cái Đám người đồng an an nhất thời vui mừng hấn hở Chạy về phía cái huyệt động cách đó không xa Không kịp chờ đợi chui vào Phốc một tiếng Còn ta nữa Mang theo ta với Chú Yếm ở trong vũng máu Học máu hô hào Nhưng mà đám người nơi xa đều không thấy Làm sao có thể mang theo hắn chứ Chú Yếm sừng sốt Vì sao Vì sao cuối cùng lại xui xẻo là ta Còn mẹ nó Ta bị phế thần bám vào người sao Làm sao bây giờ Vương Khả là muốn giết ta Chú Yếm khẩn trương nhìn về phía Vương Khả Lại nhìn thấy Vương Khả bỗng nhìn biến sắc Ngồi xếp bằng kiểm tra thân thể của mình Vừa kiểm tra Chú Yếm lộ ra một cỗ hoảng sợ Vương Khả bị thương Vừa rồi không đau là giả vờ Chú Yếm kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả Vương Khả không phải bị thương Mà là giờ phút này toàn thân hết sức khổ nóng Không phải là vì nhập ma Mà là chọc chân khí trong thể nội Bởi vì vừa rồi đột phá tu vi Nên đã biến thành màu xám Màu xám đấy Lúc chọc chân khí trở thành màu đen Là sẽ tự bốc cháy Kém một chút bản thân điền hỏa táng Cái đại nhật bất diệt thần công lừa người này Tại sao ta lại xui xẻo như vậy Cái tên hỗn đàn đồng an an kia Bảo người đánh một quyền Người lại dùng lực lượng lớn như vậy làm gì Giờ phút này toàn thân khô nóng Giống như là chân khí tùy thời bốc cháy Nhất định phải sớm về thiên làng tông nhất thành thành giúp mình giữ lại vô số công đức định quang kính Nhất định phải trở về Trong lòng của Vương Khả kinh hoàng Vương Khả đứng dậy liếc nhìn chu yếm bỗng nhiên ánh mắt sáng lên công đức đây không phải là công đức sao giết hắn thì có công đức hắn cũng là tà ma vâng, vương vương cả người người muốn làm gì người người không phải nói đã thanh toán trong ân oán với ta rồi sao không phải người nói hai chúng ta không oán không thù sao chu yếm hoảng sợ kêu lên chu yếm cảm nhận được sát ý trong mắt của vương khả vương khả nhíu mày đúng vậy lúc đầu ta và ngươi không ai nợ ai Vừa rồi người giúp ta gây tai họa Dẫn đồng an an tới truy sát ta suýt chút nữa khiến ta phải chết Thế nhưng người lại giúp ta diễn kịch Giúp ta kiếm được rất nhiều tiền hay Cái ân oán này rằng co Giống như là thiếu một chút Ta giúp người đóng kịch lúc nào Còn giúp người kiếm tiền sao Ta sắp bị đánh chết rồi đây này Thế nhưng hiện tại Vương Khả không định giết chủ yếm Chủ yếm cũng không dám phản bác Như vậy đi Chủ yếm Người tới điều khiển trứng hải thuyền Mang ta rời khỏi trứng hải Để ta lên bờ Nợ nần giữa chúng ta có như là hòa Không ai nợ ai Vương Khả nói Cái gì? Vì sao? Chú Yếm mờ mịt nói Vì sao ư? Hiện tại Vương Khả hết sức lo lắng Chọc chân khí rất tự bốc cháy Làm sao có thời gian mà lái thuyền Vừa đi được nửa đường Bản thân bốc cháy thì làm sao bây giờ Trước tiên phải nghiên cứu bản thân một chút Còn không phải là tại ngươi Ta bị đồng an an đả thương Ta không trị liệu sẽ bị thương Vương Khả trừng mắt nhìn Ngươi bị thương Chú Yếm trừng to mắt Quần áo người chỉ trúng một cái lỗ Ngay cả làn da cũng không đổi màu Mà gọi là bị thương à Vậy mặt mũi ta bầm dập ngã trong vũng máu Thì tính là cái gì Giống như lần trước Ta có pháp bảo hộ thân Cho nên ngươi và đồng an an đánh ta Ta mới không việc gì Thế nhưng nắm đấm đồng an an quá mạnh Pháp bảo hộ thân không có chu toàn Ta bị nội thương Tốt rồi đừng có nói nhảm nữa nhanh lên Vương Khả kéo chu yếm lên thuyền lớn Vương Khả không có nói chân tướng cho chu yếm biết Tùy tiện lấy ra một lý do để chú yếm tường thật Cho nên nói Cái gì mà lão đại nguyên anh cảnh Cái gì mà kim bài nằm vùng Cũng là giả ư Ngươi là tên lừa gạt lừa gạt mà Chú yếm trợn mắt Vương khả lên tên đại lừa gạt Đại lừa gạt Đồng An An tại sao các ngươi lại tin chứ Còn mẹ nó vì sao Nhanh lái thuyền đi Trên thuyền có bản đồ hàng hải Ngươi phụ trách cầm lái nhanh đi Vương khả nhìn về phía chú yếm kêu lên Chú yếm tỏ vẻ buồn hận Nhưng mà giờ phút này Bản thân trọng thương hư nhược nên chỉ có thể ngồi ở Khoang điều khiển miễn cưỡng lái thuyền Căn bản không phản kháng được Vương Khả bảo lái thuyền Bản thân có thể không lái sao Hắn lật mặt giết ta thì làm sao bây giờ Ta thật là suối quầy mà Âm một tiếng chứng hải thuyền linh thạch làm động lực Lập tức rời khỏi bãi biển Vương Khả khẩn trương ngồi ở mông thuyền Khoanh chân nhắm mắt Cảm ứng chọc chân khí mới biến hóa Còn chu yếm chịu đựng thương thế chặt vật như điều khiển thuyền lớn di chuyển ở trong biển không phải ta tới giết vương Khả sao tại sao hiện tại thành thủy thủ quán tại sao ta lại phải giúp hắn lái thuyền vì sao sợ bởi cái gì chứ sương mù trứng khí ở phía trên trứng hải cực kỳ nồng đập nếu không phải bản đồ hàng hải chỉ dẫn căn bản không biết phương hướng Coi như lái thuyền lớn về phía trước thì cũng không nhìn được khoảng cách quá xa chủ yếu người đừng động ý đồ xấu ở bên trong trứng hải yêu thú đồng đảo thuyền đi chạy phương hướng xâm nhập lãnh địa con yêu thú nào ta chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm nhưng với bộ dạng bây giờ của ngươi khẳng định sẽ táng thần ở trong bụng yêu thú đừng đi linh tinh cẩn thận mà đi lên đến bờ ân oán giữa ngươi và ta chấm hết vương khả ngồi ở trước bong thuyền nói một câu về phía phòng điều khiển ở đằng sau sắc mặt của chu yếm ở trong phòng điều khiển trở nên khó coi đúng là chu yếm đang có ý đồ xấu mang vương khả đi chạy phương hướng nhưng nghe Vương Khả nói chuyện Lại có chút không dám Hiện tại mình thực sự là thê thảm Nếu gặp phải hải yêu Không phải là xong đời sao Đừng có dùng ánh mắt kia nhìn ta Vết thương trên người của ngươi Cũng không phải là do ta đánh Vương Khả ngồi trên bong thuyền trừng mắt điếc Chú Yếm tức đến run rẩy Đúng là không phải là người đánh Nhưng mà không phải là do ngươi hại ta sao Vương Khả không để ý đến chú Yếm Ngồi ở bong thuyền Nhắm mắt cảm ứng chọc chân khí Đã trở thành màu xám cho họ trong cơ thể màu xám chỉ còn cách màu đen một chút nữa vậy phải làm sao bây giờ nóng quá tại sao cái chọc chân khí màu xám trò trôi nổi trong thân thể ta lại giống như là nước sôi vậy thật là khó chịu vương khả phiền muộn bên trong phiền muộn vương khả chậm rãi thôi động ra một cỗ chọc chân khí chỉ nhìn qua thôi đã có loại cảm giác chọc chân khí màu xám trò biến chất suy một tiếng vương khả đốt một que diêm cho một chọc chân khí lên trên oanh một tiếng chỉ thấy bỗng nhiên chọc chân khí to bằng cái nắm đấm kia Bắn ra một ngọn lửa khổng lồ Trong những mắt bốc lên giống như là đạn lửa vậy Ngọn lửa khổng lồ này sông lên trời Ánh lửa to lớn Khiến chú Yếm đang lái thuyền Đột nhiên giật mình Tình huống gì vậy Cái ngọn lửa này là pháp thuật gì Uy lực lớn như vậy Chú Yếm sợ hãi kêu lên Quả nhiên uy lực chọc chân khí từ màu vàng biến thành màu đen Càng trở nên mạnh mẽ Hiện tại ngọn lửa này cũng đã mạnh như vậy Vương Khả ngạc nhiên nói Quan trọng là Cái chọc chân khí này Còn rất bắt lửa Qua một hồi lâu mới chịu tắt Không được không được Hiện tại uy lực ngọn lửa này lớn như thế Trong cơ thể ta lại có nhiều chọc chân khí như vậy Một khi bốc cháy Thì trong nhà mắt ta sẽ hóa thành cho bụi Không được không được Không ngăn cản được chọc chân khí từ bốc cháy Ta nhất định phải giảm bớt số lượng Nhất định chọc chân khí trong cơ thể ta phải trống rỗng Vương Khả lộ ra một cỗ lo lắng Trống rỗng Không có chọc chân khí Sẽ không cháy được Nói hay là làm Vương Khả lập tức duỗi hai tay ra Thôi động toàn bộ trọc chân khí trong cơ thể ầm một tiếng Chỉ thấy trước mặt của Vương Khả chậm rãi xuất hiện một quả bóng hơi Xám trò Chân khí cầu lúc trước chỉ lớn chừng quả trứng gà Nhưng rất nhanh lần này lại to bằng quả táo Qua một hồi thì bằng quả dưa hấu Sau đó là chậu rửa mặt Vương Khả liều mạng Ép toàn bộ trọc chân khí ra bên ngoài cơ thể Chú Yếm trong khoang thuyền mở to mắt Không hiểu nhìn Vương Khả đang làm gì ở đó chỉ thấy Vương Khả giơ hai tay qua đỉnh đầu Ở trên hai tay là một quả cầu to lớn màu xám cho Vương Khả đang làm gì? Đây để chiêu thức gì? Về mặt tru yếm mở mịt Chỉ thấy Vương Khả dùng hai tay ném đi Bỗng nhìn quả cầu to Màu xám cho kia chìm một trong biển Cút đi Vương Khả hưng phấn gào to một tiếng Quả cầu to lớn màu xám cho bị ném mạnh vào bên trong sương mù Vương Khả lỗ ra vẻ hưng phấn cười to Nhưng chưa cười được một hồi Oanh một tiếng một tiếng đồ thật lớn vang lên thuyền lớn giống như là đụng phải cái gì đó bỗng nhiên lay động một trận vương khả đứng trên bóc bong thuyền biến sắc chu yếm xảy ra chuyện gì vậy ta, ta không biết chắc đụng phải đá ngầm chu yếm mờ mịt nói đá ngầm vương khả hơi sững sờ cũng đúng trên biển có thể đụng vào cái gì được chứ không phải núi băng thì chính là đá ngầm hiển nhiên thời tiết này không có núi băng vậy cái kia liền là đá ngầm rồi thời điểm vương khả gật đầu tiếp nhận Hư một tiếng Bầu trời giống như có đồ vật nào đó rơi xuống Bay thẳng đến vị trí bong thuyền của Vương Khả Về mặt Vương Khả siết chặt lại Đề phòng theo bản năng Vương Khả mới ném hơn phân lửa chọc chân khí ở Trong cơ thể ra ngoài Lúc này lại có người đột kích sao Vương Khả ngẩng đầu một cái Nhìn rõ ràng đồ vật từ trên bầu trời xuống Là một quả cầu lớn cỡ trái dưa hấu Trong suốt như thủy tinh Xoàng một tiếng Quả cầu thủy tinh trong suốt lớn bằng trái dưa hấu rơi xuống bong thuyền lập tức trên năm xà bảy nát vụn cầu pha lê từ trên trời rớt xuống vương khả mờ mịt nhìn lên bầu trời Tại ném một quả cầu chân khí đi tại sao trên trời đã có một quả cầu pha lê rơi xuống hơn nữa còn bị vỡ đầu vương khả đầy dấu chấm hỏi bãi cát phía bắc thành thần long đảo một ngày trước ở trên bờ cát không phải là cảnh tượng trống không như lúc vương khả tiến lên nhìn thấy mà là lít nhà lít nhít rắn độc rắn độc hung lệ cắn xe lẫn nhau thoạt nhìn chúng đều hết sức tàn bạo vào thời khắc này một đầu cự xà dài bốn trượng chậm rãi bơi đến bờ cát dài bốn trượng có nghĩa là cao tầm bốn tầng nhà con cự xà này vừa tới bầy rắn ở bốn phía nhào nhào tránh ra một lối cùng nhau thẻ lưỡi nhìn con cự xà này tất cả rắn nghe đây đại vương sai ta tới hạ lệnh tu vi đại vương đã đến một cái cửa ải sắp đột phá tiếp theo phải phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh khí Đế quan trùng kích đan anh chi cảnh Một khi đột phá Cho dù nguyên anh cảnh phổ thông của nhân tộc Thì cũng chưa hẳn đã đối thủ của đại vương Đại vương mệnh lệnh Từ giờ trở đi toàn bộ các gây hành động Phong tỏa bốn phía hải vực Để tránh có yêu thú khác đến đầy quấy giày đại vương đột phá Người dám bước vào hải xa lĩnh vực của chúng ta Giết Ăn Độc Một tên cũng không để lại Giết Cự xa giống to một tiếng bầy rắn lộ ra vẻ hưng phấn sau khi cự xa truyền lệnh Rắn độc bốn vía, bãi cát, núi rừng đều nhận được tin tức Nhào nhào tiến về bãi cát Tiếp theo dưới sự chỉ huy của cự xa Nhanh chóng tràn vào biển cả Tràn ra bốn vương tam hướng hải vực Tiến hành phong tỏa mảnh lãnh địa này Không cho phép bất kỳ kẻ ngoại lai nào tới gần Rất nhanh Bãi cát trở nên trống trơn Lúc vương khả đi tới Chỉ có thể nhìn thấy một chút trứng rắn lẻ loi trơ trọi lại đó Bày rắn phong tỏa bốn phía hải vực Bất kỳ loại hải ngư nào đến gần thì cũng sẽ bị bầy rắn cắn xé Để xà vương trong biển đột phá Xà vương là một con cự xà màu xanh Dài 10 trượng Chính là cao bằng 10 tầng nhà Thân thể thô to Xa xa nhìn tới chính là một con quái vật khổng lồ Nhưng mà xà vương biết Trong cái trứng hải này Còn có một số yêu thú khác uy hiếp được mình Cho nên vô cùng cẩn thận Cho dù đã để bầy rắn phong tỏa tứ vương Thì cũng không thông báo cho bầy rắn vị trí của mình Xà vương màu xanh đi tới một vùng biển Bốn phía tràn ngập chứng khí khói độc Dù đi đến gần thì cũng rất khó nhìn thấy xà vương Không biết không ai biết xà vương đột phá ở trong này Chỉ thấy xà vương ngẩng đầu lên nhìn trời Đột nhiên phun ra một viên cầu lớn màu xanh Lớn chừng trái dưa hấu Tàn ra khí tức quần quẩn Đây chính là nội đan của xà vương Xà vương giữ tận nhìn lên trời Thép dài một tiếng Chỉ thấy nội đan màu xanh kia chậm rãi nổi lên không trung Càng ngày càng cao Càng ngày càng cao Thời gian gần trôi qua nổi lên trên sương độc giống một tiếng xà vương gầm lên nội đàn lơ lửng giữa trời cao lập tức xoay tròn đồng thời giống như là sinh ra một cỗ hấp lực hút xương độc chi khí ở bốn phương tám hướng vào cùng lúc đó nội đàn cũng đang hấp thu nhật nguyệt chi quang trên bầu trời cho nên ánh sáng phía trên trở nên vô cùng ảm đạm mặt trời ngã về tây nội đàn thu nạp vô số tinh hoa ánh sáng chậm rãi trở nên trong suốt không còn khí độc bắn ra bốn phía nữa ban đêm ánh trăng cung cấp cho nội đan vô số tinh hoa. Chỉ một đêm Ở dưới vô số tinh hoa ánh trăng rèn luyện Nội đan càng ngày càng trở nên thanh tịnh Ban đầu nội đan màu xanh Trở thành trong suốt Hơn nữa ánh sáng nội điểm ông ánh trong suốt Xà vương hết sức vui mừng Sắp thành sao Đan anh cảnh Ngang hàng với nguyên anh cảnh nhân loại Không Phải mạnh hơn một chút so với nguyên anh cảnh nhân loại chứ Càng ngày xà vương càng chờ mong Chỉ thấy bên trong viên nội đan trong suốt kia Chậm rãi ngưng tụ một hư ảnh xà hình Hư ảnh kia chính là đàn Anh. Sắp thành. Hô một tiếng. Đúng lúc này có ba đầu cá mập bỗng nhìn nhào về phía xà vương. Hai mắt xà vương lấy lên hàn quang. Xà vương tam huynh đệ. Các người thật là nhạy cảm. Thế mà phát hiện ta đang đột phá. Xông qua phòng ngự của thuộc hạ ta. Muốn đến đây quấy dày ta đột phá sao? Ba con cá mập giữ tợn lao thẳng tới tốc độ cực nhanh. Nhanh lên. Xà vương đang đột phá. Nội đan không ở trên người Chính là thời điểm suy yếu Thờ dịp hắn suy yếu Lấy mạng hắn Thờ dịp hắn suy yếu Xé nát hắn Đoạt nội đan của hắn Oanh một tiếng Bà con cá mập to lớn Đâm vào trên người của xà vương Bỗng nhiên xà vương lay động một cái Nhưng mà xà vương có thể trưởng thành đến ngày hôm nay Thì cũng không phải chỉ vào hư danh Bỗng nhiên nó nghiêng đầu lên Cắn lên người một con cá mập Độc rắn rót vào Chỉ thấy con cá mập kia liên tục kêu thảm Tiếp theo toàn thân tỏa ra vô số độc ngầm chỉ một chút thời gian toàn thân con cá mập kia đã thối giữa lão Tâm! hai con cá mập sợ hãi kêu lên thời điểm sợ hãi kêu lên bỗng nhiên cắn đến thân thể của xà vương liều mạng bơi đi như là muốn xé xà vương thành hai đoạn xà vương bị kéo giãn toàn thân đau đớn nhưng uy lực xà vương càng mạnh mẽ bỗng nhiên quẫy đuôi một cái tránh thoát miệng của một con cá mập đồng thời cái đuôi bỗng nhiên đánh xuống oanh một tiếng chỉ thấy con cá mập thứ hai bị mật bổ thành hai nửa bỏ mình tại chỗ lão nhị còn cá mập cuối cùng hoảng sợ kêu lên trong nháy mắt bị dọa cho nhà ra quay đầu bỏ chạy chạy sao nếu đã tới hôm nay cũng đừng mong đi chỉ thấy xà vương mở cái miệng to như chậu máu ra một ngụ nuốt con cá mập kia xuống trong nháy mắt mặt biển khôi phục lại yên tĩnh lần thứ hai còn ba con cá mập đột kích để mất mạng trên mặt biển dài đầy máu tươi xà vương lộ ra vẻ dữ tận <laughs> quấy giày ta đột phá đều đáng chết đám xà vương lộ vẻ tức giận Bản thân đang ở thời khắc mấu chốt đột phá Ai dám tới cuối giải ta, ta ăn hắn Đúng lúc xà vương đang dùng thần Hung thần ác sắc Đột nhiên cách đó không xa Truyền đến một tiếng xe nước Tiếng xe nước này so với ba con cá mập Lừa rồi còn muốn lớn hơn Khiến cho xà vương mới buông lỏng lại Lộ ra vẻ dữ tợn, lần thứ hai cảnh giác lên Không sợ chết sao Bất kể là ai Dám tới, ta đến ăn hắn Đến rồi, đến rồi Tiếng xe nước kia càng ngày càng gần Xà vương muốn đi lên ngành chiến Đúng vào lúc này Một quả cầu màu xám cho từ bên trong xương độc bắn tới Quả cầu màu xám kia không có nhắm vào xà vương Nhưng rơi vào trong biển Nhưng mà thời khắc này xà vương đã bị ba con mập chọc cho giận dữ Không cần biết là người là cái gì Dám đến khiêu khích ta Bất kể là ai đều đáng chết Về phần cách kia là cái gì Xà vương không có để bụng Xà vương bắt độc bất dầm Cho dù là kịch độc cũng nuốt tất Bỗng nhiên thân thể xà vương uốn lượn Đuổi kịp qua cầu màu xám cho kia Một ngụm nuốt nó xuống Qua cầu xám vừa mới vào miệng Về mặt hung lệ của xà vương bỗng nhiên thay đổi Không phải vật chất thực thể Hình như là một đoàn khí thể Lúc trước cỗ khí thể kia Ở trạng thái xoắn ốc, xoay tròn Nhưng mà bị xà vương cắn một cái Trong nhà mắt vỡ ra Trong nhà mắt khí thể màu xám chui vào trong cơ thể xà vương Tràn ngập trong đó Oanh một tiếng Âm thanh giống như là sấm sét giữa trời quang Nổ mạnh ở trong đầu của xà vương Trong nháy mắt Đường đường xà vương cảm nhận được sự sụp đổ Từ sâu trong linh hồn Giống như là toàn bộ ý thức đều bị đoàn khí thể này phong ấn vậy Độc ơi. Là độc gì vậy Tại sao ta không chịu được Trên đời này còn có độc ta không chịu được sao Không Trong đầu xà vương chỉ còn lại một cái suy nghĩ tuyệt vọng cuối cùng Thôi Thôi quá Thôi đến mức trước này chưa từng có Xà vương bị một ngụm lớn này Sốc cho hai mắt trắng bạch Tất cả thần kinh ở trên người phong bế Linh hồn đại não cũng trông rỗng Đến cùng là ta ăn vào cái gì đây Xà vương bị sặc đến mút ngất đi Xà vương không nhìn thấy Thật ra tiếng xé nước vừa rồi Là một chiếc thuyền lớn Thuyền lớn đang đi về phía mình Nếu như xà vương thanh tỉnh Tự nhiên một cái đuôi cũng có thể đánh nát thuyền lớn Nhưng mà bây giờ xà vương đang rơi vào đời Thời điểm linh hồn sụp đổ ngắn ngủi Toàn thân run rẩy, Căn bản không thấy được đầu thuyền đánh tới oanh một tiếng đầu thuyền đụng vào đầu xà vương đụng nát một sợi thần trí cuối cùng của xà vương đường đường là xà vương cứ như vậy mà bị đụng hôn mê bất tỉnh cùng lúc đó viên nội đàn trên trời của xà vương vì xà vương ngất đi mất đi liên hệ nên từ giữa không trung rơi xuống dưới nội đàn trong suốt của xà vương rơi xuống vơ vặn rơi trúng bong thuyền xoảng một tiếng nội đan của xà vương trên năm xẻ bầy vỡ nát Hư ảnh xà vương vừa mới ngưng tụ ở bên trong nội đàn Cũng vỡ tứ tán biến mất không thấy Cầu pha lê à Từ trên trời rơi xuống à vâng cả trên bong thuyền Hết nhìn quả cầu pha lê vỡ nát Lại nhìn bầu trời một chút Vẻ mặt vô cùng khó hiểu À mình nghỉ ở đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Và rất hy vọng các bạn hãy ủng hộ bộ chuyện này Bằng cách like, share à, Những tập đầu tiên của bộ chuyện này giúp Phong nhé Xin cảm ơn Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn tập số 23 à, Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện thú vị và vui thì hãy đừng quên like cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Và ở tập trước thì Vương Khả và Chú Yếm đang trên đường để thoát khỏi thần Long Đảo Chúng ta hãy đến với hành trình tiếp theo của hai nhân vật này nhé Xem bọn họ sẽ như thế nào có thoát khỏi thần Long Đảo hay không và gặp phải những chuyện gì Mời các bạn đón nghe tập truyện Trên bong thuyền Vương Khả nhìn quả cầu pha ly trên năm xe bảy ở trước mặt vẻ mặt trở nên khó coi Chú yếm nói Vừa đụng vào đá ngầm Cây rắm ấy Đụng vào đá ngầm Vậy quả cầu pha lê này là ở đâu ra Pha lê đá ngầm sao Chú Yếm là đang gạt ta Xung quanh trống không Làm sao bầu trời đã có thể rơi xuống một quả cầu pha lê được cái này không hợp logic căn bản không phải là đụng vào đá ngầm mà là tiểu từ chu yếm này không thành thật mình ngồi ở đầu thuyền chu yếm muốn hại mình sao dùng quả cầu pha lê nát này đập bản thân chu yếm ta đã nói với ngươi giúp ta lái thuyền đưa ta đến bờ giữa ta và ngươi liền không ai nợ ai vậy mà ngươi còn muốn hại ta ngươi có tin ta ném ngươi vào trong biển hay không vương khả tức giận nói vương khả tức giận lấy ra một cái túi vải nhặt từng mảnh pha lê vỡ vụn lên vương khả ở kê tức giận còn chú yếm thì ngồi ở trong khoang thuyền lại bị dọa cho há to miệng bởi vì thuyền đang chạy vương khả ở đầu thuyền không nhìn thấy xà vương nhưng mà chú yếm ở đuôi thuyền thì lại nhìn thấy rắn một con rắn thật lớn hình thể kinh khủng lại yêu quái gì vậy chiều dài so với chiếc thuyền của chúng ta còn dài hơn thật thật là khủng khiếp vừa rồi chúng ta không phải đụng vào đá ngầm lại yêu thú hơn nữa còn đụng vào choáng nó đây là yêu thú gì vậy không chịu nổi một cú va chạm như vậy, va chạm cái đã ngã ngất rồi. Ta đang nói chuyện với người đấy, người lái thuyền kiểu gì vậy? Bảo ngươi cầm lái, ngươi lại cho ta chơi trò thiêu thân gì vậy? Còn cầm quả cầu pha lê này đập ta sao? chủ Yếm, người muốn ta đá người xuống biển hay sao? Vương Khả chờ chú Yếm cầm cái túi trong tay hung hăng ném vào trong ngực chú Yếm, phốc một tiếng. Chú Yếm vốn bị trọng thương, giờ lại bị cái túi đựng quả cầu pha lê này đập chúng nên phun ra một ngụm máu thoạt nhìn vô cùng thảm liệt đừng có giả bộ đáng thương với ta còn muốn tính kế ta sao ta không nhìn đầu óc của ngươi một chút dùng quả cầu pha lê này để làm ta tổn thương sao đầu của ngươi bị hỏng à vương khả vẫn cau mày nhìn chu yếm như cũ trước kia nhìn chu yếm vẫn là một người hung ác hiện tại làm sao vậy thật nhập ma xong cả người trở nên ngây ngốc sao một quả cầu pha lê cũng muốn làm tổn thương ta nếu không phải hắn có tác dụng Nhất định phải lái thuyền Bản thân đã sớm trả thù rồi hey, Ta vẫn là quá nhân từ mà Nhìn cái gì vậy Trừng mắt muốn hù chết ta sao Lái thuyền cho tốt Lên bờ Ta và người ai đi đường đấy <laughs> Sao không nhìn tu vi ngươi một chút đi Đến giờ vẫn chưa tới điên thiên cảnh Có thể dùng chút đầu óc không Nếu không phải nhìn ở trên mặt mũi của cha ngươi nằm đó Ta đã sớm quất ngươi rồi <laughs> Vương Khả trầm giọng quát Chú Yếm rất muốn phản bác Nhưng mà hiện tại phản bác cũng không có người tin chính mình đã thảm thành như vậy rồi nói khoác bản thân có chỗ gì tốt chưa chỉ có thể yên lặng để vương khả mắng không dám cãi lại vương khả mắng xong trở về khoang thuyền giờ phút này vương khả vẫn cực kỳ bực bội bực bội chọc chân khí trong cơ thể đại nhật bất diện thật công năng lực khôi phục của bản thân cũng là quá mạnh đi ta mới tốn một chút thời gian đã khôi phục nhiều như vậy sắc mặt vương khả khó coi nói Vương Khả sợ hãi trong cơ thể Có quá nhiều chọc chân khí Cho nên vừa rồi mới ném ra ngoài hơn một nửa Hiện tại bản thân nó tự khôi phục Khiến cho Vương Khả lo lắng Ai, Cái công pháp này là gì vậy Vậy mà không thể ngăn cản nó khôi phục Chỉ có thể mặc cho chọc chân khí nhanh chóng bù đắp sao Không được không được Ta phải áp chế nó Không thể để cho nó khôi phục nhanh như vậy Bằng không ta lại phải bận rộn rồi Vẻ mặt của Vương Khả khá sốt ruột Vương Khả nhắm mắt áp chế chân khí bản thân, không để cho bản thân khôi phục. Tình cảnh này bị Chu Yếm ở trong khoang thuyền nhìn thấy, vẻ mặt co rúm lại. Vâng khả, người khoác lác khoe khoang cho ta xem, ta cũng không tin. Còn có người ghét bỏ chân khí bản thân phục hồi nhanh sao? <laughs> Chu Yếm chỉ dám thấp giọng chửi mắng. Chu Yếm vừa chửi mắng vừa nhìn cái túi trong tay. Trong túi toàn là mảnh kính vỡ. Vẻ mặt của Chu Yếm trở nên mờ mịt. Đây không phải là ta đập, là trên trời rơi xuống mà dùng chân khí kiểm tra thế nhưng căn bản không kiểm tra ra cái gì đặc biệt chú yếm lấy ra một mảnh thả vào trong miệng nếm thử mảnh thủy tinh như là có độc ở trong nháy mắt khiến mặt chu yếm tím lại chu yếm lại trúng độc phốc một tiếng chu yếm đồn ra hai ngụm máu độc vương khả ngươi lại hại ta phốc chú yếm nhìn vương khả trên bong thuyền vẻ mặt hận thù cái này không phải là mảnh thủy tinh mà là kịch độc chẳng lẽ chẳng lẽ là xà yêu lúc trước Chú Yếm chịu đựng kịch độc Nhìn cái túi ở trong tay một chút Giờ phút này Thuyền đã chạy được khoảng cách rất xa Sớm đã không nhìn thấy con rắn phía sau Nhưng trong mắt chú Yếm Lại bắn ra từng đợt hung quang Được được vương khả Người xỉ nhục ta Xem ta trả thù ngươi như thế nào <laughs> Quả cầu pha lê này chắc là của con yêu xà kia Yêu xà không được tốt lắm Bị đụng choáng Nhưng mà giờ nó tỉnh lại thì nhất định sẽ tìm ai đụng nó Ta dùng mảnh thủy tinh này lưu lại ký hiệu cho yêu xà để nó sẽ đuổi theo Vương Khả không nhìn thấy yêu xà Ta lại nhìn thấy ta ở phía sau Chỉ cần yêu xà đuổi tới Ta đền vụng trộm nhảy xuống biển chạy trốn <laughs> Tới lúc đó Chỉ có một mình Vương Khả trên thuyền <laughs> Nhất định yêu xà sẽ ăn thịt tên Vương Khả ngươi <laughs> Chú Yếm ở một bên thổ hết Một bên lộ ra nụ cười tà ác Chú Yếm vừa trừ độc Vừa chậm rãi dài vài mảnh kinh vỡ Yêu xà ơi yêu xà Ngươi nhất định phải tới Ăn cái tên Vương Khả báo thù dựa hận cho ta chu yếm chờ mong bành một tiếng từng mảnh kính vỡ rơi xuống biển bên trong trứng hải không biết qua bao lâu xà vương nặng nề khôi phục lại một chút thần trí xà vương vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại đã đốn khan một trận đầu vẫn trong trạng thái bột nhão cá mập nuốt vào không được lại phun ra toàn thân nó đang run rẩy một hồi lâu một hồi lâu xà vương mới cảm giác mình về tới nhân gian Cảm giác hồi thối vẫn còn ở trong miệng Không còn sâu trong linh hồn Trải qua bài học lần này Xà Vương cảm thấy đời này không dám ăn đồ bậy bạ nữa Quá quá là kinh khủng Xà Vương khôi phục thần trí giống như là nhớ tới cái gì đó Bỗng nhiên ngẩng đầu lên Xà Vương nhìn lên bầu trời Gọi nội đan của mình về Thế nhưng cảm ứng bầu trời một chút lại không có Không thấy sao Nội đan bản thân tu hành vô số tối nguyệt biến mất Bị người đánh cắp Cướp Giống một tiếng Xà vương tức giận giống to Mình sưng vương xưng bá ở xung quanh quật xà lâu như vậy Còn chưa từng bị lửa như vậy Nội đan của mình bị người đoạt đi sao Xà vương muốn nổi điên Không thấy nội đan Làm sao bản thân đột phá Làm sao đạt tới đan anh cảnh Nó giết đêm một tiếng Càng là một loại hiệu lệnh của quân vương Trong nháy mắt Nhóm hải xà vây tứ phương hải vực Nghe được hiệu lệnh nhanh chóng bơi về phía chỉ vị trí xà vương càng ngày càng nhiều hải xà bơi tới những con xà tướng này càng bơi ở phía trước đại vương xảy ra chuyện gì một con xà tướng vừa đến đến vừa đến đã hỏi xà vương ở trên cao nhìn xuống biểu tình dữ tợn nhìn bầy rắn bảo các người trông coi bốn phía hải vực các người lại bỏ ngoại địch đi vào là sao xà vương giận dữ quát mắng bầy rắn chúng ta bầy rắn hoảng sợ nội đăng của ta đã biến mất tìm cho ta tìm xà vương quát Vâng Bầy rắn lập tức giống to một tiếng Tiếp theo bầy rắn bơi về bốn phương tạm hướng Xà vương nôn nóng nhưng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi Bởi vì chẳng biết tại sao Nội đan và bản thân lại lạc mất liên lạc Một chút cảm ứng cũng không có Vì sao? Vì sao không cảm ứng được chứ? Đại vương Bên này có khí tức của ngài Một tên xà tướng ở xa hồ liền Xà vương lắc đầu một cái Trong nháy mắt vọt tới Rất nhanh Ở đáy biển tìm được một bảnh kính vỡ Xà vương giống như là hít thở không thông Nhìn mảnh kinh vỡ kia Nội đan không sai Là nội đan của mình Nhưng mà tại sao Tại sao lại thành mảnh vỡ chứ Là ai Là ai đánh vỡ nội đan của ta Có biết là ta tốn bao nhiêu tinh lực Hào phí bao nhiêu nguyên Thì mới tạo ra được nó không Nội đan bản thân bị vỡ Vậy những mảnh khác đâu Xà vương lộ về hoàng sợ Xà vương cẩn thận nuốt mảnh vỡ nội đan vào trong miệng Toàn thân run rẩy Bất kể là ai Ta cũng muốn chắn chết Ta muốn hắn chết Xà vương Hiện tại Làm sao bây giờ Một tên xà tướng lo lắng nói Tìm Tìm đến Tiếp tục tìm cho ta Thông báo tất cả hải xà Tất cả là tất cả Đi tìm cho ta Ngoài chuyện này ra không có gì quan trọng Ta muốn những mảnh vỡ nội đàn khác Còn nữa Ta muốn chém hung thù thành muôn mảnh Ta muốn ăn hắn Giống một tiếng Xà vương gào thét giống to Vâng Chúng xà tướng cùng giống lên nói vô số hải xà lập tức tìm kiếm xung quanh đồng thời từng tiếng giống to gọi tất cả hải xà về vùng biển này toàn bộ đi ra giúp xà vương tìm hung thủ không bao lâu mảnh vỡ nội đan thứ hai đã được tìm trong lòng xà vương đang dỉ máu nhưng thông qua hai điểm tạo thành một đường thẳng tựa như là được tính toán ra phương hướng hung thủ rời đi rồi cái phương hướng kia cái hướng kia sống xà vương tức giận nhìn đuổi theo phương hướng vương khả rời đi trên đường đi Xà Vương liên tục nhặt được tiếng mảnh vỡ nội đan của bản thân. Mỗi lần nhặt được nội đan, Xà Vương lại yên lặng rơi lệ. Còn mẹ nó, hung thủ là ai? Vậy mà đánh nội đan của ta thành cái dạng này, thật quá tàn ác. Ta sẽ ăn nguy. Xà Vương tùy truy sát. Vương cả trên thuyền lớn không phát hiện sau lưng có đại xà đuổi theo, mà lo lắng chọc chân khí trong cơ thể. Vô dụng. Bản thân căn bản không áp chế nổi. Thời gian mới trôi qua không bao lâu, chọc chân khí vừa mới tiêu hao lại khôi phục rồi Cái thần công thối gì vậy Vương Khả bực bội đứng dậy Chửi rùa một trận Vương Khả không có phát hiện tiểu động tác của chu Yếm Ở đằng sau thuyền Giờ phút này nội tâm bực bội không thôi Thời khắc này Vương Khả rất phiền muộn Bỗng nhìn phía trước truyền đến Một tiếng nữ tử gào thét Vương Khả là người sao Tiếng hô này có một chút lo lắng Có một chút sốt ruột Vương Khả sững sở Ta nghe nhầm sao Tại sao trên đại dương bao la này ta lại nghe được tiếng của công chúa u nguyệt vương khả thật là ngươi quá tốt rồi tiếng hồ kia lập tức tới gần vương khả ngẩng đầu nhìn lập tức thấy một cái thuyền nhỏ cách đó không xa đang đi về phía mình ở trên thuyền nhỏ thực sự có một cô gái lộ ra nụ cười như hoa ly xinh đẹp lẻ loi mỹ diễm bắn ra bốn phía công chúa u nguyệt sao sao lại là ngươi ngừng thuyền chú yếm ngừng thuyền vương khả kích động kêu hai chiếc thuyền lập tức ngừng lại U Nguyệt Công Chúa nhảy một cái Ở trong những mắt nhảy lên bong thuyền của Vương Khả Vương Khả Ngươi còn sống Quá tốt rồi Quá tốt rồi Trong mắt của U Nguyệt Công Chúa Toàn là nước mắt Nhào vào trong người của Vương Khả Được Mỹ Nhân ôm Bực bội trong lòng Vương Khả Trước đó không còn sót lại chút gì Trong lúc nhất thời Hết sức thoải mái Công Chúa Tại sao nàng lại ở chỗ này Vương Khả ngạc nhiên nói Sau khi ta tỉnh lại liền nghe biểu tỷ ngươi nói Người cứu ta Ta biết ngươi bị tà ma bắt đi Nghe bọn hắn nói đưa vào trứng hải Ta liền vô cùng lo lắng Ta không dám tìm những chỗ khác hỗ trợ Nên một mình đi tìm ngươi Vẫn đều tương tư châu ở trên tay Ta cẩn thận tế luyện một phen Nó có thể khiến cho ta cảm ứng được phương vị tương tư châu trong tay của ngươi Ta liền Ta để một mình lái thuyền đến đây Quá tốt rồi ta tìm được ngươi rồi U Nguyệt công chúa lập tức kích động không thôi Người cái gì cũng không quản Không quản đã xông vào người không biết bên trong trứng hải có yêu thú sao vương khả lập tức lo lắng nói ta ta có nghe ở trên đường tới ta nghe thấy trên biển có đủ loại yêu thú gầm rú thế nhưng u nguyệt công chúa nhìn vương khả có mắt đỏ bừng thời khắc này u nguyệt công chúa căn bản không quan tâm cái khác chỉ tập trung tinh thần muốn tìm được vương khả ở trong đầu toàn là hình ảnh khoảng khắc thời gian này cô mới vương khả làm gì còn chứa nổi cái khác cũng may một đường hữu kinh vô hiểm xuất cục đã tìm được vương khả U Nguyệt công chúa không rụt rè nữa, chủ động ôm lấy Vương Khả, giống như là sợ Vương Khả biến mất vậy. Ôm U Nguyệt công chúa trong ngực, nghe nàng kể chuyện, nội tâm Vương Khả cũng vô cùng cảm động. Sau khi cảm động, lại nhìn thấy công chúa U Nguyệt ướt át nhìn mình, ánh mắt ẩn chứa tình ý, căn bản không thể nhịn. Cảm xúc Vương Khả khối động, một ngụ hôn lên. Đầu tiên công chúa U Nguyệt hoảng hốt, nhưng mà trong nháy mắt đỏ mặt cũng không cự tuyệt. Giờ khắc này thời gian giống như là đứng im. Hai người chỉ muốn mãi mãi như vậy Nhưng một màn này ở trong mắt của chú Yếm cách đó không xa Lại rất là bi phẫn Chẳng biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy chứ Lúc trước bị đánh trọng thương thì cũng thôi đi Liếm một mảnh kính vỡ Kết quả bên trong có độc Đến bây giờ thì cũng không loại bỏ được sạch sẽ Độc này sắp muốn mạng ra Tại sao ta lại thảm như vậy Lại còn nhìn thấy Vương Khả Kiếm lời đầy túi thì cũng thôi đi Bây giờ còn có mỹ nữ để ôm Hôn bẹp bẹp Không ngừng ném cầu lương ở cho mình cũng là người ở trên một cái thuyền Tại sao lại tranh lệch lớn như vậy Phốc Vì sao Sợ vào cái gì chứ Chú Yếm ghen tị không thôi Trên thuyền lớn của Vương Khả Cuối cùng Vương Khả Và U Nguyệt Công Chúa Cũng không có quen thuộc đến một bước kia Hôn mấy cái xong U Nguyệt Công Chúa liền xấu hổ không chịu được Đẩy Vương Khả ra Trên thuyền còn có người kìa U Nguyệt Công Chúa lập tức ngượng đỏ mặt Vương Khả quay đầu nhìn về phía chú Yếm Cách đó không xa. Cái tên chủ yếm đáng chết này Thổ huyết thì cứ thổ huyết Nôn lớn tiếng như vậy làm gì Không thấy người khác đang bận bịu sao hey, Không có việc gì Người kia là bạn của ta Chủ yếm người cũng đã gặp qua Vương Khả cười giới thiệu nói Chủ yếm Không phải là người muốn giết ngươi lần trước sao Úng Nguyệt công chúa lập tức biến sắc Nào có chuyện đó Ta ván là bạn bè mà đùa dẫn thôi Vương Khả cười nói Chủ yếm cách đó không xa nghe vậy lại tức giận phun ra một ngụm máu tươi đùa dẫn các em gái nhà ngươi ai đùa với ngươi đùa dẫn u nguyệt công chúa khó hiểu nói đúng vậy người đừng nhìn chu yếm thê thảm như vậy hắn là thần tài của người đó cũng không biết chuyện gì xảy ra mỗi lần gặp phải hắn ta đều phát tài một phen vương khả lắc đầu nhíu mày nói mỗi lần gặp hắn đều phát tài đây là cái đạo lý gì vậy u nguyệt công chúa tỏ vẻ không hiểu Chú im cách đó không xa cảm giác không áp chế nổi độc khí trong người Ta cũng không biết Dù sao có hắn ở bên cạnh Cuối cùng ta luôn an tâm một cách khó hiểu Hơn nữa đều là vô cùng an toàn Vương Khả nhớ mày nhớ lại Nói Có đúng không U Nguyệt công chúa mở miệng nói Chú im cách đó không xa Đang trúng độc trọng thương Bằng không đã dỡ đào lên để chấm chết cái tên khốn kiếp Vương Khả này Không sao đâu Hắn rất an toàn Sẽ không tổn thương ta Chúng ta tiếp tục Vương Khả cười tiếp tục ôm công, công chúa U Nguyệt Thời điểm Vương Khả ném ra mấy ngón ngon Muốn tiếp tục ôm công chúa U Nguyệt Thì đột nhiên có một đạo kiếm quang bay thẳng tới Oanh một tiếng Thời khắc nhìn cân treo sợi tóc U Nguyệt công chúa đẩy Vương Khả ra Một chuôi phi kiếm lập tức chém lên bong thuyền Ở trước mặt hai người Khiến bong thuyền bắn ra vô số mảnh vụn lên trời Phi kiếm Vương Khả biến sắc Trong nhà mắt U Nguyệt công chúa bảo vệ ở trước người Vương Khả phòng bị nhìn ở bên sương mù dày đặc xu yếm cũng chừng to mắt rốt cục nhìn thấy trong sương mù dày đặc xuất hiện một cái thuyền lớn thứ hai ở trên thuyền lớn có rất nhiều tu chân giả. người cầm đầu có dáng người khôi ngô ở trên người mặc đồ tang mắt lộ vẻ hung ác mộ dung lục quang u nguyệt công chúa trợn mắt tức giận nói nếu không phải vừa rồi mình phản ứng nhanh phi kiếm kia đã chém tới vương khả tên mộ dung lục quang đáng chết này là đệ tử chính đạo chu yếm lập tức lộ vẻ hoàng sợ ngày xưa chu yếm là đại vương của đại thành thì cũng tính là kiến thức rộng rãi còn từng thấy qua mộ dung lục quang thiên lang tông một trong tứ đại tiên môn đỉnh cấp đối chọi với thái âm ma giáo nếu như bình thường chu yếm không sợ đệ tử chính đạo dù sao cũng không có thù không oan nhưng mà bây giờ khác biệt hiện tại bản thân đã nhập ma chính mà bất lưỡng lập đây là không chết không thôi không nói bản thân kém xa mộ dung lục quang Với bộ dạng trúng độc trọng thương hiện tại Ngay cả trốn cũng trốn không thoát U Nguyệt công chúa Người thật Có mắt mộ dung lục quang ở trên thuyền Cách đó không xa đỏ bừng Hoàn toàn khác với thái độ của chú Yếm Thời điểm vương khả và U Nguyệt công chúa bẹp miệng Chú Yếm nhiều nhất chỉ cảm nhận được mình Bị cho ăn cầu lương Cảm thụ bản thân thê lương Nhưng mộ dung lục quang thì sao Ngày xưa bản thân đi thi quỷ Hoàng Triều Đuổi theo công chúa U Nguyệt Nhiều năm như vậy nhiều năm như vậy Ngay cả Tây U Nguyệt Công Chúa cũng chưa sờ qua Vậy mà Vương Khả thì sao Hiện tại mới qua mấy tháng Hai người đã Mộ Dung lục Quang không nhịn được Giờ khắc này Mục đích trước khi tới Bị đầu óc ghen ghét làm cho choáng váng Quên luôn mục đích trước khi tới Lập tức xuất ra phi kiếm Ta cái gì Ta làm gì mắc mớ gì tới người Mộ Dung lục Quang Tại sao các ngươi tìm được nơi này Các ngươi Các ngươi theo dõi ta U Nguyệt Công Chúa trừng mắt nổi giận bảy một tiếng đám đệ tử thiên lang tông mộ dung lục quang mang theo ở trên thuyền lớn cách đó không xa lập tức nhảy đến thuyền của vương khả vương khả tiến lên một bước bảo vệ u nguyệt công chúa ở sau lưng không sai là chúng ta theo dõi người nếu không phải theo dõi người làm sao tìm được cái tên phản đồ vương khả này mộ dung lục quang lạnh lùng nói làm sao các người biết ta tới Trướng hải u nguyệt công chúa biến sắc hừ <laughs> người ở bên ngoài Trướng hải Đi bốn phía tìm hiểu tình huống chứng hải Thời điểm mua thuyền Liền bị sư đệ ta mang theo dõi Ta bảo hắn đừng rêu dao Đi theo ở phía sau người Đi theo gian phu dâm phụ người Quả nhiên có thể tìm được tên khốn vương cả này Bộ dung lục quang lạnh giọng nói Người nói ai là gian phu dâm phụ U Nguyệt công chúa lập tức tức giận Lúc này U Nguyệt công chúa mới hoàn toàn Thấy rõ bộ mặt thật của bộ dung lục quang Tên khốn này lại dám mắng ta U Nguyệt Đừng tranh luận với tên tâm thần này Hắn điên rồi Chớ bị hắn lây bệnh Vương Khả lập tức ngăn cản Úng Nguyệt công chúa Tên mộ dung lục quang này rõ ràng là ghen ghét nổi điên Mới không che đại miệng Tranh luận với hắn thì có ý nghĩa gì Lòng bàn tay Vương Khả Lại xúc tích chân khí cầu Đề phòng Vương Khả <laughs> Tìm ngươi thật là khó Có mắt đỏ hồng của mộ dung lục quang Nhìn về phía Vương Khả Vương Khả nhớ mày Một đám đệ tử thiên lang tông đã bắt được chu yếm bành một tiếng chu yếm vốn trọng thương lại bị hung hăng ném ở trên bong thuyền đại sư huynh người này đi cùng với vương khả nhất định không phải là người gì tốt trong tay cầm cái túi ở bên trong có vài mảnh kính vỡ không biết có ý đồ xấu gì tên sư đệ kia nói các người đi tìm vương khả gây phiền phức ấy chuyện này không liên quan tới ta ta và vương khả có mối thù không đội trời chung ta và hắn không đội trời chung chúng ta giống nhau chúng ta đều muốn giết chết tên vương khả này chúng ta là người qua đường người một nhà chú yếm lập tức khóc không ra nước mắt nói mẹ nó vì sao cứ đi cùng cái tên vương khả này là gặp xui xẻo như vậy chứ đám người này muốn tìm vương khả gây phiền phức chính mình cũng gặp tai ước. không nói mình đã thê thảm không đỡ được coi như là hiện tại mình ở thời kỳ toàn thịnh thì cũng không dám dễ rủa chỉ cần tiết lộ một tia ma khí bản thân sẽ bị đám người này loạn đao chém chết vương khả Người nói một câu đi Ta với người không quen Chuyện không liên quan đến ta Chú Yếm chỉ có thể cầu xin Vương Khả Vương Khả khẽ nhú mày Mộ dung lục quang Người có oán khí gì Có thù hận gì Chúng ta từ từ nói chuyện Người thả Ung Nguyệt công chúa và chú Yếm rời đi Đúng đúng Thả ta rời đi <laughs> À không đúng Vương Khả Người không nên nói như vậy Người không nên giúp ta cầu tình với hắn Chúng ta không quen Chú Yếm lập tức khóc không ra nước mắt Vương Khả cầu tình giúp mình Đây là kẻ thù của Vương Khả sao Chuyện này không phải là càng thêm dính dáng với Vương Khả sao Chủ yếm Người lại phát bệnh thần kinh gì vậy Đến cùng Người có muốn đi hay không Vương Khả trợn mắt nói Đi đi Chú Yếm quay đầu muốn bỏ đi Nhưng một thanh trường kiếm gác trên cổ chú Yếm Đầu chú Yếm lập tức đầu đầy mồ hôi Cái này còn đi cái giám sao Ta không đi Mỗi dung đục quang Người muốn giết Có bản lĩnh muốn giết luôn ta đi Ta thế nhưng là khách khanh trưởng lão thiên lang tông U Nguyệt công chúa căm hận nói Công chúa nàng đi trước đi ta không sao Vương Khả khuyên nhủ Ta không đi Muốn đi cùng đi U Nguyệt công chúa lại cự tuyệt nói Mộ dung lục quang xoa chán Đôi cầu nam nữ này sắp chết đến nơi rồi còn tỉnh tứ Thật sự coi mình là mù lòa hay sao Im miệng Mộ dung lục quang tức giận gầm lên Mộ dung lục quang vung trường kiếm Chỉ về phía hai người Đi các ngươi một người cũng đừng có hỏng đi hôm nay ta muốn đại biểu thiên lang tông chu sát phản đồ chờ chút đột nhiên vương khả kêu lên hả trước khi chết ngươi có gì ngôn sao mộ dung đục quang lạnh lùng nói không phải ta trở thành phản đồ thiên lang tông lúc nào mộ dung đục quang người nói cho rõ vương khả ta và ngươi không chút thoải mái ta nhận thế nhưng ta phản bội thiên lang tông lúc nào sự trung thành của ta với thiên lang tông có nhật nguyệt chứng giám chưa bao giờ dám quên thân phận của mình người muốn lấy việc công báo thủ riêng muốn đổi trắng thay đen giết người diệt khẩu sao vương khả trợn mắt nói vương khả người là đệ tử thiên lang tông chu yếm một bên trợn mắt nhìn về phía vương khả tên vương khả này không phải đệ tử ma giáo sao tại sao lại trở thành đệ tử thiên lang tông là cái tình huống quái gì vậy không chỉ là đệ tử thiên lang tông mà còn là đệ tử tông chủ thiên lang tông nhưng hắn phản bội tông môn đáng chết Ta muốn thành lý môn hộ Mộ dung lục quang lạnh lùng nói Cái gì Ngươi là đệ tử chính đạo Cái này Chu yếm trợn mắt Ngươi là đệ tử chính đạo Vậy khoảng thời gian này Người của thần Long Đạo là sao Lúc đầu ta đã nói người không nhập ma là thật Người căn bản không có giao nhập ma giáo Mộ dung lục quang Người đừng có ngậm máu phun người Ta là đệ tử Trần Thiên Nguyên Cho tới bây giờ đều xứng đáng thân phận này Vương Khả lạnh lùng nói <laughs> Chết đến nơi rồi còn cãi láo Hiện tại khắp nơi bên ngoài đều truyền Người cầu kết với quần ma Làm việc xấu ở vương cung đại thành Tính kế sư tôn nhất diệt tuyệt của ta Sát hại điện chủ tông lang, đông lang điện Thiên lang tông ta Chuyện này còn chưa tính là phản bội sao Mộ dung lục quang Trợn mắt nói Người vì chuyện này mới mang thức đệ tử thiên lang tông Đến đây đời giết ta Vương khả trợn mắt nói Không sai Chúng ta cũng là đệ tử đông lang điện Điện chủ bị người giết chết chúng ta muốn phanh thầy xé xác người đám đệ tử thiên lang tông căm hận nói xé xác phanh thầy ta ta giết điện chủ đông lăng điện các người có biết nhếp thành thành à không nhếp diệt tuyệt nhập ma không các người có biết không vương khả trợn mắt nói đánh rắm điện chủ một đời chu ma làm sao có thể nhập ma không sai trương thần hư kim ô tông cũng nói như vậy nhưng hắn đánh rắm dám vu khống sư tôn ta hắn tính là thứ gì cả đời đại sư tôn ta đều không có khả năng nhập ma vương khả đáng chết giết sư tôn ta hôm nay ta muốn ngươi phải đền mạng mộ dung lục quang rút kiếm bốn chém chờ một chút nhiếp diệt tuyệt không chết còn sống không tin ngươi hỏi chu yếm đi vương khả quát đám người đều nhìn về phía chu yếm chu yếm ngật mặt hỏi ta thì có tác dụng chó gì ánh mắt kia của mộ dung lục quang đã coi ta là người cùng bọn với ngươi làm sao hắn có thể tin ta đúng thành tiên tử à không nhiếp diệt tuyệt còn sống hiện tại đã thành đường chủ ma giáo chủ yếm vẫn dùng vẻ đau khổ giải thích một đám đệ tử thiên lang tông sửng sốt vương khả người cho rằng ta sẽ tin tưởng sao <laughs> vô dụng hôm nay các người khó thoát tài kiếp thù giết sư tôn không đội trời chung bây giờ ta sẽ chạm đầu lâu của các người tế anh linh sư tôn ta trên trời bộ dung đục quang lạnh lùng nói không sai giết hắn một đám đệ tử thiên lang tông căm hận nói Thời khắc mọi người ở đây dương cung bản kiếm Phía sau thuyền lớn Giống như truyền đến một tiếng thét Tiếng thú hống kinh khủng truyền tới Khiến mọi người ồn ào bàn tán Mộ dung lục quang quay đầu lại nhìn Chỉ thấy một mảnh sương mù Cái gì cũng không có Sư huynh Trong trứng hải có rất nhiều yêu thú Gào mấy tiếng là bình thường Một sư đại giải thích Mộ dung lục quang gật đầu Không coi ra gì Trong tay vương khả nén chân khí cầu Chuẩn bị xuất thủ u nguyệt công chúa càng lấy trường kiếm ra chuẩn bị chiến đấu chỉ có chú yếm nghe thấy tiếng thú hống đến gần ở phía sau bỗng nhiên giật mình một cái bởi vì chú yếm biết rõ chuyện gì xảy ra nhanh nhanh ném mấy mảnh kinh vỡ cuối cùng đi nhanh 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 ném đi chú yếm sợ hãi kêu lên chú yếm sợ hãi kêu khiến đám người dừng lại không hiểu nhìn về phía chú yếm đại sư huynh thứ hắn nói là mảnh vỡ kính ở trong túi này sao một tên sư đệ cầm cái túi đưa cho mộ dung lục quang mộ dung lục quang tiếp nhận nhưng mà nhất thời cũng không biết bên trong cái túi này là vật gì nhanh nhanh ném xa một chút đi nếu không để cho ta để cho ta đi chú yếm chuẩn bị tính kế vương khả dựa theo kịch bản khi nghe phía sau có tiếng thu hống bản thân sẽ nhảy xuống biển chạy trốn còn hai mảnh khi vỡ để lại cho vương khả để vương khả gánh chuyện nhưng chú yếm không thể nghĩ tới chính mình cũng không đi được nữa bản thân không đi nổi Chẳng phải là cũng phải tiếp nhận sự tức giận của yêu xà sao Sao lại thành ra như vậy Vì sao chứ Đây là vật gì Bộ dung lục quang co mày nói Nó sắp tới rồi nhanh ném đi Chú Yếm sợ hãi kêu lên Vương Khả ở một bên tỏ vẻ không hiểu Chú Yếm Người có ý gì Ai sắp đến Người còn gọi người giúp đỡ ta sao Chú Yếm nghẹt mặt Chuyện này muốn bản thân giải thích thế nào đây Tại sao các người không nghe ta chứ Thời điểm chú Yếm hoàng sợ Mộ dung độc quang lại lộ ra vẻ ngoan động. Còn có giúp đỡ Đến đi đến đây Vương khả người có bao nhiêu giúp đỡ Gọi tất ra đây Người xem ta có sợ hay không Ào một tiếng Lúc này sau lưng mộ dung lục quang Chuyên đến tiếng rẽ nước Chỉ thấy mắt đám đệ tử thiên lang tông Bỗng nhiên trợn tròn kinh ngạc nhìn từ phía dưới lên trên Làm gì vậy Ánh mắt các mươi làm sao thế Mộ dung lục quang trợn mắt nói Đại, đại, đại sư huynh có, có rắn một tên sư đệ sợ hãi kêu lên Rắn thì làm gì mà phải sợ Mộ dung lục quang quát một tiếng Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một đầu đại xà màu xanh Từ trong biển dựng đầu lên Thân thể khổng lồ So với thuyền của đám người còn dài hơn Đầu rắn ngóc lên Giống như là phải cao chừng tầm năng tầm đầu Đây là còn chưa tính phần thân thể ở dưới nước Nó có thể cao nhìn xuống Quan sát đám người ở trên bò Cự xà thẻ lưỡi ra Hướng về cái túi ở trong tay của mộ dung lục quang Chuẩn xác mà nói là vài miếng thủy tinh trong túi hai mắt cự xà phun ra lửa một cỗ sát khí kinh khủng giống như là đông lạnh bốn vía hư không xuống vài phần xà yêu xà mộ dung đục quang há to miệng theo mảnh vỡ nội đan xà vương xác định được phương hướng hung thủ rời đi nhất cử đuổi tới chiếc thuyền lớn kia nhìn thấy thuyền lớn xà vương còn có chút chần chờ dù sao trên đường đi tới xà vương vẫn cho rằng là yêu thú nào đó ở trong trứng hải đoạt nội đan của bản thân thật không nghĩ đến là con người. thế nhưng khi thức mảnh vụn nội đan ở trên thuyền sẽ không sai. là của ta, của ta. xà vương tức giận, từ trong nước biển trồi đầu lên, trong nháy mắt nhìn thấy ở trong tay của mộ dung lục quang mang theo một cái túi, trong túi chính là mảnh vỡ nội đan còn sót lại của mình. còn phải hỏi sao? chuyện này còn cần hỏi sao? giống một tiếng, xà vương tức giận giống to một tiếng. xà vương lập tức phun ra một cỗ khói độc, bay thẳng đến chỗ đám người trên thuyền. không tốt. Còn yêu xà này phun khói độc Một tên đệ tử thiên lang tông sợ hãi kêu lên Vương khả Cái này là giúp đỡ của ngươi Vậy mà đi cùng với súc sinh yêu thú Mộ dung lục quang tức giận nói Giờ khắc này mộ dung lục quang không kịp chém giết vương khả Bởi vì xà vương ngoài phun khói độc Còn cắn về phía hắn Chù ma bạt kiếm thuật Trong làn khói độc Chuyển đến tiếng hét dài của mộ dung lục quang Thương Oanh Giống một tiếng hình như có tiếng rút kiếm truyền tới một tiếng ầm lớn thật vang xà vương phát ra một tiếng gầm to thống cổ oanh một tiếng đôi rắn từ đáy biển sông ra hung hăng nện lên thuyền thuyền lớn chỉ thấy thuyền của vương khả ầm vang một cái bị đổ thành hai nửa vô số gỗ vụn bay lên trời một trận đại chiến kinh thiên mở ra đại sư huynh người không sao chứ yêu xà nhà về phía ta cứu mạng đại sư huynh trong làn khói độc truyền tới tiếng kêu sợ hãi của một tên đệ tử thiên lang tông Mọi người cẩn thận Xà vương này lân giáp kiên cố Đừng chấm lên lân giáp của nó Mà chém vào con ngươi của nó Cẩn thận có độc Khốn kiếp im ngay ầm một tiếng Trong trung tâm hỗn loạn Khói độc trùng thiên Gỗ vụn tung tóe Xà vương khuấy động thân thể Như là phiên giang đào hải Quấn lên sóng lớn ngập trời Thuyền của vương khả nát vụn Chúng đệ tử thiên lang tông và mộ dung lục quang Vẫn còn lên thuyền Thậm chí đám người còn có phi kiếm Dẫm lên phi kiếm chiến đấu với yêu xà trong sóng lớn mãnh liệt vương khả lại ôm công chúa u nguyệt lặng lẽ trốn lúc trước u nguyệt công chúa dùng một chiếc thuyền nhỏ đi tới vương khả và u nguyệt công chúa liền lên cái thuyền nhỏ này lặng lẽ đi xa vương khả người thực sự không biết con cự xà này u nguyệt công chúa ở trên thuyền nhỏ tỏ vẻ kinh ngạc không biết ta chưa nhìn thấy bao giờ vẻ mặt vương khả kỳ lạ cự xà này từ đâu xuất hiện lại trường nghĩa như vậy ở thời khắc nguy cơ đến đến cứu ta. Nhưng ngươi không cần biết Tại sao nó lại giúp ngươi Hơn nữa chỉ nhắm vào mộ dung lục quang Ngươi xem Nó phát điên phóng tới mộ dung lục quang kìa Nếu không phải mộ dung lục quang có phi kiếm có thể bay được Hắn cũng đã bị ăn rồi đấy Ô Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói Ta không biết Vương Khả ngạc nhiên Làm sao phương Khả biết Xà Vương đã coi mộ dung lục quang là đầu sò Giờ phút này đánh chết cũng không thả Con cự xà này rất lợi hại Thế nhưng cuối cùng Nó vẫn không biết Lần này ăn thiệt thòi lớn rồi Đệ tử thiên lang tông ngồi xung quanh Phối hợp ăn ý như vậy Xem ra trận chiến này sẽ không rằng có quá lâu U Nguyệt công chúa co mày nói Có lẽ vậy Vương Khả co mày trả lời Hắn luôn cảm giác như đoán được cái gì Nhưng vẫn thiếu một chút Giống một tiếng Xà vương thấy không ăn được mộ dung đục quang Tức giận giống to một tiếng ầm một tiếng Có vô số hải xà Từ xa đánh về phía này Nhóm hải xà phu thiên cái địa Một đám xà tướng trong đó vô cùng to lớn Nhìn bầy rắn phô thiên cái địa vọt tới Đột nhiên Vương Khả biến sắc Ta, ta đã biết Biết cái gì Công chúa U Nguyệt khó hiểu nói Bầy rắn này là bầy rắn trên thần Long Đảo Còn rắn lớn nhất kia là xà Vương Vương Khả trận mắt kinh ngạc nói Xà Vương Công chúa U Nguyệt kinh ngạc hỏi Đi, đi mau, chớ có chịu hắn, nhanh Vương Khả sợ hãi kêu lên Hai người lập tức thôi động thuyền nhỏ Nhanh chóng tránh khỏi bầy rắn chạy vào bên trong sương mù rất nhanh đã biến mất ở trong sương mù dài đặc của trứng hải sau khi đi được một lúc vương khả thở dài nói nguy hiểm thật rốt cục cũng tránh thoát được đúng vậy chúng ta vẫn nên nhanh chóng lên bờ thôi trên biển quá là nguy hiểm rồi u nguyệt công chúa lập tức nói không sai thế nhưng ta không biết đi như thế nào bốn phía đều là sương mù lúc trước bản đồ hàng hải của ta ở trên thuyền lớn mà thuyền lớn đã bị xà vương hủy rồi vương khả lo lắng nói Yên tâm đi theo ta là được Ta biết được U Nguyệt Công Chúa lại an ủi N Nàng biết Vương Khả nhìn về phía U Nguyệt Công Chúa Người quên ta tới như thế nào rồi sao Ta có thể tới thì cũng có thể trở về Ta nhớ đường mà U Nguyệt Công Chúa cười nói à, Có đúng không Vâng Khả khẽ nhíu mày Nhưng mà giờ phút này thì cũng không còn cách nào Chỉ có thể tin tưởng tuyệt đối U Nguyệt Công Chúa Đương nhiên Nhưng vừa rồi chúng ta đi vội vàng Có phải quên cái gì trên thuyền hay không U Nguyệt công chúa co mày nói Vương Khả đếm đồng vòng tay Chữ vật ở trên trong ngực Không có đồ của ta không có thiếu Không có sao Không Không rơi mất đồ là được Vậy chúng ta nhanh đi thôi U Nguyệt công chúa điều khiển thuyền nhỏ Nhanh chóng di chuyển Xà vương dẫn đầu bày rắn đại chiến bộ dung đồ quang Còn chú yếm ở trên một cái ván gỗ to Ngoài rìa bày rắn Bị mấy con hải xà cắn không tha Vừa thổ huyết Vừa nhìn phương hướng vương khả rời đi còn có ta Đừng bỏ lại ta Vâng cả, Ngươi là tên khốn kiếp Ta còn chưa đến trên thuyền mà Không phải ngươi đã nói cùng lên bờ sao Chú Yếm nhìn về phía Xa gạo lên Đáng tiếc bốn phía biển động trùng thiên Đại chính kịch liệt Tiếng ầm ầm nổi lên bốn phía Làm sao giọng của chú Yếm có thể truyền ra Chỉ khiến cho mấy con hải xà gần đó Đã phát hiện ra vị trí của hắn Nhanh chóng đi tới Nhất định hôm nay Trứng hải không bình thường Đám yêu thú bên trong trứng hải Nghe thấy động tĩnh to lớn Đi tới tìm hiểu thực hư Nhưng một đoạn đường này của Vương Khả Lại gió êm sóng lặng Giống như lần đầu công chúa U Nguyệt dẫn đường cho Vương Khả Đều yên tĩnh như vậy Trên đường đi chẳng gặp cái gì Nhưng mà Vương Khả luôn có một cái loại dự cảm rất xấu Đến ngày thứ hai U Nguyệt công chúa vừa lộ ra sợ hãi Lẫn vui mừng Tiếp theo khuôn mặt ngốc trẻ lộ ra vẻ lo lắng Vui mừng là U Nguyệt công chúa Thấy lục địa Ngốc trẻ là hình như lục địa này Là một hòn đảo, ờ, ta ta nhớ bên này, ta nhớ không có hòn đảo nhỏ này mà. về mặt u nguyệt công chúa trở nên khổ sở, vương Khả sừng sốt, rốt cuộc vương cả nhớ ra, hình như là u nguyệt công chúa là một dân mù đường. tại sao lại bảo người mù đường dẫn đường chứ? đây đây là thần long đảo à? hô hấp của vương cả hơi dừng lại, quanh đi quẩn lại, đi một vòng biển lớn, bản thân lại trở về nó còn là cái bãi cát ở phía thần long đảo nữa thần long đảo vương khả đây chính là thần long đảo mà vừa rồi ngươi ở trên thuyền nhỏ nói với ta sao những ngày bị nhốt ở đây à ờ ta ta mang ngươi trở về vậy làm sao bây giờ ngươi sẽ không trách ta chứ u nguyệt công chúa oan ức nhìn về phía vương khả vương khả chịu đựng bị đau đâm vào tâm mỉm cười Ê, làm sao ta có thể trách nàng được chứ nàng là bạn gái của vương khả ta mà người thực sự không trách ta chứ u nguyệt công chúa lo lắng nói không trách vương khả che giấu lương tâm cười nói vậy bây giờ chúng ta lên đảo à u nguyệt công chúa cau mày nói không đi chúng ta còn có cái thuyền nhỏ này có thể đi đến địa phương khác không nên lên bờ vương khả đập tức đắc đầu thời điểm hai người nói chuyện oanh một tiếng thuyền nhỏ giống như đụng phải cái gì đó đáy thuyền bị vỡ Úng ục Nước biển từ lỗ thùng dưới đáy thuyền quần quật chảy vào bên trong. Vương Khả, U Nguyệt công chúa sừng sốt. Thuyền đã bị phá, còn không lên đảo thì đi đâu chứ? Tại sao trong biển rộng lại bị cắm một cái cọc chứ? Vương Khả hết sức phiền muộn Đã ở trong biển rộng lại còn bị cây cột đâm thủng, chuyện này là sao đây? Không đúng, hình như có đồ vật. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Cái gì? Vương Khả cũng sờ lên theo cây cột này vương khả nhìn thấy phía dưới một cục đá trung tâm đá ngầm còn có một cái hang lớn lúc đầu cái hang lớn kia không có gì lạ nhưng mà cửa động lại có mấy khối linh thạch chiếu xuống hả vương khả lộ vẻ ngạc nhiên vương khả lập tức nhảy xuống biển u nguyệt công chúa dùng cương trào cương cháo hộ thể theo sát phía sau hai người tới cửa hang đá ngầm trừ cửa động có linh thạch tán lạc ra bên trong phát tài đây là muốn phát tài u nguyệt Nàng là một người dẫn đường thật là tốt Chúng ta phát hiện bảo tàng hải tặc Nhiều linh thạch như vậy Phát tài rồi <laughs> Vương Khả kích động cười to Bên trong động này toàn là linh thạch Vương Khả không kịp sắp xếp vòng tay chức vật của bản thân Hai người bơi về chỗ sâu Thời gian dần trôi qua Phát hiện bên trong có động khác Ở bên trong là một cái hang động to lớn Hơn nữa còn có không khí Phía trên có một cái bình đài to lớn Bày đầy vàng bạc châu báu Và vô số linh thạch Tại sao trong này không có ai U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói Đây là bảo tàng hải tặc Hải tặc chết sạch rồi Làm gì còn người Nhanh Nàng dùng những vòng tay chữ vật của nàng cất vào đi Đây là ngốc gốc rẽ của chúng ta làm giàu đấy So với mấy ngày qua Ta thắng tiền ở trên đảo còn nhiều hơn Ha <laughs> Nhanh Nhanh thu vào đi Vương Khả thúc giục nói Ừ ờ, được U Nguyệt công chúa gật đầu Ngày xưa U Nguyệt công chúa Là công chúa của thi quỷ Hoàng Triều Đã thấy rất nhiều tiền nên không để ý cái bảo tàng này Thế nhưng Vương Khả rất thích Công chúa U Nguyệt cũng phối hợp nhanh chóng thu vào Vàng bạc châu báu Linh thạch Còn có một số binh khí Thậm chí là còn có một chút pháp bảo Khiến cho Vương Khả nhìn hoa cả mắt Không bao lâu Vương Khả đã quét sạch bảo tàng trong hang động Đang vui vẻ Vương Khả dừng lại Vương Khả Ngươi làm sao vậy U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói Giờ phút này ở trong tay của Vương Khả Cầm một cái lệnh bài Nhìn một chút Sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc Lông mày nhút chặt Thậm chí còn có loại cảm giác sợ hãi U Nguyệt Nàng xem hộ ta một chút Trên lệnh bài này là viết chữ gì Có phải là ta hoa mắt không Vương Khả tỏ ra vẻ đau khổ Thần Long Lệnh Bên trên lệnh bài này có ba chữ Thần Long Lệnh Hoa mắt cái gì vậy U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói Thần Long Lệnh Vương Khả há to mồm Lần này bản thân lý cứ gì trốn ra khỏi Thần Long Đảo là nhiếp thành thành hỗ trợ mượn cớ tìm kiếm thần long lệnh mới trốn ra được thần long lệnh giấu ở trong xào quật phía bắc thần long đảo do xà vương trông coi phạm là đệ tử ma giáo lấy được thần long lệnh từ xào quật trở về là có thể tấn thăng làm đa chủ ma giáo cho nên nói sân động chúng ta ở không phải là bảo tàng hải tặc mà là xà quật là hang ổ của xà vương sắc mặt vương khả trở nên khó coi nói hang ổ xà vương u nguyệt công chúa kinh ngạc nói giống một tiếng ở trên giải đá ngầm bên ngoài sân động truyền đến một tiếng giống mà hai người quen thuộc là thanh âm của xà vương xà vương trở về sao u nguyệt công chúa nhìn về phía vương khả vẻ mặt vương khả co rúm lại lần này bị vây ở trong hang ổ xà vương sao đi đi mau vương khả kéo theo u nguyệt công chúa lập tức nhảy xuống nước theo đáy biển trốn về nơi xa à, mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo xin chào xin chào quý khán giả thân mến của kênh mc tiến phong Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Tri Tôn Tập số 24 Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Cảm ơn tất cả các bạn Và trở lại với bộ truyện Ở tập trước thì sau khi rời khỏi thần Long Đảo Vương Khả và chú Yếm đã gặp Mộ Dung Lục Quang đang muốn truy sát Vương Khả Tuy nhiên thì Mộ Dung Lục Quang lại gặp giáp mặt với lại Xà Vương Vương Khả lại được siêu dẫn đường là U Nguyệt Công Chúa dẫn đi chạy trốn và đã được đưa về ngược về thần long đảo lại vào đúng động của xà vương và lấy được thần long lệnh thì liệu rằng hành trình của vương khả và người công chúa tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn vào diễn biến tập ngày hôm nay nhé tập 24 trên bến tàu phía nam thần long đảo chu yếm ôn một tấm ván trôi giạt vào bờ bị một đám đệ tử ma giáo vây xem đây không phải là chu yếm sao Cháu trai chu đường chủ Tại sao mặt mũi lại sưng thành cái bộ dạng này chứ Thật sự là hắn Tại sao toàn thân lại phát tím như vậy Là chúng độc ư Tại sao hắn lại trôi dạt đến nơi này À trên tay còn có một cái bản đồ hàng hải nữa kìa Một đám tà ma chỉ trò Chu yếm bị rắn cắn quá nhiều Mặt cũng sưng vù Nhưng mà rút cục cũng đã trở về được Lúc trước rơi xuống biển Mặc dù chu yếm không thể lên thuyền nhỏ của Vương Khả Nhưng lại bắt được bản đồ hàng hải ở trên thuyền lớn khổ cực quẫy nước một đêm suốt cuộc trở về về đến thần long đảo ta phải nói chân tướng cho mọi người vương khả căn bản không phải là đệ tử ma giáo mà là đệ tử trần thiên nguyên thiên đăng tông ta muốn vương khả phải chết toàn thân của chú yếm run rẩy giọng nói cũng có chút không rõ ràng chú yếm người muốn đi phù lệ đường chủ sao có muốn chúng ta đưa ngươi đi hay không một tên đệ tử ma giáo tiến lên hỏi thăm Đi nói cho thúc tổ Chú Yếm đang muốn gật đầu Đột nhiên ngừng lại Nhớ tới giờ phút này bên cạnh chu Hồng Y Có nhếp thanh thanh muốn gì được đó Nhếp thanh thanh là nhếp diệt tuyệt Ngày xưa là lão đại thiên lang tông Nàng không biết thân phận của Vương Khả sao Nàng biết rõ chứ Nhưng mà lại không nói Rõ ràng là đang che giấu cho Vương Khả Ta đi nói với thúc tổ Khẳng định nhếp thanh thanh biết rõ Sau đó trông cậy vào thúc tổ đuổi giết Vương Khả sao nếu nhấp thanh thanh phản đối Thúc tổ có nguyện ý không Không có khả năng Không thể đi tìm thuốc tổ Ta muốn gặp đàn chủ Ta muốn gặp đồng an ăn Ta có tình báo quan trọng cần bẩm báo mau dẫn ta đi nhanh Chu Yếm yếu ớt kêu Trên biển lớn Phía bắc thần Long Đảo Trên mặt xà vương xuất hiện một vết sẹo Mặt lộ ra vẻ hung hãn Và không cam lòng Đi theo phía sau là vô số hải xà giống như là mới vừa đánh trận trở về vậy chỉ tiếc kết quả của trận chiến này không được như hy vọng thậm chí là thất bại tan tác mà quay trở về đại vương cuối cùng ngài cũng tìm được tất cả mảnh vỡ nội đan trở về đợi một thời gian nhất định có thể khôi phục như cũ lần này chúng ta không tính là không thu hoạch được gì một tên xa tướng nhỏ giọng khuyên nhủ thì dám ấy đám nhân tộc kia làm hại ta thời khắc đột phá quan trọng nhất thất bại trong gặp tức ta phải mất bao thời gian mới có thể bù đắp đây Lúc đầu muốn lưu nhóm bọn họ lại Kết quả thì sao Không biết hai tên cường giả tuyệt thế từ đâu nhô ra Thế mà cứu toàn bộ bọn chúng đi <laughs> Ta rất khó chịu Ta rất khó chịu Xà Vương tức giận quát Chỉ sợ hai người kia Đều là nguyên anh cảnh Một tên xà tướng Lòng vẫn còn sợ hãi nói Không sai Là nguyên anh cảnh Ta từng nhìn thấy người xuất thủ kia Trần Thiên Nguyên Thiên Lang Tông một ngày nào đó Ta sẽ xông lên thiên lang tông Ăn sạch tất cả người thiên lang tông Tất cả Xà vương phẫn nộ giống to Đại vương Sợ rằng phải cực kỳ lâu đấy Lần này chúng ta cũng chật vật mới trốn ra được Nếu không phải chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn Khiến cho yêu thú các nơi trong chướng hải tiến lên xem xét Phân tán sự chú ý của Trần Thiên Nguyên Nói không chừng chúng ta cũng không trốn thoát được đâu Một tên xà tướng cười khổ Đều do đám người kia Phá hồng ta đột phá nếu ta đột phá đến đàn anh cảnh Ta còn sợ thần Thiên cũng. Nguyên sao Do đám khốn kiếp kia Lúc ấy ta đã nhìn rất rõ tất cả mọi người trên thuyền Cho dù bọn hắn có hóa thành cho Thì ta cũng sẽ không quên Ta muốn ăn bọn chúng Một tên cũng đừng hòng có thể trốn được Xà vương phẫn nộ nói Vâng bầy rắn nghe tiếng trả lời Đại vương Xà quật bên kia Làm sao đã có chiếc thuyền nhỏ kìa một tên xà tướng kinh ngạc nhìn chiếc thuyền nhỏ của vương khả lúc trước. Đại vương đã từng nói không cho phép thuyền đi qua phía trong xà quật. hiện tại lại có một chiếc thuyền nhỏ dừng ở phía trên xà quật ư? Ừ, hôm nay là ai chụp? lúc trước đại vương hạ lệnh tất cả rắn đều đi tìm nội đan tại vương một tên cũng không để lại toàn bộ đi qua hẳn là không có ai chụp. hai con xà tướng phân tích bầy rắn lập tức cảm giác không đúng. giống một tiếng bầy rắn nhanh chóng bơi về phía xà quật. Xà Vương càng biến sắc Dùng tốc độ nhanh nhất trở về xà quật Vừa vào trong đó Xà Vương không tự chủ được hút ngược một ngụm nước biển Cái bảo tàng xà quật của mình Tất cả tài bảo mà mấy năm nay Bản thân hồng nhọc nhằn khổ sở Thu thập được đã mất sạch ừ. Hoàn toàn trống rỗng Chẳng còn gì Ngay cả khối quạng sắt bản thân dùng để gãi ngứa Thì cũng bị nhổ tận gốc Móc đi toàn bộ Đây là cái loại trộm gì vậy Tên trộm này nghèo đến điên rồi sao hay cả cái viên đá gãi ngứa của ta cũng không buông tha Ai Là ai Giống một tiếng Xà vương phát ra tiếng gầm thét rung trời Hai mắt đỏ hồng Như là muốn nuốt sống người ta vậy Đại vương Bọn họ ở kia Bên ngoài Lập tức truyền tới từng tiếng gọi ở Mỹ của một tên xà tướng Oanh một tiếng Xà vương tức giận Chạy ra khỏi xà quật Trong nhắm mắt vọt tới mặt biển Xa xa nhìn tới Chỉ thấy vô thiên cái địa rắn độc Bao phủ một các mặt phía bắc thần Long Đảo ở dưới sự dẫn đường của một đám xà tướng vây chặt một nam một nữ lại đôi nam nữ kia mới vừa từ trong biển trốn ra ngoài lại đã bị theo dõi chúng xà tướng càng phong tỏa tất cả đường đi của đôi nam nữ kia trong nháy mắt xà vương nhìn thấy gương mặt của hai người và nhìn thấy quanh thân xà vương liền bốc lên khí độc là bọn hắn là hai người trên thuyền lúc trước là bọn hắn đột chết tiệt đột chết tiệt người trên thuyền bị trần thiên nguyên cứu đi Ta một người cũng không thể giết được Nhưng cuối cùng Ta cũng làm bọn chúng bị thương nặng Chỉ có hai người các ngươi là chạy mất Còn tìm đến xà quật của ta trộm đi tất cả mọi thứ Khốn kiếp Giống một tiếng Xà vương phát ra một tiếng gầm rung trời Vỗ mặt nước Trong nháy mắt bắn về phía hai người vương khả Vương khả U Nguyệt công chúa từ xà quật đi ra Liền chạy về phía thần long đảo Đáng tiếc Bày rắn này quá nhiều Trong nháy mắt đã vây lại U Nguyệt Nàng là kim đan cảnh Dẫm điện phi kiếm bay lên trời đi Vương Khả kêu lên Không được không mang được người đi Ta không bay U Nguyệt công chúa lo lắng nói Bay còn muốn chạy trốn sao Khói độc Một tên xà tướng quát Khói độc lập tức từ bốn phương tam hướng Bay về phía Vương Khả Đồng thời phong tỏa bầu trời Vương Khả không sợ độc Nhưng mà U Nguyệt công chúa thì phải làm sao Xà vương nơi xa giống to một tiếng Càng bắn nhanh mà đến Vương Khả thấy vậy liền biến sắc Không kịp nữa rồi Theo ta đi Vương Khả lôi kéo U Nguyệt Công Chúa Chạy về phía một tảng đá lớn cách đó không xa Bầy rắn đuổi tới Dưới tảng đá lớn kia có một cái hố nước Vương Khả lôi kéo U Nguyệt Công Chúa Trong nhà mắt chu vào trong đó biến mất Là thông đạo Thông đến Đại Lao Thần Long Đào Một tên xà tướng biến sắc Chúng ta đã đồng ý với ma tôn của Thái Âm Ma Giáo Không xâm nhập Thần Long Đào chỉ có một ít rắn độc chưa mở linh trí Mới có thể đi qua Làm sao bây giờ có đuổi không Một tên xà tướng khác lo lắng nói Oanh một tiếng Giờ phút này xà vương đã không để ý được nhiều như vậy Nó là người đầu tiên ầm vang sông vào trong đó Trong nhà mắt cái đuôi to lớn cũng đi qua Theo thông đạo truy đuổi hai người vương khả Chúng xà tướng thấy đại vương đã đi qua Nhào nhào chui vào lối này Đuổi tới Lối đi này là lúc trước vương khả thấy đám người đồng an an đi qua Nói nó thông với vạn xà trì Trong đại lao thần long đạo Giờ phút này lại thành đường hầm đào mệnh của hai người Cuối cùng Vương Khả Cũng chỉ là tiên thiên cảnh Thực lực U Nguyệt công chúa mạnh hơn Ngược lại là U Nguyệt công chúa lôi kéo Vương Khả Nhanh chóng chạy đi Cũng không biết là trốn bao lâu Không tốt, nhanh lên nữa đi Xà Vương đến rồi Vương Khả nhìn phía sau sợ hãi kêu lên Chỉ thấy ở phía sau thông đạo Một cái đầu rắn to lớn giữ tận đánh tới Mở cái miệng to như là chậu máu ra như muốn cắn hai người Sắp đến đại lao vạn xà chỉ Ta nhìn thấy phía trước có ánh sáng Vương khả kêu lên Nhưng đầu xà vương đã đến trước mặt hai người Thi quỷ băng phong U Nguyệt công chúa quát to một tiếng Bỗng nhìn vòng tay tương tư trong tay của U Nguyệt công chúa Bắn ra vô số ánh sáng màu xanh Ông một tiếng Trong nhà mắt nước biển phía sau hai người Đồng kết lại Bao gồm cả đầu xà vương cũng bị đông cứng Đông cứng ư ừ. Vương Khả kinh ngạc nói Niệm châu của ta không chỉ có thể che lấp tù vi Mà còn là một cái pháp bảo Chỉ có điều con rắn này quá mạnh Ta không áp chế được U Nguyệt công chúa sợ hãi kêu lên Oanh một tiếng Xà vương dùng sức chấn vỡ băng cứng Băng cứng nổ tung Bắn ra lực trùng kích mạnh mẽ Trong nháy mắt đầy hai người vương khả bắn ra khỏi thông đạo Phốc một tiếng Lực phản chấn khiến cho U Nguyệt công chúa Lập tức vun ra một cụm máu tươi Oanh một tiếng Hai người bắn ra vạn xà trì mang theo một cột nước tuôn lên không trung theo sát phía sau là cái đầu to lớn của xà vương ầm ầm thò ra đại lao thần long đảo đồng an an liếc nhìn nam đồ thánh và nhóm thuộc hạ hôm qua trốn trở về đám người lo lắng bị ma tôn bắt được nên chỉ có thể từ thông đạo vạn xà trì trở về nhưng mà thời điểm về đến nơi mới nhớ cái vạn xà trì này có trận pháp tu vi đám người bị trận pháp áp chế trong nhắm mắt bị rắn độc vạn xà trì cắn xếp một trận suýt nữa toàn bộ phiêu ở trong không lên nổi đám người không dám đi ra ngoài để người khác biết chỉ có thể ở trong đại lao trừ độc cho nên bây giờ vẫn còn có mấy người chưa trừ sạch độc người nói tiếp đồng an an nhìn chu yếm ở một bên được cáng cứu thương đưa tới hỏi hôm qua đồng an an bị chu yếm lừa một phát tổn thất nặng nề lúc đầu hắn vô cùng tức giận đối với cái tên khốn này kết quả buổi sáng hôm nay lại bị người khiêng trở về nói muốn gặp mình trong lòng cố kiên nhẫn Nghe chú Yếm nói một lần Chính là như vậy Đàn chủ Ta không có lừa ngươi Tất cả đều là thật Ngươi cần phải đuổi theo giết cái tên vương khả cái đi Hắn là đệ tử thần Trần Thiên Nguyên Hắn giả mạo đệ tử ma giáo đấy Chú Yếm chịu đựng độc thương Đợi chờ Đồng An An mau đuổi theo Đồng An An nhìn đám thuộc hạ trầm mặc một chút Rồi lần thứ hai nhìn về phía chú Yếm Người xác định chưa Đồng An An đi tức gần Ta xác định Chú Yếm kích động nói Đàn chủ tin tưởng ta quá tốt rồi Mau đuổi giết cái tên Vương Khả cái đi Ba một tiếng Đồng An An tát một phát lên mặt chú Yếm Đàn chủ tại sao người đánh ta Chú Yếm sợ hãi kêu lên Mẹ nó Vì sao ta đánh ngươi cái tên khốn nhà ngươi Đừng tưởng là cháu trai Chu Hồng Y Là có thể trêu chọc chúng ta Còn nói Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh Hừ, Hắn thoát khỏi thần Long Đảo sao Hắn là đệ tử Trần Thiên Nguyên sao Người đánh giấm đi Đồng An An trừng mắt quát Ta không có Chú Yếm mở bịt nói Vương Khả là người ma tôn xem trọng Là kim bài nằm vùng ma tôn sắp xếp Là nguyên anh cảnh Ngươi bảo ta đuổi theo giết Vương Khả sao Ngươi bị bệnh à Hay là người cho ta là có bệnh Đồng An An tức giận nói Người dùng một quyền không đánh chết hắn Là bởi vì hắn có pháp bảo hộ thể Ngươi bị lừa rồi Chú Yếm nói ra Cả nhà ngươi bị lừa ấy Vương Khả là đệ tử Trần Thiên Nguyên à <laughs> Tại sao ngươi không nói Vương Khả là minh chủ chính đạo đi Ngươi bị thần kinh à Lừa gạt ai đấy Đồng An An gầm ru nói Là thật đấy chính hắn đã thừa nhận mà Chu Yếm đau cổ nói Ba một tiếng Đồng An An lại tát một phát nữa lên mặt Chu Yếm Ta muốn ngươi thừa nhận Ta muốn ngươi thừa nhận Ngươi có dám gạt ta không Ngươi lại nói Ngươi lại nói đi Vương Khả không phải đệ tử Trần Thiên Nguyên Khoảng thời gian này Đồng An An liên tục thất bại Trong lòng đang kìm nén một cỗ lửa giận Cái tên chu yếm này Lại mang chuyện đến trẻ con cũng không tin được Đến đổ dẫn ta chắc Là thật chu yếm bụng mặt bi thông nói Ba một tiếng Lại một cái tát Là thật sao Đồng An An đỏ mắt Là thật Ba một tiếng Lại một cái tát Là thật sao Đồng An An trong cơn tức giận Là Chú Yếm nhìn Đồng An An Dơ cao bàn tay lên Là giả Chú Yếm khóc không ra nước mắt nói Ba một tiếng Lại một cái tát tiếp Ta đã nói là giả mà sao ngươi còn đánh tiếp Chú Yếm đau khổ nói <laughs> Giả Biết rõ là giả còn khinh ta trẻ con sao Tiểu tử Nếu không phải nhìn ở trên mặt mũi thúc tổ ngây Ta đã sớm giết chết ngươi rồi <laughs> Dám gạt ta Dám gạt ta Nhốt hắn vào trong đại lao Đồng An An tức giận nói chu yếm hoảng hốt đàn chủ như vậy không tốt đâu nam đồ thắng lo lắng nói có cái gì mà không tốt lúc trước chu hồng y muốn giam giữ hắn lại không nói muốn thả hắn lúc trước thả hắn hoàn toàn là xem mặt mũi chu hồng y hiện tại không cần nói hắn mặt mũi hắn hại chúng ta còn chưa đủ thảm sao đồng an an căm hận nói Ờ vâng một đám tà ma kéo chu yếm hư nhược từ trên cáng cứu thương xuống lần thứ hai nhốt vào đại lao vì sao vì sao chứ Chú Yếm khóc không ra được mắt Vì sao mỗi lần bản thân nói thật thật Đều là không có ai tin tưởng ta vậy Vương Khả Là đệ tử Thiên Lang Tông Các ngươi phải tin tưởng ta Hắn là đệ tử Trần Thiên Nguyên Là giả Hắn là đệ tử chính đạo Các ngươi phải tin tưởng ta Ta nói thật sự thực Mau đuổi theo giết Vương Khả đi Chú Yếm hư nhược Kêu gào thảm thiết Nhưng mà chúng ta ma chẳng ai tin Sớm đã đi ra Chú Yếm hô hào Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến từng luồng âm khí Chú Yếm khó khăn Vịn lan can ở trong phòng Quay đầu nhìn Lập tức nhìn thấy Một đám tù phạm gầy khô như đã que củi Ở trên vai bị xiềng xích xuyên qua xương tỳ bà Bao vây mình lại Đánh hắn Nhị sư huynh cầm đầu một nhóm tù nhân hung ác nói ầm một tiếng Đám tù phạm lập tức đấm đá chú Yếm liên tục Nếu như là bình thường Làm sao chú Yếm lại để đám tù phạm này vào trong mắt chứ nhưng mà vấn đề là, toàn thân chú Yếm trọng thương, độc rắn nhập thể, thảm đến mức không thể thảm hơn được nữa. Người có thể trông cậy vào một người thực vật phản kháng sao? Phòng giam lập tức truyền đến tiếng kêu thảm thiết của chú Yếm. Ai đó? Màu cứu ta! Chú Yếm sống không bằng chết, buồn bực hô hào. Oanh một tiếng, một tiếng nổ thật lớn vang lên ở vạn xà trì. Chỉ. chỉ thấy nước vạn xà trì nổ tung, hai bóng người bay lên trời. Là Vương Khả và U Nguyệt công chúa bị lực trùng kích to lớn nổ ra. Trong đại lao thần Long Đảo Nhị sư huynh Người nói là thật sao Tên Vương Khả Tên Vương Khả trước mặt trượt Thực sự là đại, đại tử Thiên lang Tông Nhị sư huynh Ngươi đừng có gạt ta Làm sao đệ tử chính đạo có thể lẫn vào trong ba giáo chứ Đúng vậy Ta thấy hắn còn đi cứu tên thánh tử kia mà Vương Khả bảo nhị sư huynh giữ bí mật thân phận giúp mình Nhị sư huynh đồng ý Thế nhưng nhị sư huynh rất là lắm miệng Vừa trở về đã quên mất lời hứa của bản thân những ngày gần đây Nhị sư huynh ở trong đại lao gieo hy vọng cho chúng tù phạm Kể lại những khó khăn của Vương Khả Nhìn thấy người hoài nghi Nhị sư huynh lập tức làm ra vẻ rèn sắt không thành thép Tại sao các người lại có thể nói ra những lời này Vương sư đại là vì cứu chúng ta Xâm nhập ma quật Không để ý sinh tử Vì các người mỗi ngày mỗi giây Đầu đều ở trên thắt lưng Vật lộn vì chúng ta Vương sư đại vì cứu chúng ta Ngay cả mạng cũng không để ý Còn các người có mặt mũi hoài nghi vương sư đại sao Nhị sư huynh tỏ vẻ xem thường Của trách người vừa rồi ờ, Chúng ta Người vừa mới hoài nghi Xấu hổ cúi đầu Nhị sư huynh nói không sai Các người ta cũng cảm thấy e ngại vì các người Cái loại lời này mà cũng nói ra được sao Vương sư đệ khó khăn như thế nào Người có biết không Hắn đây là mạng cũng không cần đấy Hắn muốn cứu chúng ta Các người còn hoài nghi hắn sao Xâm nhập ma giáo Ai dám chứ Đệ từ chính đạo nào dám Nhưng mà vương sư đệ hắn dám một con cừu non xông vào trong bầy sói cứu người Tâm của ngươi đen đều đen rồi sao Còn đã hoài nghi hắn sao Vương sư đại cứu thánh tử ma giáo à? <laughs> người nghĩ hắn định nọt sao Người không biết xấu hổ Người đang đâm đau vào ngực vương sư đại đó Lòng người là đúng là thịt mà Vương sư đại vì móc tim móc phổi Không cần mạng tới cứu người Nhưng mà người không ngừng rội nước bẩn vào vương sư đệ <laughs> Làm sao người có thể làm được chuyện này chứ Người biết mỗi ngày vương sư đại nguy hiểm thế nào không người nhiều nhất bị rút ra chút máu còn hắn bị bại lộ thì chính là mất mạng đó ai dám tiếp tục vu khống vương sư đệ ta không để yên cho hắn một đám tù phạm chính đạo cúi đầu xì xào bàn tán ở dưới sự dẫn dắt của nhị sư huynh mọi người đều bị tẩy não người có chút hoài nghi động cơ của vương khả cũng không trong sáng e ngại không thôi đều cho rằng vương khả chịu nhục xuống địa ngục cứu người cái loại tinh thần dâng kính nhân phẩm này không được phép làm bẩn nửa điểm đúng vào lúc này chu yếm bị giam vào nhà tù vương khả là đệ tử thiên lang tông các ngươi phải tin tưởng ta hắn là đệ tử thiên lang tông là giả hắn là đệ tử chính đạo các ngươi phải tin tưởng ta đó là thực sự mau đuổi giết vương khả chu yếm liều mạng gào thét trong đó tiếng gầm này khiến chúng tù phạm đều biến sắc hết rồi vương sư đệ bại lộ rồi sao tên tà ma đáng chết này hắn muốn hại chết vương sư đệ đánh hắn Nhị sư huynh tức giận nói Một đám tù phạm lập tức nhào tới Không quan tâm gì khác Tiền hỗn đàn này Hại hy vọng của chúng ta bị hủy Chúng ta ngay cả hy vọng cũng không có Còn sợ chết sao Chú yếm hư nhược Gặp phải đúng đám tù phạm thù hận Trong tiếng kêu thảm vượt qua mọi đoạn kinh lịch như địa ngục Thẳng đến khi vạn xa trì Vang lên một tiếng nổ lớn Oanh một tiếng Vương khả U Nguyệt công chúa bị bắn giặc Lực trùng kích của xà vương kinh khủng đến bậc nào Uy lực bằng băng cứng đổ tung Còn kinh khủng hơn So với một quyền toàn lực của đồng An An Cái này mà đánh lên người của vương khả Tất nhiên tu vi vương khả lại đột phá tiếp Chọc chân khí thay đổi màu sắc lần thứ hai Sau đó sẽ biến thành hỏa táng Ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc U Nguyệt công chúa không chút do dự Ngăn ở trước mặt vương khả Cho dù có vòng bảo hộ Thì cũng bị đụng cho phun ra một ngụm máu tươi Bắn lên không trùng Vương khả không nhận trùng kích nhưng mà nhìn bạn gái vì mình bị thương thì vô cùng vô cùng sốt ruột u nguyệt vương khả sợ hãi kêu lên ờ ta không sao u nguyệt không xúa cười khổ ngã quỵ xuống đất làm sao có thể không có việc gì chứ chỉ là không muốn vương khả lo lắng mà thôi lần va chạm vừa rồi vương khả nhìn thôi cũng thấy đau đồng thời cũng cảm động vì hành động không chút do dự cứu mình của u nguyệt công chúa ta ôm nàng vương khả lập tức ôm lấy u nguyệt công chúa Vương huynh đệ Đồng An An và quần ma mờ mịt Nhìn về phía Vương Khả Tại sao Vương Khả lại trở lại Không phải hắn là kim bài nằm vùng Đại lão Nguyên Anh cảnh sao Giống một tiếng Đúng lúc này Một con cự xà Từ bên trong vạn xà trì ầm vang sông ra Đụng cho đại lao lập tức đồng được Xà vương là xà vương Một đám tà ma sợ hãi kêu lên Ngăn con súc sinh để lại Ta lập tức tới ngay Vương Khả nhìn về phía mọi người hô lên được Đồng An An đáp một tiếng theo bản năng Có lẽ mọi người vẫn nhớ thân phận của Vương Khả Đại lão Nguyên Anh Cảnh Kim bài nằm vùng Cho nên đại lão Nguyên Anh Cảnh đã hạ lệnh liền hét một tiếng theo bản năng Một đám tà ma xuất thủ đối với xà vương Giống một tiếng Oanh một tiếng Xà vương gào thét Toàn bộ đại lao đều truyền đến tiếng oanh minh Đại chiến kịch liệt Lập tức thu hút ánh mắt tò mò Của vô số đệ tử ma giáo phía trên hải đảo còn Vương Khả lại ôm U Nguyệt công chúa Bay thẳng đến trung tâm thần Long Đảo Đường chủ cứu mạng Xà Vương tạo phản Nó muốn ăn sạch đệ tử ba giáo Đường chủ cứu mạng Vương Khả vừa chạy vừa hô hào Còn đồng An An đang trong chiến đấu bị đánh bay Đột nhiên sừng sốt nhìn về phía Vương Khả Chạy trốn đi nơi xa Không đúng Không phải Vương Huynh Đệ là Đại Lão Nguyên Anh Cảnh sao Sao Đại Lão Nguyên Anh Cảnh Không có khả năng lại sợ hãi Vương xà Vương chứ Là hốt hoảng chạy trốn là có ý gì Chẳng lẽ Chẳng lẽ Vương Khả không phải là Nguyên Anh Cảnh Đột nhiên lời nói lúc trước của Chu Yếm Vang lên trong đầu Đồng An An Chẳng lẽ Chẳng lẽ Vương Khả lừa đảo sao Hắn căn bản không phải là Nguyên Anh Cảnh Ngày đó ta đánh hắn không có việc gì Thật là có pháp bảo hộ thể Giống một tiếng Xà Vương giết đêm một tiếng Đánh tan đám người xung quanh Lập tức đuổi theo Vương Khả Trận pháp vạn xà trì giống như bị xà Vương xông phá Nhóm xà tướng đến sau đó Nhào nhào giúp đỡ xà Vương Chống đối đệ tử ma giáo xung quanh Dừng lại Ta muốn ăn ngươi Xà vương hung mãnh đổi theo vương khả Vương khả ôm u nguyệt công chúa Một đường chạy đi Rốt cục các hành cung Cách hành cung chu hồng y Càng ngày càng gần Đúng lúc này chu hồng y và nhấp thanh thanh Ở bên ngoài hành cung Nghe thấy động tĩnh phía ngoài Cũng đi ra Đường chủ cứu mạng Xà vương tạo phản rồi Vương khả điều mạng chạy tới Chọc chân khí của vương khả sắp đến điểm giới hạn một khi trở thành màu đen sẽ bốc cháy phi thăng làm sao lúc này vương khả nguyện ý đánh nhau được chứ chờ đại nhật bất diệt thần kiếm tự động hộ chủ ngộ nhỡ đại nhật bất diệt thần kiếm phán định công kích xà vương không nguy hiểm đến tính mạng không có phù hộ thì làm sao bây giờ chờ mắt nhìn tu vi đề cao sau đó bốc cháy phi thăng sao cái đại nhật bất diệt thần công lừa người này vương khả ôm u nguyệt công chúa liều mạng chạy trước sau lưng xà vương đã đến gần bành một tiếng một quả cầu chân khí màu xám bắn về phía xà vương xà vương trừng mắt nhanh chóng tránh đi chỉ có một tiêu mùi vị còn sót lại cũng bị xà vương ngửi được chỉ một chút mùi vị còn sót lại này cũng đủ rồi cả đời của xà vương đều không quên được cái mùi thối say lòng người kia ban đầu xà vương chỉ tức giận bỗng nhiên biến thành thù hận ngập trời dành con là ngươi hóa ra mọi thứ đều là do ngươi khốn kiếp khốn kiếp Xà vương nóng nảy, giống to một tiếng Hỏng bét rồi Đạn xoắn ốc cũng không được Nó còn có thể trốn Sắc mặt xà vương bực bội Thời khắc xà vương sắp cắn được vương khả Thành nhi Nàng đang trọng thương Đừng động để ta tới Chu Hồng Y kêu to một tiếng Oanh một tiếng Trong nhắm mắt một sợi sườn xích phóng tới xà vương Đánh cho xà vương bỗng nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hồng Y Xà vương Nơi này là thần long đảo Không phải nơi ngươi cản rỡ Chu Hồng Y dẫm lên một cây xiềng xích bay lên trời Lạnh lùng quát Nếu như là trước đó Xà Vương còn có chút kiêng kỵ Chu Hồng Y Nhưng mà sau khi xác định Vương Khả chính là kẻ đầu sò hại độ đan của mình Làm gì còn nguyện ý dừng lại Ta muốn giết hắn Đừng ai nghĩ cản được ta Xà Vương rít lên một tiếng Xà Vương gào thét xong Bắn độc khí ra bốn phía Lao thẳng tới Chu Hồng Y biến sắc vung tay lên bốn phía giống như là bắn ra một mười sợi xích bay thẳng đến chỗ xả vương ầm một tiếng đột nhiên bốn phía bên ngoài hành cung chu hồng y nổi lên bụi mù đại chiến nổ vang hồng y lúc trước người bị ta đâm trúng nguyên anh còn có thương tích trong người cẩn thận nhất thành thành lo lắng nói nhất thành thành chịu đựng thương thế nắm lấy trường kiếm trong nhắm mắt xông vào bên trong bụi mù ầm một tiếng mặc dù nội đan xà vương hỏng nhưng cũng không có bị thương gì còn nhất thành thành và chu hồng y lại là bệnh nặng mới khỏi Trận chiến này là lực lượng ngang nhau Đại vương Nhóm xà tướng đằng sau theo tới Nhào nhào phóng vào bên trong bụi mù Cùng xà vương đối kháng Hai tên nguyên anh cảnh trọng thương Nhìn cái gì vậy Tới hỗ trợ đi Vương khả nhìn về phía đệ tử ma giáo Ở bốn phía quát lên Nhưng chúng đệ tử ma giáo nhìn nội nội bộ hỗn loạn Rất nhiều người đều trần chờ Không dám lên phía trước Chỉ có một chút người tiến vào bên trong trợ giúp hồng y vương khả ôm u nguyệt công chúa an toàn thế nhưng không biết kết quả đại chiến trước mắt sẽ như thế nào vương khả sao nguyện lại ra nông nỗi này không phải ngươi đi lấy thần long lệnh sao tại sao lại kéo xà vương tới đây thánh tử nghiêng đầu hiếu kỳ nói thần long lệnh đã rơi vào tay ta con xà vương này thua không đổi mẹ nó no. không biết xấu hổ con đuổi tới vương khả tức giận nói cái gì rơi vào tay ngươi thánh tử kinh ngạc nói vào tay sao vậy Vương Khả khó hiểu nói Vương Khả ngươi thật là lợi hại Thánh tử sợ hãi nói Đó là đương nhiên Vương Khả gật đầu một cái Người trong ngực ngươi là Thánh tử hiếu kỳ nói U Nguyệt công chúa bị thương nằm trong ngực Sắc mặt trắng bệnh Nhưng thánh tử hỏi thăm Vẫn khiến U Nguyệt công chúa hơi đỏ Dù sao dưới hàng trăm con mắt nhìn trường chừng Một mực ôm như vậy vẫn là rất ngượng Cái này Đây là bạn gái của ta Vương Khả rất tự nhiên nói Bạn gái thánh tử tỏ vẻ không hiểu à thì chính là đạo lữ đó ngươi lại trẻ con biết cái gì vương khả lập tức trợn mắt à à hình như bạn gái của ngươi bị thương rất nặng thì phải cần đan dược chữa thương hay không ta có đầy thánh tử nói à, ta ta không sao u nguyệt công chúa hò khàn hai tiếng yêu ớt nói cạnh mạnh cái gì thánh tử không phải là người ngoài nào uống đi vương khả lập tức móc ra một chút đan dược chữa thương từ trong ngực thánh tử nghe vương khả nói mình không phải là người ngoài thì trong lòng càng là thoải mái Cũng lấy ra một chút đan dược cho công chúa ăn Trong lúc ba người nói chuyện Đột nhiên có tám bóng đen bay thẳng tới Mỗi người một chui trường đao Chém về phía ba người vương khả Cái gì? Không tốt Có người muốn thừa cơ ám sát thánh tử Cẩn thận Nơi xa lập tức truyền đến một tiếng kêu sợ hãi Thật khắc nhìn cân treo sợi tóc này tay áo vương khả lập tức bắn ra Tám thanh phi kiếm Oanh một tiếng Tám thanh phi kiếm đụng vào trường đao khiến tám chuôi trường đau dừng lại đây là động tác bản năng của vương khả giờ khắc này vương khả đã không lo được ẩn dấu nữa tám thanh phi kiếm nghênh đón đáng tiếc đối phương đều là kim đan cảnh đều quá mạnh tám thanh phi kiếm trong tay vương khả không có uy lực quá lớn trong lúc vội vã vương khả chỉ có thể nhìn tám người áo đen bịt mặt trong tay ánh mắt hung lệ kia giống như là muốn một lần bắt được ba người mình vậy còn mẹ nó tao vừa trở về các ngươi từ chỗ nào chui ra vậy Vâng cả buồn bực hét vào một tiếng Tám thành phi kiếm không ngăn cản nổi sao Ta không muốn Nổ Oanh một tiếng Trong nhà mắt tám thành phi kiếm nổ tung Nổ cho trường đao của tám người Bịt mặt vỡ nát ra Đệ tử ma giáo bốn phía nhanh chóng lao tới cách cứu viện Nghĩ cách cứu viện Tám người bịt mặt này cũng là người ác độc Trường đao vừa vỡ nát Nhân dịp nổ tung Né tránh đạo kiếm ảnh Tự mình đánh ra một quyền Oanh một tiếng vương khả ở phía trước nhất đứng mũi chịu sao quyền của tám tên kim đan cảnh đánh lên người của vương khả vương khả thừa nhận bản thân che chở công chúa u nguyệt nhưng các người có cần ác như vậy hay không tám quyền bên cạnh còn có thánh tử mà sao các người không đánh tại sao tất cả đều đánh lên người của ta vương khả một chút cũng không đau nhưng mà vương khả lộ ra về mặt so với đau đớn còn thảm hơn trong nháy mắt Trọc chân khí trong cơ thể vương khả hấp thu hết uy lực tám quyền này chỉ nghe bành một tiếng Xung quanh vương khả Nổi lên một cỗ khí lưu Tiên thiên cảnh Đệ ngũ trọng Vương khả lộ vẻ tuyệt vọng Tiên thiên cảnh đệ ngũ trọng Chọc chân khí hoàn toàn trở thành màu đen Vương khả còn nhớ kỹ câu nói Ở bên trên đại nhật bất diệt thần công Chọc chân khí Có thể thôn vệ đủ loại lực lượng mà biến sắc Kim sắc yếu nhất Màu đen mạnh nhất Thời khắc đen nhất Tự sẽ bốc cháy Lấy công đức chi phối Có thể biến đen thành vàng Đốt Đốt Vương Khả cảm nhận được Chọc chân khí trong cơ thể Đang đốt cháy Sắp hỏa táng Ta sắp hỏa táng rồi Không Vương Khả bi phẫn hồ đề Đồng An An bị xà vương đánh lùi liền phát hiện không hợp lý Thực lực xà vương Nằm ở giữa nguyên anh cảnh và kim đan cảnh đỉnh phong Nếu như Vương Khả là đại lão nguyên anh cảnh Không có khả năng hốt hoảng chạy trốn Vậy vừa rồi hốt hoảng chạy trốn Đã nói rõ lúc Vương Khả nói láo Hắn không phải đại lão nguyên anh cảnh càng không có khả năng là kim bài nằm phục chẳng lẽ chú yếm nói là thật ta đã bị vương khả lừa đồng an an trận mắt kinh ngạc nói nhớ lại miêu tả của chú yếm sắc mặt của đồng an an càng ngày càng khó coi giả dạ. là giả dạ. tiền khốn kiếp đồng an an hung tợn nhìn về phía vương cả chạy trốn nam đổ thánh tất cả các người tới đây cho ta đồng an an khiển trách quát mắng xà vương đã đuổi theo Đồng An An quát bảo tâm phúc của mình ngưng lại Đàn chủ Hình như không đúng Chỉ sợ vương huynh đại là giả Đàn chủ lời chú yếm nói có thể là thật đấy Đàn chủ làm sao bây giờ Không cần Đồng An An nói cho mọi người Mọi người cũng đã phân tích ra Bị lừa rồi Mọi người đều bị lừa rồi Các người đã phát hiện Còn còn cần ta giải thích sao Xem chúng ta đã bị lừa gạt rồi Như vậy ma tôn cũng không ở thần long đảo Đồng An An nhắm hai mắt lại nói Đúng vâng Khả còn lừa gạt chúng ta vô số tài vật Thậm chí cả bảo khố công khoản Lại thêm một tên tà ma nói Không đòi được Số tiền kia trở về Chúng ta đều gặp xui xẻo Hơn nữa Chu Hồng Y cũng sẽ tra rõ sự tình mưu sát thánh tử Không sớm trả dấu chỉ sợ chúng ta Đồng An An trầm giọng nói Đàn chủ ý của ngươi Mọi người nhìn về phía Đồng An An Đục nước béo cỏ Trong mắt Đồng An An lóe lên một cỗ sát ký Đục nước béo cỏ đám người ngưng lại nam đồ thánh tám người các ngươi đều là kim đan cảnh tốc chiến tốc thắng thừa dịp hỗn loạn giết vương khảo và thánh tử đồng an an làm một động tác chấm đầu chúng ta ma biến sắc đã đến nước này rồi làm gì còn chỗ trống mà lui về sau vương khảo vừa chết chúng ta có thể tìm ra tất cả tăng vật ở trên người hắn Để lúc đó hắt hết nước bẩn choán đồng an an trừng mắt vâng nam đồ thánh nghe rõ trả lời tám đại kim đan cảnh yên lặng trà trộn vào trong đội ngũ lặng lẽ che mặt ở thời khắc chu hồng y nhất thành thành chiến đấu cùng xà vương vừa vặn nhìn thấy vương khả thánh tử đứng chung một chỗ không chút do dự xuất thủ bốn phía còn rất nhiều đệ tử ma giáo đang nhìn phải nhanh phải nhanh hơn nữa càng nhanh càng tốt nhưng tám kim đan cảnh không nghĩ tới vương khả sẽ cho nổ tung tám thành phi kiếm tuy là như thế nhưng tám người vẫn chịu đựng được lực trùng kích của vụ nổ đồng thời đánh một quyền lên người vương khả ở trước nhất Tám người nghĩ một quyền đấm chết vương khả liền bổ sung cho thánh tử một quyền đánh chết thánh tử xong việc liền chạy nhưng khi quyền của tám đại kim đan cảnh đánh lên người của vương khả chuyện quỷ dị lại lần nữa xảy ra vương khả không bị làm sao hắn không có việc gì vì sao không phải chú yếm nói vương khả có pháp bảo hộ thể sao vì sao nắm đấm của chúng ta không cảm nhận được pháp bảo quyền quyền chạm thịt vương khả lại không có chuyện gì Chẳng lẽ chúng ta trúng kế rồi Một người áo đen biến sắc Bành một tiếng Xung quanh thân thể vương khả Bắn ra một cỗ khí lưu Giống như là tu vi đột phá Khiến tám đại kim đan cảnh đều hít thở không thông Là giả chúng ta trúng kế Vương khả vẫn là đại lão nguyên anh cảnh Vương khả là kim bài nằm vùng Chủ yếm gạt chúng ta Xong đời rồi Độ tâm tám người quận trào kịch điệt Chuyện kỳ dị khiến tám người lội về sợ hãi Không Cháy, cháy Chân khí trong cơ thể đang đốt cháy Ta sắp bốc cháy rồi Vương Khả cực kỳ bi thương Cho là mình sắp xong đời Vương Khả gào lên đau xót Dọa cho tám đại kim đan biến sắc Là tình huống gì đây Không phải Vương Khả không bị sao ư Kêu lên tuyệt vọng như vậy làm gì Nên là chúng ta hồ mới đúng chứ Tình huống không đúng Màu rút lui, màu rút lui Tám đại kim đan biến sắc kêu lên Mặc dù không biết vì sao Vương Khả đã bị thương Nhưng mà đệ tử ma giáo bốn phía đều vây lại Lần hành động này thất bại Hiện tại không rút lui Chờ chết sao Rút lui Giờ không phút này vương khả bốc hỏa Vương khả khóc không ra nước mắt Đại nhật bất diệt thần kiếm Người mau cứu hỏa đi Ta sắp thiêu cháy rồi cứu mạng Đại nhật bất diệt thần kiếm bất động Giống như đang ngồi xem vương khả bị thiêu cháy vậy Mẹ nó Thần kiếm Mẹ mày thần kiếm cút cút Vương khả tuyệt vọng Nhanh chóng ép chân khí ra ngoài thân thể Chọc chân khí đang thiêu đốt trong thể nội Hắn dám giữ sao Toàn bộ đi ra ngoài Lần này chọc chân khí không cần diêm Bởi vì chọc chân khí đã hoàn toàn biến thành màu đen Màu đen thì sẽ tự bốc cháy giống như là dầu hỏa Dọa cho vương khả há miệng phun ra Làm sao ép chọc chân khí trong cơ thể ra ngoài nhanh nhất Đường nhiên là từ trong miệng phun ra Giống một tiếng Chỉ thấy vương khả há miệng hung hăng phun ra hỏa diễm Bay thẳng đến chỗ tám tên kim đan cảnh muốn chạy trốn Cái gì? tám tên kim đan sợ hãi kêu lên chỉ thấy miệng vương khả giống như là pháo laser ánh sáng rực nóng mãnh liệt mà tới ầm một tiếng miệng phun ngập trời hỏa diễm khiến vô số đệ tử ma giáo đều mở to hai mắt nhìn vương huynh đệ có đại chiêu gì đây cường điệu như vậy pháp thuật hỏa diễm sao thế nhưng từ trước tới giờ ta chưa từng thấy qua pháp thuật hỏa diễm như trong miệng phun ra vương huynh đệ biết phun lửa ư giữa tiếng kinh hồ vương khả phun ra chọc chân khí trong nhóm mắt bao phủ tám người bịt mặt tám người bịt mặt quay đầu bỏ chạy thế nhưng chọc chân khí quấn tới tám người khiến họ chạy đến nơi nào cũng bị hỏa diễm vây lại chọc chân khí rất bắt lửa lại thật lâu không tắt quan trọng hơn chính là cương khí không còn phòng ngự được đập cũng không đập hết đây là lửa gì vậy vì sao lại không đập được tám người bịt mặt sợ hãi kêu lên lửa lớn rừng rực bao vây tám người ở trong nhà mắt Quần áo trên người tám người này Đã bị đốt không còn Là nam đồ thánh Là bọn hắn Tại sao lại như vậy Tại sao bọn họ lại muốn giết thánh tử và vương huynh đệ Nhanh bắt đại Mặc kệ bọn họ là ai Đáng dám giết thánh tử Chính là tội chết Đừng để hắn chạy Vô số đệ tử ma giáo Nhằm về phía tám người bịt mặt Không Tại sao lại không dập động ngọn lửa này Vì sao chứ Tám người bịt mặt hoảng sợ kêu đến Tám người bị đại hỏa đốt cho bong chóc ra thịt Nơi xa có một con sông lớn Bọn họ muốn nhảy vào trong đó Ẩn núp chạy trốn Thế nhưng ngọn lửa quỷ dị này Có thể cháy được trong nước Trốn ư ừ. Nếu không có ngọn lửa này Thần Long Đảo đang hỗn loạn Tùy tiện chọn một cái địa phương chui vào Thì cũng có thể khiến cho người ta không tìm thấy Nhưng hiện tại Người đầy là lửa Cho dù có mù lòa Thì cũng sẽ không mất dấu Kim đan cảnh thì thế nào Dưới lực lượng lớn phi kiếm bắn ra Tám người bịt mặt lập tức nhận đà kích trước đó chưa từng có mà giờ khắc này đồng an an nút trong bóng tối nhìn thấy tám tên thủ hạ sắp bị bắt lấy sắc mặt hoàn toàn thay đổi ta nghĩ sai rồi sao vương khả không có gạt ta gạt ta chính là tên vương bắt đàn chú yếm kia đồng an an lộ vẻ tuyệt vọng tám tên thuộc hạ bị bắt chắc chắn bản thân sẽ bị khai ra quan trọng hơn chính là đồng an an thấy trên đầu xà vương có một người mặc áo đen nơ lường người áo đen kia mang thêm một cái mặt nạ ác quỷ ở trên cao nhìn xuống Quan sát chiến đấu phía dưới Ma, ma tôn Là ma tôn tới Xong đời rồi, ta xong đời rồi Đồng An An kinh hãi khẽ run rẩy Lập tức chui vào trong bóng tối biến mất Cánh cửa hành cung Chu Hồng Y Vâng cả, người sao thế Tại sao toàn thân lại đang bốc cháy vậy U Nguyệt công chúa hoàng sợ kêu lên Vương Khả khóc không ra nước mắt Cái công pháp lừa người này mình đã phun ra tất cả chọc chân khí thế nhưng năng lực khôi phục của bản thân đại nhật bất diệt thần công quá mạnh hiện tại lại bổ sung một bộ phận chọc chân khí lại đốt cháy vương khả cảm giác lỗ trần lông ở trên người đều đang bốc cháy cái chọc chân khí này rất dễ cháy không qua bao lâu bản thân có thể sẽ bị thiêu đốt thành cặn bã ta sắp chết rồi ta sắp bị thiêu chết rồi u nguyệt chúng ta mới vừa hôn một lần ta không cam tâm vương khả khóc không ra nước mắt chờ chết Thật vất vả mới nói chuyện được với người con gái mình thích Liền xong đời sao Lửa nhanh Đeo vòng tay của ta lên U Nguyệt công chúa nhanh chóng Đưa vòng tay cho Vương Khả Nàng giữ đi Ta sắp bốc cháy rồi Cho ta sẽ hóa thành cho bụi đấy Nhớ kỹ Chọn cho ta một cái hũ co cho cốt thật tốt một chút Đó là nhà vĩnh cửu của ta đấy Vương Khả tuyệt vọng nói Thi quỷ băng phong U Nguyệt công chúa hét lớn một tiếng Ông một tiếng Vòng tay lập tức bắn ra vô số hàn khí Trong nháy mắt bay thẳng đến nội thể Vương Khả Cỗ hàn khí kia Vừa vào trong cơ thể Vương Khả Liền giúp đỡ Vương Khả hạn chế hỏa diễm trong nội thể Chỉ thấy hỏa diễm bị đông cứng từng chút một Toàn bộ hỏa diễm trên người Vương Khả Cũng bị băng phong từng chút Vương Khả bị đông lại mặt mũi tràn đầy băng xương Lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc Phong bế Hỏa diễm bị phong bế Mẹ ta kể Tương tư trùng là thượng cổ băng hàn thần trùng những nơi đi qua đều là băng thiên tuyết địa có thể phong bế hỏa diễm trong cơ thể ngươi u nguyệt công chúa lo lắng phong bế phong bế vương khả vui mừng nói tạch 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 đột nhiên 18 viên niệm châu xuất hiện vết nạn vết dạn không tốt hình như rất khó ngăn chặn vương khả nhiều nhất thi quỷ băng phong của ta chỉ kiên trì được nửa tháng không thể vĩnh viễn phong bế hỏa diễm trong cơ thể ngươi u nguyệt công chúa lo lắng nói không sao không sao kiên trì một chút thời gian chứ vẫn đủ rồi vương khả lập tức lộ ra vẻ mừng như điên nửa tháng nửa tháng ta có thể về thiên Đăng tông dùng công đức bên trong định quang kính tự cứu mình u nguyệt ta thực sự yêu nàng chết mất thôi vương khả kích động ôm u nguyệt công chúa hôn một cái nhưng u nguyệt công chúa lại ngẹo đầu ngất đi u nguyệt vương khả sợ hãi kêu lên sau khi kiểm tra một ven lại phát hiện u nguyệt công chúa hư thoát vừa rồi vì cứu mình Nàng đã chịu đựng thương thế rót toàn bộ lực lượng vào thôi động cái niệm châu này Tốt rồi, tốt rồi, không sao Vương Khả ôm U Nguyệt công chúa Vương Khả Người có nên mặc một bộ quần áo trước hay không? Thánh tử ở một bên tòa vẻ cổ quay nói Hóa ra vừa rồi quanh thân Vương Khả bốc lửa Nên đã đốt gần hết quần áo Chỉ còn lại một chút nội y rách nát Và một lượng lớn vòng tay chữ vật đeo ở trước ngực Tạ Thánh tử nhắc nhở Thánh tử Bản thân ngươi cũng cẩn thận một chút nói không chừng còn có người muốn hại ngươi vương khả lập tức lấy quần áo đổi lên ta không cần lo lắng bởi vì ma tôn đã tới rồi ngươi xem thánh tử đắc ý nói chỉ thấy bụi mù bốn phía giống như là bị cỗ pháp lực cực lớn cuốn bay tứ tán tất cả đệ tử ma giáo đều nhận một cỗ khí tức khổng lồ áp bách quỳ một chân trên đất có lẽ vương khả đứng bên cạnh thánh tử cho nên không có nhận ra cỗ áp lực này nhưng những nơi khác đều có không chỉ là đệ tử ma giáo mà tất cả rắn đều bỗng nhiên an tĩnh lại nằm dạp trên mặt đất thấp thỏm lộ chu hồng y nhấp thành thành khoanh chân trừ độc ngay tại chỗ còn xà vương thì bị một cách trường cương to lớn nắm lấy cổ ghim ở trong không trung xà vương hoảng sợ dãy rủa nhưng mà ở trước mắt cái trường cương kia căn bản không có cách thoát khốn có một người mặc áo bào đen đứng ở trước mặt xà vương người mặc áo bào đen kia mang theo một cái mặt nạ ác quỷ lạnh lùng nhìn xà vương Ma Tôn Vương Khả kinh hãi nhìn Ma Tôn Thập vạn đại sơn Giáo chủ thái âm ma giáo Người đứng đầu ma đạo Ta đã nói qua Chỉ cho các ngươi đặt chân ở bãi cát phía bắc Ngươi vượt danh giới Người muốn bị nấu canh hay là bị nướng Ma Tôn lạnh lùng nói Xà vương dễ dụa Lộ ra vẻ hoảng sợ à, Mình nghỉ ở đây nhé mọi người vậy hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiên Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 25 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và hấp dẫn Thì hãy like video và hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này Để cho thêm nhiều người biết đến bộ truyện và biết đến kênh nhé Cảm ơn tất cả các bạn Và đặc biệt là hãy bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh MC Tiên Phong Để có thể cập, cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc à, trở lại với bộ truyện thì ở tập trước cuối tập trước thì chúng ta đã thấy xuất hiện sự xuất hiện của ma tôn trước mặt vương khả thì liệu rằng vương khả bằng tài năng của mình có qua mặt được ma tôn hay không và sẽ xử lý như thế nào thì mời mọi người vào nghe tập truyện ngày hôm nay tập số 25 vương khả không biết thực lực ma tôn mạnh như thế nào nhưng mà vương khả mở to mắt nhìn xà vương ngang ngược cản rỡ ở trước mặt ma tôn bị dọa giống như là chim cút không dám phản kháng cuối cùng một bàn tay của ma tôn đánh bay ra xà vương ra ngoài xà vương rơi xuống đất ngay cả giải thích cũng không dám mang theo một đám xà tướng và bầy rắn chạy đi ma tôn từ trên không hạ xuống để từ ma giáo bên trên thần long Đảo mới cảm giác áp lực biến mất toàn bộ đứng lên không cần ma tôn xuất thủ nam đồ thánh cầm đầu tám tên hỏa nhân đã bị bắt lại cả đám quỳ gối bên trong một cái đại điện của hành cung chu hồng y run lấy chu hồng y nhiếp thành thành cũng bị đưa ở bên trong đại điện bao gồm đám người vương khả mà tôn trực tiếp ngồi xuống chủ vị lạnh lùng nhìn về phía chu hồng y mới vừa được chủ động chu hồng y chỉ là một con rắn nhỏ không đến mức khiến cho người chật vật như vậy chưa trước kia người một tay cũng có thể bắt nó mà tôn lạnh lùng nói nhất thời chủ quan mà tôn thứ tội Chu Hồng Y lập tức đứng dậy cười khổ nói Nhất thời chủ quan <laughs> Là nhấp diệt tuyệt khiến người trọng thương Trọng thương đến mức một con rắn nhỏ Cũng không đối phó được sao Giọng ma tôn khàn khàn Lạnh lùng nhìn nhếp thanh thanh Mới thức tỉnh lần nữa Về mặt nhếp thanh thanh trở nên khó coi Đứng dậy Không sai Là ta tổn thương Hồng Y Lúc ấy ta muốn đồng quy vu tận cùng hắn Đầu ngón tay của ma tôn bắn ra Oanh một tiếng Nhếp thanh thanh giống như là lọt vào trọng kích trong nháy mắt lồng ngực sụp xuống phốc một tiếng lồng ngực nhiếp thanh thanh sụp đổ phun ra một ngụm máu tươi bay lên hung hăng rơi xuống phía dưới ở trong nháy mắt không ngừng nôn ra máu thòi thóp đừng ma tôn tha mạng chu hồng y hoảng sợ ngăn ở trước người nhiếp thanh thanh tha mạng <laughs> chu hồng y trước để mặt ngươi cho phép nàng làm đệ ngũ đường chủ thế nhưng nàng làm cái gì người đã nhập ma nhưng muốn đồng quy vô tận cùng ma đạo sao suýt chút nữa người cũng đã chết bao nhiêu đệ tử ma giáo ta chết dưới trướng tính toán của nàng đột chán sống ma tôn lạnh lùng nói nhiếp thành thành không ngừng nôn ra máu nhưng mà căn bản không phản kháng được ma tôn ta không trách nào xin người bỏ qua cho nàng ma tôn tha mạng chu hồng y quỳ xuống cầu xin tha thứ chu hồng y cảm nhận được sát khí của ma tôn hồng y từ trước tới giờ người không quỳ lại bất luận kẻ nào, không được quỳ gối với hắn, không được. Nhấp thành thành suy yếu, khóc thảm thương. Không, Chu Hồng Y ta không quỳ bất luận kẻ nào, vì không có người đáng để ta quỳ. Thành Nhi, nàng đáng giá, ta nguyện ý quỳ vì nàng, miễn là nàng có thể sống. Thành Nhi, Chu Hồng Y ôm Nhấp thành thành đau buồn. Ba tôn lạnh lùng nhìn hai người. Nhấp thành thành có thể giết ngươi một lần, thì có thể giết ngươi lần thứ hai. Ta sẽ không cho nàng ở lại bên cạnh ngươi. Đau dài không bằng đau ngắn. Ta cũng không hy vọng ma giáo vì nàng Lại có tổn hao lớn Ma tôn dậm chân đi tới Ma tôn không Người không nên giết nàng Nếu nàng chết ta cũng tuyệt không sống một mình Chu Hồng Y đỏ mắt cầu xin Chu Hồng Y Người biết người đang làm gì không Ma tôn lạnh lùng nói Ta biết ta so với bất cứ lúc nào cũng thanh tỉnh hơn Ma tôn Người có thể trừng phạt thanh nhi Nhưng không thể giết nàng không thể Chu Hồng Y quỳ gối trước mặt Ma Tôn cầu xin. Ma Tôn mang theo mặt nạ ác quỷ, nhìn qua cực kỳ hung hãn, giống như không vì Chu Hồng Y mà thay đổi. Ma Tôn, vừa rồi xà vương tư đánh, nhiếp thanh thanh và Chu Đường Chủ cùng nhau cản ở trước mặt ta, nàng cũng tính là cứu ta, cũng tính có công. Nếu không, Thánh Tử một bên khuyên nhủ, là Vương Khả dùng ánh mắt hiệu cho Thánh Tử để Thánh Tử hỗ trợ cầu tình. Hả? Ma Tôn liếc nhìn Thánh Tử. Ma Tôn, nếu người giết nhiếp thành thành khẳng định chu đường chủ cũng sẽ chết ta không muốn nói chu đường chủ ta không muốn chu đường chủ chết những ngày này hắn một mực che chở ta thánh tử khuyên đủ ma tôn chậm ngay một hồi lúc này mới nặng nề nói nhiếp thành thành người phản nghịch ma giáo vậy vị trí đại ngũ đường chủ người đừng làm ma tôn còn chưa nói xong ánh mắt nhìn chu hồng y sáng lên vui mừng nói tạ ma tôn khoan dùng ta không có khoan dùng Tội chết có thể miễn Tội sống khó có thể tha Ta sẽ còn trừng phạt nàng Về phần ngươi Chu Hồng Y Cách xa nàng một chút Nàng là nữ nhân điên Sự tình gì cũng có thể làm ra được Ma Tôn lạnh lùng nói Vâng Là Đa tạ Ma Tôn Ân không giết Chu Hồng Y cảm kích nói Hử. Ma Tôn hư lại một tiếng Ma Tôn quay đầu nhìn về phía Thánh Tử Thánh Tử Gần đây ngươi thay đổi rất nhiều Ta ta bị sợ có người muốn giết ta ma tôn người phải giúp ta trả rõ mắt của thánh tử lập tức ướt át uất ức nói trả rõ sao ta đã biết nguyên nhân chung rồi cũng trách ta để ngươi giám sát sự tình tù phạm thần long đào để ngươi nhận lấy liên lụy ta nói có đúng không ma tôn đạnh lùng nhìn về phía đám người nam đổ thánh vừa mới bị bắt trở về ma tôn tha mạng ma tôn tha mạng chúng ta chỉ là bị đàn chủ sai khiến không hắn không có tư cách gọi là đàn chủ là tên hỗn đản đồng an an kia Xài khiến chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nam đồ thánh lập tức cầu xin tha thứ hư một tiếng ma tôn búng một ngón tay cái mi tâm nam đồ thánh xuất hiện một cái lỗ thủng ở trong nháy mắt nam đồ thánh ngã xuống đất tử vong bảy tên tù phạm còn lại biến sắc còn không nói thật ma tôn lạnh lùng nói trong lúc nói búng tay một cái bành một tiếng Đầu một tù nhân khác lại rõ hiện lỗ thùng Trong nhé mắt chết đi Toàn thân sáu tên tù phạm còn lại căng cứng Mà tôn tha mạng Còn không nói Mà tôn lạnh lùng nói Bành một tiếng Tên tù phạm thứ ba bị xuyên thùng Trong nhé mắt chết đi Bành một tiếng Đầu tên tù phạm thứ tư xuyên thùng Trong nhé mắt chết đi Ta nói ta nói Những tù phạm còn lại hoảng sợ nói Ồ Mà tôn lạnh lùng nhìn bốn người Là là đồng an an tổ chức những năm này hắn không ngừng mua chuộc chúng ta chúng ta cũng lên thuyền của hắn rồi căn bản không quay đầu lại được gần đây chúng ta mới biết phía sau đồng an an còn có một vị đường chủ ủng hộ hắn cụ thể là đường chủ nào chúng ta cũng không biết chỉ nói đường chủ không ưa hành động của ma tôn cảm thấy người nuôi tù phạm chính đạo và giáo lý của ma giáo có xung đột những tù phạm chính đạo kia bắt được thì nên ăn bọn họ dựa vào cái gì mà chỉ có thể nuôi hút máu ma chính là ma ma chính là ăn thịt người nuôi nhốt tù phạm chính đạo sẽ khiến cho ma giáo ta dần dần mất đi ma tính cho nên bởi muốn rất thánh tử khiêu khích ma tôn tiếp theo giao động uy tín của và căn cơ của ma tôn chúng ta chúng ta cũng là bị lợi dụng chúng ta cho rằng mình làm thần không biết quỷ không hay nhưng một tù nhân hoàng sợ nói ồ có người trong ma giáo không quen nhìn ta làm việc thật đúng là có mặt xấu hổ không dám ở chỗ sáng tìm ta lý luận lại trốn ở sau động tay động chân ma tôn lạnh lùng nói ma tôn tha mạng chúng ta cũng chỉ là quân cờ mà thôi đầu cầu ma tôn tha mạng bốn tên tù phạm hoảng sợ nói quân cờ sao đã biết mình là quân cờ thì càng phải biết kết quả của quân cờ ma tôn lạnh lùng nói vừa nói ma tôn giơ ngón tay trỏ ra vạch một cái giống như là một thanh kiếm la dè xẹt qua cổ của bốn tên tù phạm trong nháy mắt đầu bốn tên tù phạm bị cắt khỏi cổ trong ma giáo thuận ta thì sống nghịch ta thì chết còn dám ở sau lưng ta dở trò kết quả như bọn họ ma tôn lạnh lùng nói vâng vô số đệ tử ma giáo quỳ lạy ở bên ngoài giật mình không ngừng cúi lạy không dám phản bác vương khả đứng ở một bên sắc mặt co quắp lại xác tính vị ma tôn này thật đàn lớn truyền lệnh của ta tất cả đệ tử ma giáo toàn lực lùng bắt đồng an an không quan tâm sống hay chết che giấu đồng an an giết không tha Lần này kẻ đồng mưu cùng đồng an an Giết không tha Ma Tôn lạnh lùng nói Vâng Ngoài điện truyền đến tiếng hô ầm ĩ của đệ tử ma giáo Lúc này Ma Tôn mới nhìn về phía vương khả Vừa nãy ta nhìn ngươi Ngươi cứu thánh tử Ma Tôn trầm giọng nói Vương khả nhìn cái mặt nạ ác quỷ kia Không dám thất lễ Tiểu tử chỉ là tự vậy Đồng thời may mắn cứu được thánh tử Cứu là cứu Bản tôn thường phạt phân mình Cứu thánh tử phải thường Ma Tôn lạnh lùng nói: Vâng. Vương Khả gật đầu một cái. Ma Tôn, đây là lần thứ hai Vương Khả cứu ta, hắn đã cứu ta hai lần rồi. Thánh Tử ở bên lập tức mở miệng nói: Hả? Ma Tôn ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Không chỉ có như thế, Vương Khả còn một mình lấy được Thần Long lệnh. Kết quả xà Vương Thiện quá hóa giận đến gây chuyện, Vương Khả đã hoàn thành nhiệm vụ năm đó mà Tôn rào hắn lấy được Thần Long lệnh. Vương Khả, nhanh lấy ra đi. Thánh tử ở bên chợ giúp Vương Khả tranh công Vương Khả cười khổ Không muốn cái công lao này Thoạt nhìn ma tôn quá là lãnh khóc vô tình Hơn nữa tâm tính thay đổi khó lường Bản thân cũng không dám để hắn khắc sâu trí nhớ đối với mình Nhanh lên Vương Khả Thánh tử hối thúc Vương Khả bất đắc dĩ Chỉ có thể lấy ra thần long lệnh Thánh tử đoạt lấy giúp Vương Khả đưa tới trong tay ma tôn Ma tôn tiếp nhận Nhìn kỹ một hồi Sau đó trầm mặt Thần Long lệnh là nhiệm vụ mà lúc trước ta đã khích lệ đệ tử ma giáo Giao cho xà vương trông coi Đáng tiếc những năm này Ma giáo không có ai lấy được Hơn nữa dần dần không dám tới liều Người lấy tù vi thiên tiên cảnh Thế mà lấy được thần Long lệnh sao Ma tôn hít mắt nhìn về phía vương khả Hiển nhiên Tù vi vương khả không thể gạt được ma tôn Tiểu tử chỉ là may mắn May mắn mà thôi Vương khả cười khổ nói Bản thân không cần công lao này Người đừng nhớ kỹ ta là được vận khí cũng là một phần thực lực ta không quản ngươi làm thế nào lấy được có thể mang thần long lệnh về Thì có tư cách trở thành tân đà chủ có thể mở một phân đà thu môn đồ khắp nơi ma tôn trầm giọng nói ta mở một phân đà thu môn đồ khắp nơi vương khả háo hốc mồm thần long lệnh đặt ở thần long đảo khi mở thần long phân đà thần long đảo ngày xưa có đàn chủ tọa trấn đàn chủ chỉ nội thù một đàn không có quyền lực Đà chủ ngoại có thể công Nội có thể thù Lấy được thần long lệnh Có thể làm thần long đà chủ Ma tôn trầm giọng nói Vương khả há mồm kinh ngạc Nói cách khác Đàn chủ thần long đào Cũng nằm dưới sự quản lý của thần long đà chủ Vương khả Người nhanh hơn tạ ơn ma tôn thưởng đi Nhanh lên Thánh tử bên cạnh kêu lên Vương khả ngẩng mặt Ta đầy mơ hồ Có thể trở thành đà chủ của ma giáo sao Vương khả đang muốn mở miệng đột nhiên ngoài điện chuyển đến một tiếng hồ to không được vương khả không thể trở thành đa chủ ma giáo một tiếng hồ to khiến tất cả đệ tử ma giáo ngoài điện đều hít một ngụm khí lạnh ai vậy ai mà trâu như vậy thời điểm ma tôn nói chuyện cũng dám phản đối chỉ thấy một người đàn ông mặt mũi sưng vù chống gậy tập tễnh đi tới bởi vì ma tôn ở đây nên không ai dám tự tiện ngăn cản mặc cho người kia chống gậy tiến vào đại điện vương khả có ta ở đây Người vĩnh viễn không thành đà chủ ma giáo được <laughs> Người đàn ông thê thảm Mang theo vẻ hưng phấn nói Người là ai Chúng ta quen nhau sao Vương Khả kỳ lạ nói Đám người cùng nhìn người đột nhiên tới Ta <laughs> Ta là Chu Yếm Người khinh người qua đắng Hôm nay ta phải ở ngay trước mặt ba tôn Và trần mặt nạ của ngươi Chu Yếm căm hận nói Chu Yếm Vương cả kinh ngạc nói Hiện tại làm sao có thể nhìn ra gương mặt của chú Yếm Quần áo trên người rách tung Mặt mũi bầm dập Toàn thân càng là một khối xanh Một khối tím Đây là chú Yếm sao Coi như tên ăn mày Thì cũng không có thảm như vậy Chú Yếm Người tới làm loạn gì vậy Chú Hồng Y chỉ tiếc dần sắt không thành thép nói Tại sao thằng cháu này Càng ngày càng không có quy củ Không có đức hạnh vậy Người làm cái gì mà lại biến thành cái dạng như vậy Chú Yếm chịu được uất ức Không có kể lệ với chu Hồng Y mà cung kính bái lệ ma tôn khởi bà ma tôn ta có chuyện quan trọng bẩm báo Chú yếm lập tức nói ra hả ma tôn nhìn về phía chu yếm vương khả không phải là đệ tử ma giáo ta hắn chính là đệ tử chính đạo hắn là đệ tử trần thiên nguyên tông chủ thiên lang tông xin ma tôn xem xét Chú yếm bẩm báo cái gì tất cả đệ tử ma giáo bên ngoài điện đều chừng to mắt tên chú yếm này nổi điên rồi sao chính đạo ư làm sao chính đạo có thể lan lộn được trong ma giáo với ta Nhất thành thành suy yếu nằm trên mặt đất Lộ rắn vẻ đắng chát Cuối cùng vẫn không thể qua được cửa ải này Đệ tử chính đạo Bỗng nhiên ma tôn Nhìn về phía vương khả Vương khả nhíu chặt lông mày Vương khả <laughs> Người không nghĩ tới sao Cuối cùng người vẫn thua ở trong tay ta Người là chính đạo Người căn bản không có ma khí Hôm nay Ai tới cũng không thể nào cứu được người Vương khả Người nhất định sẽ phải chết <laughs> Chú Yếm nhìn Vương Khả Vẻ cười tùy tiện Có ma khí Liên là ma đạo sao Vương Khả khẩn trương nói Không sai Dấu hiệu của ma đạo chính là ma khí Nếu không phải vừa rồi bày rắn đánh phá đại lao Ta cũng không có cơ hội trốn ra ngoài vạch trần ngươi Vương Khả Người nhất định phải chết Người nhất định phải chết <laughs> Ai cũng không thể cứu được ngươi Chú Yếm cười to Vậy ma khí có dạng gì Vương Khả trịnh trọng nói Ma khí Giống như là chân khí của ta Đó chính là ma khí Chỉ cần ăn người Tội nghiệp bao quả chân khí Chính là ma khí Nhìn đi Đây là dấu hiệu ma đạo Ma khí là màu đen Chính đạo không có Ta có ma khí Người có sao Người có chu Yếm chu Yếm đang trào phúng được một nửa Thì bỗng nhiên cưng cứng ở nơi đó Bởi vì lòng bàn tay của Vương Khả Toát ra một cái chân khí cầu đen nhánh nếu chân khí của Thu Yếm bị hắc khí quấn quanh một tầng Vậy chân khí của Vương Khả Liền đen xuyên tim Giống như là một cái lỗ đen Đen khiến cho Thu Yếm tuyệt vọng Thu Yếm không thể tin rụi rụi vào mắt mình hô hấp dồn dập nhìn chân khí trong lòng bàn tay Vương Khả Đây được coi là ma khí không? Vương Khả mờ mịt hỏi Chọc chân khí của Vương Khả Đã biến thành đen So với đại bộ phận ma khí còn muốn đen hơn Đây là dấu hiệu của ma đạo sao? Chân khí đen như vậy Còn không phải là ma khí Vậy thì là cái gì mới là ma khí Ngươi ngươi Chú Yếm hoảng sợ kêu lên Chú Yếm quỳ xuống Ma tôn tha mạng Ta bị vương khả lừa gạt Lúc trước hắn không phải như vậy Lúc trước hắn không phải như vậy Đệ tử thiên lang tông đều nói hắn chính là chính đạo Ta bị lừa rồi Ma tôn tha mạng ta Chú Yếm lập tức hoảng sợ Không rõ kêu khóc Lúc trước chú Yếm ở ngoài điện Đã thấy rõ sát tính của ma tôn Lần này bản thân lừa dối ma tôn không phải là xong con ong sao trời ạ à, vì cái gì mà sẽ thành cái dạng này chứ cứu mạng chú yếm tuyệt vọng cầu xin tha thứ tại sao ta lại xui xẻo như vậy chết chắc chết chắc rồi cái tên vương khả đáng chết này người đã nhập ma sao không nói sớm với ta xong đời rồi mà Tôn liếc nhìn chú yếm lại nhìn vương khả vương khả người nói xử trí tên chú yếm này như thế nào để vương khả xử lý bản thân trong nhà mắt chú yếm bị dọa cho giật mạnh ngừng lên chú yếm sợ ngất rồi là hôn mê thực sự thể xác tinh thần chú yếm vô cùng mệt mỏi lần này bị dọa độc rắn trong cơ thể tấn công mạnh lên đại não trong nhà mắt bị dọa ngất đi chu hồng y một bên tỏ vẻ chán nản nhưng thế ma tôn để vương khả trừng phạt chú yếm chu hồng y lộ ra một lỗi cỗ lo lắng dù sao nó cũng là cháu ruột của mình vương khả nhìn thấy ma tôn hỏi thăm ở trên mặt cũng là một trận tranh đấu cuối cùng mệt mỏi nói việc này không thể trách chủ yếm sao ma tôn hiếu kỳ hỏi ma tôn việc này cơ mật có thể đừng quá nhiều người biết được không vương khả lo lắng nói ma tôn vung tay áo bành một tiếng cửa đại điện ầm ầm đóng lại đệ tử ma giáo bên ngoài không nghe được thanh âm ở trong điện đám người trong điện tò mò nhìn về phía vương khả không sai Chú Yếm nói không sai Ta là đệ tử Trần Thiên Nguyên Tông Chủ Thiên Làng Tông Chú Yếm không có nói bỏ Vương Khả trịnh trọng nói Cái gì? Chú Hồng Y sợ hãi kêu lên Nhất Thành Thành lại tỏ về đáng chát Vương Khả là muốn kết thúc sao? Đệ tử Trần Thiên Nguyên Làm sao có thể? Thánh tử kinh ngạc nói Quả nhiên người đã thừa nhận Mà Tôn cười lạnh nói Mà Tôn nói Khiến cho Vương Khả biến sắc Tình huống gì vậy? Mà Tôn biết rõ nội tình của ta Vậy vừa rồi là có ý gì Mà Tôn không nhắc tới việc này một chút nào Rất rõ ràng là chờ ta mở miệng Lúc trước ta không chuẩn bị bại lộ Nếu ta không bại lộ Vậy không phải là chết chắc sao Chú Yếm đến vạch trần ta Không phải là thại ta Mà là giúp ta Mang sự tình đặt lên trên mặt bàn Trong lòng Vương Khả cảm thấy vô cùng may mắn Tên chú Yếm này thực đúng là người tốt Giúp ta một chuyện lớn như vậy Được rồi, ân oán lúc trước Coi như thành toán thanh toán xong ma tôn ngài biết rõ lai lịch của ta vương khả ngạc nhiên nói mấy tháng trước ma giáo ta trả giá nhiều như vậy lập kế hoạch diệt thiên đàng tông cuối cùng hủy ở trong tay hai thằng nhóc bản tôn lại không biết sao vương khả lai lịch và chân dung của người đã nằm trong tay ta từ lâu người cảm thấy ta không biết lai lịch của ngươi sao ma tôn lạnh lùng nói người là đệ tử trần thiên nguyên chu hồng y trừng mắt tức giận nói nói như vậy đoạn thời gian trước vương khả đều là đang gạt ta nhất thành thành bên cạnh nuôi kéo quần áo chu hồng y chu hồng y mới không có tiếp tục phát tác không đúng ma tôn không phải ngươi nói từ trước tới giờ trần thiên nguyên không nhân không nhân nhượng đối với đại tử ma giáo ta sao vậy vương khả là chuyện gì xảy ra trong tay hắn là ma khí mà hơn nữa còn đen như vậy hắn đây là thánh tử khó hiểu nói đây cũng là việc ta muốn nghe ngươi giải thích vương khả là ai giúp ngươi nhập ma có phải nên nói rõ cho bản tôn biết hay không ma tôn lạnh lùng nhìn về phía vương khả ai giúp vương khả nhập ma quan trọng là vương khả không có nhập ma nói ra trần tướng nhất định phải chết bản thân làm hại làm hại kế hoạch diệt thiên lang tông của ma giáo thất bại trong càng tức nhiều đệ tử ma giáo chết ở thiên lang tông như vậy đều tính ở trên người của ta sao vương khả đau mồ hôi lạnh ở trên mặt một cái bình tĩnh nói ma tôn chuyện không liên quan tới ta Vương Khả lập tức thống khổ nói Sao Mọi người nhìn về phía Vương Khả Người giúp ta nhập ma Là Tôn Tùng Vương Khả khổ sở nói Tôn Tùng Đám người như mày Ta nhớ ra rồi Ngày xưa Tôn Tùng ở dưới ma Tôn trợ giúp Một mực ẩn núp trong thiên Lang tông Làm đệ tử thiên Lang tông Tôn Tùng chính là người phụ trách công việc nội bộ thiên Lang tông Hắn là chó săn của mộ dung lục quang Mê hoặc mộ dung lục quang mắc lửa Hắn là người bên trong Phụ trách kế hoạch diệt thiên lang tông Không phải là chết ở lúc nhiệm vụ thất bại sao Chu Hồng Y coi mày nói Đúng Thật ra Thật ra lúc ta ở thiên lang tông đã nhập mà Lúc ấy Tôn Tùng nói Đề phòng vạn nhất Bảo ta chờ đến lúc đó phối hợp Lúc ấy tình huống rất phức tạp Không phải đơn giản như bên ngoài đồn thôi Tôn Tùng phát hiện Thiên lang tông còn cường giả tuyệt thế mai phục Biết rõ kế hoạch lần này nhất định sẽ thất bại Cho nên hắn cố ý để ta giết hắn Vương Khả cười khổ nói cái gì? Đám người kinh ngạc nhìn về Vương Khả Tôn Tùng nói Tất cả bọn họ đã bại lộ Chết chắc Hắn để cho ta sống sót Để ta lưu lại hạt giống cho ma giáo Ta mới Thời điểm ta động thủ Ta rất là đau khổ Vương Khả đau khổ nói Tất cả người sùng sốt Dựa theo sắp xếp của Tôn Tùng Ta mặt dày mày dạn bái Trần Thiên Nguyên làm sư Tôn Rốt cục đã thành công Nhưng mà ta biết Cuối cùng giấy không thể gói được lửa Cho nên ta mới trốn đi Thật không nghĩ đến gặp phải chuyện nhiều như vậy Vương Khả giải thích nói Cho nên Người lấy thân phận đệ tử ma giáo bái Trần Thiên Nguyên làm sư Cũng lừa luôn được Trần Thiên Nguyên Chu Hồng Y có mày nói Không sai Lúc ấy chân khí của ta còn chưa có màu đen Trần Thiên Nguyên không có phát hiện ra dị thường của ta Cho nên ta vô tội Các người suy nghĩ một chút đi Ta chỉ có một cái tiền thiên cảnh Làm sao có thể làm ra nhiều chuyện như vậy chứ Mà Tôn, mà Tôn xin người mình dám Vương Khả bi thống bái lại Ma Tôn Ma Tôn giống như là dư vật trầm tư Mặc dù Ma Tôn đã tìm hiểu rõ ràng tình huống thiên lang tông lúc trước Nhưng đúng như là Vương Khả nói Bản thân chỉ có thể điều tra đồ vật nổi ở trên mặt Nói không chừng phía sau có sự tình khác Chả lẽ Vương Khả nói thực sự là thật Tôn Tùng và các đệ tử ma giáo khác Không phải bị Vương Khả giết Mà là Tôn Tùng tự biết chết chắc Mới cố ý che giấu thân phận của Vương Khả Chỉ có Nhất thành thành nằm dưới đất Là trận to mắt nhìn về phía Vương Khả đây đơn giản là ngươi đang đánh rắm cái cớ của bất xấu hổ như vậy ngươi cũng có thể nói ra được sao trần thiên nguyên đã bị mù sao lại thu thêm một đệ tử ma giáo làm đệ tử hơn nữa chuyện ngươi lừa dối chu hồng y ở chu tiên trấn ta còn đang giúp người cha giấu đây này giờ ngươi lại còn lừa gạt người khác ma tôn vương khả cũng là bị ép buộc không thể trách vương khả mà khí hắn rõ ràng như vậy không giả được nhất định là người tình báo cho ngươi không có điều tra rõ ràng làm sao bọn họ có thể tra ra được bí mật sâu nhất trong thiên lang tông? Chu Hồng Y không mày nói. Ma Tôn rơi vào trầm tư. Ma Tôn, ta không quan tâm. Người không thể hoài nghi Vương Khả. Mà Khí Quán là thật. Hắn chính là đệ tử Ma Giáo, càng là người đã cứu ta. Thánh Tử bên cạnh Vương Khả nói. Ma Tôn trầm trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Tốt. Bản tôn tạm thời tin ngươi một lần. Nếu ngươi dám gạt ta. Ta sẽ khiến người sống không bằng chết Ma Tôn lạnh lùng nói Nói dối quá Trong lòng Vương Khả lập tức mừng rỡ Vâng Vương Khả cung kính nói Lừa người sẽ sống không bằng chết Không lừa người Ta sẽ lập tức chết Chết tử tế không bằng sống sót Vẫn nên tiếp tục lừa dối thôi Đã như vậy Ngươi làm thần long đà chủ đi Thế nhưng môn đồ do bản thân tuyển chọn Đây là thần long lệnh ngươi cầm lấy ma tôn trầm giọng nói vừa nói vừa điểm vào mặt sau thần long lệnh trong nhà mắt xuất hiện một chữ ma quỷ còn không bao tạ ơn ma tôn bên trong thần long lệnh đã có dấu của ma của đà chủ nhỏ máu lên là có thể nhận chủ đây chính là lệnh bài thân vận của ngươi chu hồng y mở miệng nói vâng cảm tạ ma tôn vương khả lập tức tiếp nhận đồng thời nhỏ một giọt máu tươi lên chỉ thấy chữ ma kia lập tức ẩn vào bên trong lệnh bài biến mất Vương Khả cảm nhận một loại liên hệ Thần Long Đà Chủ Ma Tôn trầm giọng nói Có Vương Khả lập tức tiến đến nói Bản Tôn thường phạt phần mình Người hai lần cứu thánh tử Ta có thể đáp ứng người hai chuyện không quá phận Người nghĩ xong Có thể thông báo cho bản Tôn Ma Tôn trầm giọng nói Ta nghĩ xong rồi Vương Khả lập tức mở miệng nói Ồ Ma Tôn sững sở đã nghĩ kỹ chưa người đã từng nghĩ qua rồi sao không phải là vương khả đã nghĩ quan trọng là hôm nay bản thân còn có cơ hội nhìn thấy ma tôn hay không thì chưa biết được có chỗ tốt không cầm trước chờ sau này quá hẳn thì sao nói ma tôn trầm giọng nói thuộc hạ đang nghĩ đám tù phạm thần long đảo kia có thể cho ta tùy tiện xử trí không vương khả mong đợi nhìn về phía ma tôn tù phạm sao người muốn làm gì ăn hết sao mà tôn con mày nói, trước đây bản thân định ra quy củ, không cho phép ăn tù phạm. Tiểu tử này vừa mới lên đàm đà chủ, đã muốn được đà lớn tới sao? Phá hư quy củ của ta? Không phải, ta muốn thả toàn bộ ra. Vương cả lắc đầu, thả ra. Đám người không hiểu nhìn về phía Vương cả. Đúng vậy, hiện tại cả đám bọn họ gầy như là da bọc xương, ép không được bao nhiêu chất béo. Nếu mà tôn có dư thừa trở về lại bù một đám tù phạm béo mập tới những người này gầy thành ra bọc xương nuôi sẽ phí rất nhiều linh thạch thả đi vương khả khuyên nhủ bọn họ là chính đạo chỉ có thể giết chứ không thể thả chu hồng y trầm giọng nói thế nhưng ma tôn nói bọn họ không tuyệt thực không cho phép giết thánh tử ở một bên hiếu kỳ nói chết đói cũng không thể thả chu hồng y kiên quyết nói ma tôn đã hít mắt nhìn về phía vương khả tại sao người muốn thả chính đạo Ta Ta muốn nhìn xem Lợi dụng những người ra bọc xương này Có thể lại để cho ta trà trộn vào trong đám chính đạo hay không Vương Khả giải thích nói Vương Khả Người vẫn muốn trà trộn vào Thiên lang Tông Người không sợ Trần Thiên Nguyên giết ngươi Thánh tử trừng mắt kinh ngạc nói Ta Ta vẫn muốn thử xem Đương nhiên Nếu mà Tôn không cho phép Vậy cứ gọi nhà ta chưa nói Mà Tôn nhìn Vương Khả một đợt hồi lâu Tiểu Gia Hòa, người rất can đảm chỉ là một tiểu tiên thiên cảnh nhỏ lại muốn chơi trò lừa bịp trước mặt trần thiên nguyên <laughs> đã nhiều năm rồi ta mới nhìn qua một người lớn mật như người nhất thành thành ở một bên lộ ra vẻ quái dị hắn đâu chỉ dám lừa dối ở trước mặt trần thiên nguyên mà hắn ở trước mặt ngươi cũng dám nói như vậy Ma tôn đồng ý vương khả vui mừng nói chỉ cần không phá hữu quy củ của ta vì ma giáo ta cho phép ma tôn gật đầu một cái tạ ma tôn vương khả lập tức vui vẻ nói chuyện thứ hai thì sao ma tôn nhìn về phía vương khả chuyện thứ hai ma tôn không phải ngươi để cho ta thu toàn bộ môn đồ khắp nơi sao ta muốn xin ngại một người vương khả trông đợi nói ồ muốn ai ma tôn hiếu kỳ nói chính là nàng nhiếp thanh thanh vương khả chỉ nhiếp thanh thanh nói cái gì chu hồng y trừng mắt Tiểu tử này Người chán sống rồi sao Ma tôn Không phải người muốn trừng phạt nhất thành thành sao Vơ vặn Nàng là một đại lão nguyên anh cảnh Phạt nàng làm môn đồ của tiểu tiên thiên cảnh như ta đi Được không Phần nhục nhã này So với giết nàng còn lớn hơn Xin ma tôn đồng ý Vương khả lập tức cùng kính nói Nhục nhã nhất thành thành Chú Hồng Y có thể chịu được việc này sao Hắn lập tức muốn nổi điên Nhưng phía sau lưng Bị Nhất Thành Thành nắm được thịt mềm, cấu véo. Á! À! chu hồng y đau đớn dên lên một tiếng chu hồng y ngươi làm gì vậy ma tôn trầm giọng nói à, không 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 có việc gì Ít hầu hơi khô ho khan hai cái thôi mà chu hồng y buồn bực nói ma tôn không biết chu hồng y là bị nhiếp thành thành uy hiếp không cho phép hắn phản bác chu hồng y cũng rất phiền muộn vương khả đang nhục nhã nàng sao nàng không phản đối ma tôn liếc nhìn nhiếp thành thành trầm ngâm một hồi được tạ ma tôn thành toàn Vương Khả vui mừng nói Đã như vậy Cứ thế làm đi Vương Khả là thần Long Đà chủ mới Chu Hồng Y Người vừa vặn là thần Long đảo trước thương Người trước dẫn dắt hắn Ma Tôn dặn dò nói Ma Tôn muốn đi Chu Hồng Y sững sờ Không sai Ta muốn dẫn thánh tử rời đi có việc Hơn nữa Vừa rồi ở trên đường tới Phát hiện Trần Thiên Nguyên cũng đến trướng hải Khả năng đang tìm kiếm tung tích thần Long đảo Bốn phía thần Long đảo dày đặc sương mù Hắn còn không tìm được nơi đây Nhưng cũng không thể mặc cho hắn tiếp tục tìm Ta thuận tiện dẫn dắt hắn rời đi Ma Tôn trầm giọng nói Vâng Chu Hồng Y gật đầu một cái Ma Tôn Hiện tại chúng ta phải đi à Ta còn Thánh tử có chút không muốn rời xa Vương Khả Lần này ngươi bị tập kích Nói rõ thần Long Đảo gặp nguy hiểm Cho dù hiện tại ta tra ra đồng An An sắp đặt Khó tránh khỏi Còn có hung hung thủ khác ẩn đấp trong đám người Cho nên ngươi không thể ở lại theo ta đi. Ma tôn trầm giọng nói. Vâng. Thánh tử buồn bực nói. Két một tiếng. Ma tôn hất tay áo lên. Cánh cửa đại điện ầm ầm mở ra. Vô số đệ tử ma giáo ở bên ngoài chờ đợi kết quả trong điện. Chu yếm nói vương khả là đệ tử chính đạo. Vương khả lại có ma khí, không biết bên trong thế nào. Mọi người trông ngóng. Cánh cửa đại điện mở ra. Tất cả mọi người nhìn tới. Chỉ thấy chu yếm đã gất đi. Trong tay vương khả cầm thần long lệnh. Ma tôn mang theo thánh tử Chậm rãi đi ra Từ hôm nay trở đi Ma giáo mở thêm một phân đà Là thần long phân đà Đà chủ vương khả Lấy thần long đảo làm cơ sở Nhậm chức đà chủ ma giáo Ma tôn trầm giọng nói Vâng Tất cả đệ tử ma giáo cung kính trả lời Bái kiến thần long đà chủ Vô số đệ tử ma giáo quỳ lệnh Vương khả nghẹt mặt Bản thân thực sự trở thành đà chủ ma giáo sao Vương Khả như nằm mơ Vương Khả Cho người này Bỗng nhiên Thánh Tử đi đến chỗ Vương Khả Hả Vương Khả sững sờ Thánh Tử đưa tay phải ra Chỉ thấy bỗng nhiên ra thịt chỗ cổ tay tách ra Lộ ra xương cốt Xương cốt nhanh chóng sinh trưởng Chậm rãi toát ra một vòng tròn Tiếp theo từ trên cổ tay tách ra Bị Thái Thánh Tử hái xuống Vòng tay bằng xương Vương Khả kinh ngạc nói Đây là từ trên xương cốt bản thân chụp xuống sao Cái này bản lĩnh gì Ta thấy người treo nhiều vòng tay chữ vật như vậy rất rõ ràng không gian vòng tay chữ vật của ngươi không đủ dùng ta cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi liền cho ngươi cái này không gian bên trong to gấp trăm lần vòng tay vật chữ vật phổ thông ngươi đã cứu mạng ta hai lần hy vọng có thể giúp được ngươi thánh tử đưa vòng tay bằng xương ra hả thật sao ta có thể xấu hổ như vậy được ư phương khả cười thu vòng tay bằng xương ở ngực mình ai nói thánh tử là gấu còn chưa hắn thảo như vậy cơ mà Mắt các ngươi bị mù sao Đi thôi Ma Tôn giữ chặt tay Thánh Tử Hô một tiếng Trong nháy mắt Ma Tôn và Thánh Tử xông lên trời Biến mất ở trước mắt tất cả mọi người Cùng tiễn Ma Tôn Tất cả đệ tử ma giáo cung kính nhìn lên trời vái lệ Tiếp theo Tất cả mọi người cổ quái nhìn Vương Huynh Đệ Không Là Vương Đà Chủ Hiện tại toàn bộ thần Long Đào Đều thực sự quản lý của hắn. Hôm nay ở trên bến tàu Nam Thần Long Đảo Không có thủ về Một đội hắc y nhân chậm rãi Leo lên một chiếc thuyền lớn Sau khi lên thuyền lớn Đám người quần áo đen này mới sóc mũ lên Lộ ra từng gương mặt khô gầy như là que củi Chính là đám tù nhân Thần Long Đảo Người cầm đầu lại là Nhị Sư Huynh Thiên lang Tông Mắt Nhị Sư Huynh rừng rừng Nắm lấy tay Vương Khả Sư đệ Khiến người chịu khổ rồi Nhị Sư Huynh hết sức cảm động Vương huynh đệ Xin nhận của chúng ta một lạy Một đám đệ tử tông môn cảm kích Lau nước mắt lại vương khả Đã bao nhiêu năm Mọi người cho rằng phải chết ở chỗ này Gọi trời trời không thấu Gọi đất đất không thừa Không ai tới cứu mình Nhìn thấy chỉ là tuyệt vọng Mỗi ngày như bị nuôi nhốt như heo Bị vỗ béo rồi rút ra huyết nhục ăn Căn bản không coi chúng ta là người Rất nhiều người không chịu được tuyệt thực mà chết Rất nhiều người đã tuyệt vọng Với chuyện được vớt cứu vớt không nghĩ hôm nay đã được cứu Chư vị Đều đứng dậy đi Không cần nói những lời này Vương Khả lắc đầu Không Ta vẫn muốn nói Lúc trước có người nói Vương Sư Đệ chơi mặt trượt cùng với đệ tử ma giáo Còn cười nhạo nữa Là ai Nhị Sư Huynh mắng đám người ở phía sau lưng Chỉ thấy mấy người phía sau cúi đầu Người thấy chưa Sư Đệ ta Bộ bộ kinh tâm Không ngừng tính toán Tại sao lần này chúng ta có thể đi ra còn phải nhờ vương sư đệ là một cái giải thi đấu mặt trượt Tất cả đệ tử ma giáo đều đi đánh mặt trượt Mới có hoàn cảnh phân tán như thế Để cho sư đệ ta cứu các người ư Lương tâm các ngươi Để lại bị chó ăn rồi sao Nhị sư huynh căm giận nói Vương huynh đệ Chúng ta có lỗi với người Chúng ta không nên hỏi nghi ngươi Có mấy người lập tức Rời khỏi hàng Ân hận khóc lóc Vương khả đỡ từng người lên Chư vị Không cần như vậy Chuyện này cũng không trách các người Vương khả ta làm việc không giống người khác khó tránh khỏi để mọi người hiểu lầm lần thi đấu mặt trượt này vì hấp dẫn tất cả đệ tử ma giáo ta đã cố ý thua hết tiền trong mấy ngày qua mới thắng được vương khả lập tức khuyên nhủ làm sao chúng tù phạm biết hôm nay vương khả căn bản không có sợ tới mặt trượt càng không có khả năng thua tiền vương huynh đệ thật xin lỗi chúng ta có lỗi với người lại còn hoài nghi tính toán của người ta đáng chết một tù nhân cực kỳ bi thương tự đánh bản thân không cần như vậy Mọi người đều là chính đạo Chính đạo chúng ta đồng khí điện trì Tự nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau Đây là việc Vương Khả ta phải làm Vương Khả lập tức ngăn cản nói Vương Huỳnh Đệ Không nói nhiều nữa Về sau làm phàm có chuyện gì phân phó Chỉ cần nói một tiếng ta tuyệt đối không chối từ Còn có ta Còn có ta Đám người cảm kích nhìn biểu hiện của Vương Khả Đa tạ chư vị Nhất định về sau sẽ phiền vức chư vị Chỉ là Ta trà trộn vào ma giáo Khả năng sẽ có một chút tin đồn chuyển đi Nói ta theo ma giáo Ta phản bội chính đạo Cái gì đó Đến lúc đó có phiền phức Xin chư vị giúp ta nói rõ Vương cả trịnh trọng nói Vương Huynh đệ yên tâm Ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng người khác vu khống người Không sai Nếu người phẩm đích như Vương Huynh Đệ bị vu khống Vậy chính đạo ta còn mặt mũi sinh tồn sao Vương Huynh Đệ yên tâm Ai dám nói xấu người Ta nhất định không buông tha cho hắn đám người lập tức thề độc không phải người khác vu khống ta mà là vì ta muốn cứu càng nhiều tù phạm chính đạo đúng là phải lăn lộn cùng nhóm tả mà khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút hiểu lầm vương khả cười nói chúng ta tin tưởng ngươi mặc kệ có tin nhảm gì chúng ta đều tin tưởng ngươi đám người siết chặt quả đấm kiên định nói tốt đã có chư vị tin tưởng cũng không uổng công ta xâm nhập ma quật lần này chư vị trở về cũng không cần nói chuyện của ta cho người khác tốt nhất là giả bộ như chưa từng gặp ta vương khả trông đợi nói vì sao vương huynh đệ ngươi làm chuyện nhiều như vậy nên được chính đạo ta ca ngợi chứ một tên tù phạm lo lắng nói sư đệ ta có muốn lăn lộn với ma đạo lúc này các người lắm miệng nói chuyện vậy không phải là sư đệ ta bại lộ sao các người muốn sư đệ ta bị nhóm tà ma hại chết sao nhị sư huynh ở một bên lập tức lý giải nói à à chúng ta biết rồi nhất định chúng ta sẽ cầm như hến Đám người lại phát thể Đa tạ chư vị Chư vị Ở bên chiếc trứng hải thuyền này có bản đồ hàng hải Đáng tiếc bản đồ hàng hải chỉ có tính năng một lần Các người lập tức rời đi Thần Long Đảo Sớm ngày về tông môn của mình chữa thương Ta không tiến nhiều nữa Vương Khả nhìn về phía đám người thi lễ liền muốn xuống thuyền Vương huynh Đệ Người không đi cùng chúng ta sao Đám người lo lắng nói Sư Đệ Người không đi sao Nhị Sư huynh cũng lo lắng nói Ta 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 muốn giúp các người giải quyết tốt hậu quả Một hồi đệ tử ma giáo đến phát hiện thiếu một con thuyền Ai cũng không đi được Ta giúp các người kéo đến đệ tử ma giáo Các người đi bao Vương Khả giải thích nói Vương Huy Đệ Nhất thời mọi người cảm động rơi nước mắt Đây là dùng sinh mệnh chặn hậu cho chúng ta Phẩm đức của Vương Khả quá cao thượng Khiến cho những người rút trước Từng có chút hoài nghi Vương Khả Đều xấu hổ không chỗ dùng thân Sư Đệ Người làm như vậy quá là nguy hiểm Nhị sư huynh đòn lặng nói Nhị sư huynh không còn kịp nữa rồi Nghe ta đi mau đi mau đi Vương Khả nhảy xuống thuyền hối thúc mọi người Nhị sư huynh trên bong thuyền hận Hận bản thân vô năng Để cho sư đệ dùng sinh mệnh giải quyết hậu quả cho mình Lái thuyền Nhị sư huynh gặm nước mắt nói Thuyền lớn chậm rãi rời khỏi thần long đảo Vương Khả đưa mắt nhìn một đám tù phạm Chính đạo biến mất ở trong sương mù dày đặc Trong mắt mọi người Ở trên thuyền vẫn ướt át như cũ Nhưng giờ phút này đều là cảm động vì vương khả các người nghe cho kỹ về sau ta không hy vọng các người có vu khống vương huynh đệ cho dù là có người nói vương khả là đại ma đầu vương khả là đà chủ ma giáo thì cũng không được tin tưởng không sai vương huynh đệ chính là chính đạo mà ngay cả mạng cũng không cần xâm nhập ma quật nếu ai dám vu khống vương huynh đệ ta là người đầu tiên không tha choán về sau vương huynh đệ có gì sai khiến cần phải cho ta biết để cho ta vì vương huynh đệ một lần tận phần lực đám tù phạm chính đạo vừa nghị luận vừa biến mất ở trên trứng hải còn vương khả thì vội vàng chạy về phía một cái phòng ốc cách bến tàu không xa trong phòng kia nhấp thành thành và u nguyệt công chúa đã ngất đi đứng đó vương khả người làm như thế này là có ý gì nhấp thành thành tỏ ý cổ quái nhìn về phía vương khả nhấp điện chủ người đừng hỏi nữa ta không kịp nữa rồi ta không về thiên lang tông ta xếp thảm. Vương Khả cười khổ nói Nhưng người cũng không thể đi bằng một mạch Người mặc kệ cái thần long đảo này sao Nhất thành thành co mày nói Ta quan tâm cái búa Cái gì mà thần long đà chủ Tư lệnh độc nhất Đúng rồi còn có một người Nếu không phải là chu Hồng Y giúp ta hiệu lệnh quân ma Đi chơi giải đấu thiên mặt trượt Ta ở trong này có thể làm gì Những đệ tử ma giáo kia Người cho là bọn họ thực nghe ta sao Nhất điện chủ Người vẫn nên hào hào chữa thường đi Không phải ta đã nói với chu Hồng Y rồi sao phòng ngươi làm đàn chủ thần long đạo còn có cái thần long đạo này giao cho ngươi quản người có hứng thú thì nhúng tay vào mà quản vương khả cười khổ nói ta quản sao nhất thành thành co mày nói không sai tùy ngươi chơi thế nào thì chơi nhưng người muốn làm sao thì làm dù sao cũng chỉ là một mình ngươi đương nhiên người cũng có thể giúp ta thu chút đàn em ta không quản vương khả lắc đầu nhất thành thành sừng sốt ta đi đây không kịp nữa rồi vương khả ôm u nguyệt công chúa muốn đi được ta không hiểu tình huống của người như thế nào thế nhưng ta hy vọng người thực sự không rơi vào ma đảo không cần ăn thịt người nhất thành thành co mày nói ta ăn người cây rắm ý ta ăn người rồi còn dám về thiên lang tông sao ta không sợ sư tôn trảm ta sao được rồi người đang bận không phải chu hồng y muốn bắt đám người đồng ăn ăn sao chuyện các người cũng rất nhiều không tán gẫu nữa vương khả lắc đầu đúng là chu hồng y đã bắt đồng đảng của đồng an an trên đảo hầu như đã bắt được hết nhưng hình như đồng an an đã chạy thoát nhiếp thành thành đắc đầu đồng an an chạy chạy thì chạy ta cũng không quản sắp không kịp nữa rồi hẹn gặp lại vương khả ôm u Nguyệt công chúa chạy đi nhiếp thành thành đưa mắt nhìn vương khả ôm công chúa u nguyệt trên một chiếc trứng hải thuyền thuyền lớn lắc lư nhanh chóng rời khỏi thần long đảo đúng vào lúc này chu hồng y từ trên trời giáng xuống rơi vào bên cạnh nhiếp thành thành Tiểu tử thối kia lại chọn rời đi lúc này sao Chuyện hắn gạt ta ở Chu Tiên Trấn còn chưa nói rõ mà Chu Hồng Y trừng mắt nhìn phương hướng Vương Khả rời đi Nhếp Thành Thành lạnh lùng nhìn về phía Chu Hồng Y Chu Hồng Y hoảng sợ Được rồi được rồi Ta không hỏi Lần này hắn ở trước mặt ma tôn giúp ta cứu nàng Nhân tình lớn như vậy Ta còn truy cứu cái gì chứ Ta cái gì cũng không hỏi <laughs> Nhếp Thành Thành hư lạnh một tiếng Quay đầu đi vào trung tâm đạo. Thành Nhi chờ ta một chút Chẳng qua là sợ nàng ăn thiệt thòi Mới đi theo nàng Ta không nghe lén các người nói chuyện Làm sao ta không tin nàng chứ Thành nhi chờ ta một chút Chu Hồng Y lập tức đuổi tới Hai chiếc trứng hải thuyền Một trước một sau rời khỏi thần Long Đảo Vương Khả đặt U Nguyệt Công Chúa Ở bong thuyền nhìn chỗ niệm châu trên cổ tay Tạch một tiếng 18 hạt châu đóng băng hỏa diễm Trong cơ thể mình Đã có viên xuất hiện vết dạng U Nguyệt Công Chúa nói Khả năng giúp đỡ bản thân phong ấn được nửa tháng Nói không chừng đều là không được Nhanh nhanh Ta phải nhanh trở về thiên lang tông Thời điểm nhất thành thành chu ma ở vương cung đại thành Đã phong ấn vô số công đức Vào trong đỉnh quang kính Nói là cho ta nhanh Ta muốn về tông ta muốn dùng công đức cứu mạng Vương khả lo lắng điều khiển thuyền lớn Thuyền lớn di chuyển trên trướng hải Không bao lâu Vương khả mơ hồ nghe được trên bầu trời Trướng hải thuyền truyền đến từng đợt nổ vang oanh một tiếng tiếng nổ mạnh như xét đánh khiến vương khả nghe xong ra mặt co rúm lại cái chướng hải này thật là nguy hiểm đây là âm thanh chiến đấu sao quá kinh khủng rồi đi mau vương khả toàn lực điều khiển trứng hải thuyền thoát đi mà đầu của tiếng nổ này là trên bầu trời trứng hải trên không có bốn người đang đứng hai người trong đó đang quyết đấu một trắng một đen hai người là trần thiên nguyên mà tồn tranh đôi đu... tranh nhau đối lập Bốn phía nổi lên gió lớn Hiển nhiên trước đó hai người đã trải qua chiến đấu Thánh tử đứng trên một đóa mây đen sau lưng ma tôn Nhìn hai bên chiến đấu run lẩy bẩy Sau lưng Trần Thiên Nguyên Đã có một thanh niên tuần Mỹ Mi tâm đều một nốt chu sa Nhìn qua hết sức yêu dị Nam tử tuần Mỹ đối với trận chiến đấu kinh khủng này Không sợ hãi chút nào Càng giống như là rất hứng thú quan sát Thời khắc song vương giảng co Bỗng nhiên thanh niên tuần Mỹ nhướng mày Nhìn xuống phía dưới sương mù Trần Thiên Nguyên Hình như ta đã tìm được Thanh niên Tuấn Mỹ cười tà mị một tiếng Sau khi cười xong liền đạp chân xuống Trong nhà mắt chui vào bên trong xương độc Biến mất không thấy Phía trên trứng hải Vương Khả điều khiển thuyền lớn Nhanh chóng di chuyển Nhìn công chúa U Nguyệt hôn mê cách đó không xa Trong mắt đối lên một cố ôn nhu Mấy tháng này ở cùng công chúa U Nguyệt Thật là kinh tâm động phách Cũng may sắp tu thành chính quả U Nguyệt công chúa cũng đồng ý làm bạn gái mình từ thần long đảo trốn ra ngoài thật là không dễ dàng vương khả nhìn u nguyệt công chúa cách đó không xa cười khổ nói thoại âm vương khả vừa dứt đột nhiên có một bóng người nhảy ra ngoài vương khả người khinh người quá đáng bóng người kia vừa nhảy ra liền tức giận mắng vương khả há miệng ngạc nhiên người này từ đâu xuất hiện ta vội vàng không kịp chuẩn bị tại sao bỗng nhiên toát ra một người vậy đây không phải là một chính thuyền trống sao đồng an an Vương Khả sợ ái kêu lên Chỉ thấy Đồng An An nhảy lên trước mặt công chúa U Nguyệt cách đó không xa Trong nhà mắt một thanh trường kiếm đặt trên cổ của công chúa Người muốn làm gì? Vương Khả tức giận nói Người không được qua đây Người qua đây ta sẽ giết nào Đồng An An buồn hận trồng chất Mắt rừng rừng hồ Vương Khả nghẹt mặt Ngươi là kim đan cảnh cao dài Ta chỉ là tiên thiên cảnh Tại sao ngươi lại sợ ta như vậy Vương Khả Ngươi thực quá đáng ta vất vả lắm mới trốn lên một chiếc thuyền lớn, chuẩn bị chạy đi. vậy mà ngươi lại chọn đúng chiếc thuyền ta lần trốn, ngươi cố ý, nhất định là ngươi cố ý. đồng an an kích động, phẫn hận nói, đừng có xúc động, đồng an an, đừng xúc động, buông kiếm xuống, nói rõ ràng, nói rõ ràng đi. vương khả lo lắng nói, rõ ràng cái rắm ấy, vương khả, ngươi cố ý cho thuyền đi ra chứng hải, muốn đơn độc bắt ta thẩm vấn sao? đồng an an kích động quát, ta không có, ta đã biết được ngươi ở trên thuyền. Vương Khả lo lắng Cái giấm ý Vừa rồi ngươi còn nói Từ thần nông đảo trốn ra ngoài Thật không dễ dàng Ta đã nghe thấy rồi Ngươi lại đang giễu cợt ta đúng hay không Thật ra ngươi đã sớm phát hiện ra ta Ta còn đần độn trốn ở trong khoang thuyền Thật ra ngươi đã sớm biết rồi Đồng An An kích động hồ Ta thực sự không có Ngươi buông kiếm xuống có được không Nếu không ngươi bắt ta làm con tin Đừng có dùng kiếm chỉ vào bạn gái của ta Vương Khả lo lắng nói Ngươi muốn gạt ta Ngươi muốn gạt ta sao Đồng An An giống giận như là vũ nhục Ta lừa người chỗ nào Vương Khả buồn bực nói Người đã làm đại lão Nguyên Anh cảnh Ta có thể bắt ngươi làm con tin sao Ta vừa buông kiếm xuống sẽ bị người bắt Đồng An An kích động nói Có mắt nào của ngươi thấy ta là Nguyên Anh cảnh Vương Khả buồn bực nói Chính ngươi nói Ngươi là đại lão Nguyên Anh cảnh Ngươi là kim bài nằm vùng ta muốn Đồng An An hung ác nói Không phải là ngươi không tin tưởng sao không phải là người phái nam đổ thánh tới sao Người không tin ta là nguyên anh cảnh Mới phải gọi bọn họ tới giết ta Người quên rồi sao Vương Khả buồn bực nói Là ta bị chú Yếm lừa Đồng An An tức giận Hả Chú Yếm nói người là tiên thiên cảnh Dùng pháp bảo hộ thể Mới khiến ta tin tưởng ngươi là nguyên anh cảnh Đánh giấm ý Tất cả lời chú Yếm nói đều là đánh giấm Từ giây phút ma tôn xuất hiện Ta đã biết người không có gạt ta Người gạt ta là chú Yếm Lời của ngươi nói đều là thực là tên chú yếm một mực đã gạt ta Làm hại ta đến hiện tại thê thảm như vậy Đồng An An căm hận nói Vâng cả nghề mặt Đồng An An ngươi đừng có kích động Ngươi nghe ta nói Lúc trước ma tôn xuất hiện Chỉ là trùng hợp thôi Là thánh tử thông báo hắn Hắn vừa vặn chạy tới Ta cũng chỉ là tiên thiên cảnh Không phải là đại lão Nguyên Anh cảnh đâu Người trước thả công chúa Úng Nguyệt ra Chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng mà Ta không làm khó dễ người đâu Người cũng không làm khó được ta Được không Vương Khả tận tình khuyên đủ Ngươi cho rằng ta có tin không Đổi thành ta Ta cũng sẽ nói lời giống như ngươi Vương Khả Ngươi là đại lão nguyên anh cảnh Đừng có gây khó dễ cho tiểu nhân vật như ta có được không Đồng An An toàn là nước mắt Vương Khả lại nghẹt mặt Đây là ta tự bê đá đập chân mình sao Đến cùng đại đừng gây khó dễ cho ai chứ Ngươi thực sự hiểu lầm rồi Lời ta nói đều là thật Vương Khả tiến lên một bước lo lắng nói Không được qua đây Ta không có hiểu lầm Ta không tin lời ngươi vừa nói Ta chỉ tin tưởng lời ngươi nói ngày đó Ngươi chính là Nguyên Anh Cảnh Ngươi có kim bài nằm vùng của Ma Tôn Đồng An An vô cùng hoảng sợ nói Vương Khả sừng sốt Vì sao ta nói dối các ngươi lại tin Một lúc ta nói thật thì các ngươi lại không tin Vì sao Ngươi mới là người mạnh nhất trên thuyền này Vì sao nhìn thấy ta yếu nhất Lại sợ đến như vậy Vì sao chứ à, Mình ngừng tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào